Chương 376: Phân loại. Với 15 người này làm chủ lực, Hoắc Khải dùng nửa tiếng để vẽ một bản cơ cấu hoạt động của bộ phận. Suy nghĩ một hồi, anh lại thêm mấy câu kế hoạch ngắn hạn và theo những kế hoạch này, viết ra một phương án tiến hành cụ thể. Người trong công ty đều đã đi về hết rồi, chỉ còn Hoắc Khải vẫn đang ngồi trong phòng họp múa bút thành văn. Tuy rằng Hoắc Khải đồng ý với bà cụ là ở lại, nhưng anh không định ở lại lâu ngắn thì ba ngày mà dài lắm thì cũng một tuần nữa là anh sẽ đi cho nên cũng không có nhiều thời gian anh phải tận dụng hết khả năng để hoàn thành công việc trong tay thức đêm để làm việc là chuyện thường tình trong xã hội này và hoác khải cũng không ngoại lệ trước đây lúc anh làm việc để nâng cao hiệu suất công việc thường thức xuyên mấy đêm mấy ngày không ngủ thời gian là vàng thời gian cũng là sinh mệnh hoác khải hiểu rõ về điểm này hơn bất kỳ ai mãi cho đến sáng hôm sau nhân viên quét dọn của công ty đến mới phát hiện Hoác Khải cả đêm ở lại phòng họp. Những nhân viên đến sau biết chuyện này thì đều cười cợt, bàn luận. Họ không thấy có gì đáng khâm phục mà cho rằng anh chỉ đang tỏ vẻ lè thiên hạ. Vừa đến công ty đã làm việc cả đêm, nói không chừng là ngủ một giấc rồi giả bộ như vậy để được bà cụ nhìn bằng con mắt khác. Thấy mọi người trong công ty đã đến, Hoác Khải mới vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó gửi tin nhắn cho 15 người trúng tuyển, thông báo cho họ tới làm việc. Đồng thời, Hoắc Khải gọi điện thoại cho Lý Thắng Bân, thông báo là anh tạm thời chiếm phòng họp một tuần để gấp rút phát triển kế hoạch chiến lược. Lý Thắng Bân khuyên anh đưa người đến phòng làm việc để làm, dù sao cũng là giám đốc, làm ở phòng họp chẳng ra làm sao. Tòa cao tầng này của nhà họ Lý còn có rất nhiều phòng trống, sắp xếp một chút, chuyển mấy cái bàn là xong. Hơn nữa là một giám đốc thì nên có một phòng làm việc độc lập nhưng Hoắc Khải không tỏ ý kiến gì về chuyện này. Anh kiên quyết muốn sử dụng phòng họp vì lý do rất đơn giản, chính là do sự rộng rãi và sáng sủa ở đây. Theo quan điểm của anh, mục đích quan trọng nhất của một bộ phận mới không phải là tạo ra thành tích, mà có thể chạy việc bằng tốc độ nhanh nhất. Thế nào mới có thể khiến tốc độ chạy việc tăng lên? Audio điện tử võ tấn bền đương nhiên là cùng ăn cùng ở cùng làm. Dù anh có là giám đốc thì cũng nên đồng hành cùng nhân viên ở thời kỳ đầu này cho dù thảo luận bất kỳ vấn đề nào giải quyết bất kỳ mối nguy nào đều có thể kịp thời đề xuất như thế có thể giảm đi rất nhiều độ trễ về mặt thời gian lý thắng bân khuyên vài câu thấy hoác khải vẫn không đồng ý thì chỉ đành chịu dù sao thì đứa cháu trai mặt hạng này vẫn luôn không nghe lời ông ta cũng chẳng muốn quản lý anh như bà cụ đã nói chỉ cần đợi kết quả cuối cùng là được còn việc anh làm cái gì làm thế nào thì cũng không cần nói tới nói lui nhiều 15 nhân viên qua vòng phỏng vấn rất nhanh chóng có mặt tại phòng họp. Sau khi họ bước vào phòng họp, có người thì tỏ ra lo lắng, có người thì ngỡ ngàng, còn lại đa số là đánh giá lẫn nhau. Họ nhanh chóng phát hiện ra, những người đứng ở đây đều thuộc về nhóm người không có tiếng tăm gì trong công ty. Không có một ai là người có năng lực lớn, địa vị cao, hay là lời nói của giám đốc mới không có trọng lượng cho nên chỉ có thể tuyển được những người như họ. Hoác Khải đang ngồi bên bàn trong phòng họp ăn mì gói, ngẩng đầu nhìn họ một cái, nói, mọi người ngồi đi, đừng đứng ngẩn ngơ ở đấy nữa. Tôi ăn bánh bao trước, còn các anh sẽ lần lượt nói bước đầu tiên, phòng kế hoạch của chúng ta cần làm gì. La là Ngọc Bình, anh nói trước. La Ngọc Bình là người thành thật nhất trong số mấy người này, bỗng nhiên bị gọi tên phát biểu thì có chút hồi hộp. Thật sự, anh ta không biết nên nói gì, sau khi quanh co một hồi thì nói tôi cảm thấy có lẽ nên điều chỉnh lại phương hướng phát triển trong tương lai của công ty. Làm thế nào điều chỉnh? Có kế hoạch gì? Hoắc Khải hỏi. Cái này, tạm thời chưa có. Vậy thì bây giờ nghĩ, Hoắc Khải cũng không ngẩng đầu lên, chỉ người thứ hai nói, Khương Mẫn, đến lượt anh. Khương Mẫn nhìn có vẻ tự tin hơn La Ngọc Bình một chút. Anh ta hắng giọng nói, vấn đề mà giám đốc nêu ra, tối hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi cảm thấy làm thế nào không quan trọng, Quan trọng là chúng ta có thể làm hay không? Có một số lời tôi nói ra sẽ không được thích hợp cho lắm nhưng chắc là giám đốc hiểu rõ, bây giờ hoàn cảnh của công ty không thích hợp với những cải cách lớn. Nếu chúng ta tiến hành thay đổi quá nhiều thì rất có thể sẽ chịu sức cản vô cùng lớn. Sức cản này mới là điều quan trọng, không biết giám đốc. Anh muốn hỏi, tôi có thể khắc phục được vài trở ngại này hay không, đúng chứ? Hoắc Khải đặt cái thìa trong tay xuống, hỏi. Khương Mẫn gật đầu đó chính xác là những gì anh ta nghĩ vấn đề lớn nhất của phòng kế hoạch là sau khi đưa ra phương án cải cách có thể bị những nhân viên bên dưới tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng nếu như vậy thì phương án có tốt đến đâu cũng phí công nếu thật sự như thế thì sự tồn tại của bộ phận này cũng không có ý nghĩa gì hoác khải mỉm cười anh tuyển khương mẫn là vì người này nói chuyện khá thẳng thắn hơn nữa lời nói lại sắc bén do đó ở trong công ty anh ta đắc tội với không ít người nhưng năng lực cá nhân thì khá tốt." Hoắc Khải nhìn một lượt nhân viên mới rồi nói, "Tôi biết, vấn đề này không phải chỉ một mình Khương Mẫn muốn hỏi, có lẽ cả 15 người các anh đều muốn biết đáp án. Tôi có thể nói rõ cho các anh biết, trong kế hoạch chiến lược có cải cách, nhưng không hoàn toàn là cải cách. Trở ngại của chúng ta không lớn như những gì chúng ta tưởng tượng. Vì sự xuất hiện của chúng ta là phải đem đến cho tất cả mọi người thu nhập lớn hơn, chứ không phải là để phá bỏ lợi ích của họ. Ngoài ra, chuyện này có bà cụ chống lưng, địa vị của bà ta ở công ty này chắc không cần nói nhiều nữa. Bà cụ nhất định sẽ chống đỡ cho chúng ta sao, có người hỏi. Nhất định là như thế, Hoác Khải khẳng định chắc nịch. Có lẽ, giọng nói của Hoác Khải đủ sự tự tin cũng đủ sự kiên định nên những người này đều tỏ ra tốt hơn nhiều. Điều họ sợ nhất chính là cải cách cuối cùng thất bại. Trường hợp như thế, mấy năm trước họ đã trải qua rất nhiều lần ở nhà họ Lý. Những người đi đầu, đến cuối cùng đều là những người thảm hại nhất nhưng nếu được sự giúp đỡ của bà cụ thì sẽ không như thế bởi vì những năm gần đây người muốn cải cách nhà họ lý một nửa sẽ bị các phòng ban khác tạo áp lực còn một nửa là bị bà cụ đuổi luôn bà ta luôn xây dựng một hình tượng vô cùng uy nghiêm trong lòng mọi người từ nhiều năm nay vì vậy nên họ vừa sợ lại vừa tin tưởng bà ta lần lượt từng người bắt đầu trả lời vấn đề mà hoác khải đưa ra đối với kế hoạch chiến lược, họ có những cách giải thích không giống nhau, cho nên đáp án của mỗi người cũng khác. Từ vấn đề này, Hoác Khải có thể hiểu rõ cách nghĩ của họ, cũng từ đó mà hiểu rõ hơn năng lực của từng người. Có một vài người đúng như những gì anh nghĩ, rất có năng lực, chỉ là trước đây bị chôn vùi đi mà thôi. Có vài người, năng lực làm việc cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thể coi như tạm chấp nhận được. Đương nhiên, hoác khải cũng chưa từng nghĩ sẽ khiến cấp dưới của mình đều là thiên tài trong một đội nhóm nên có cao có thấp như thế mới dễ dàng hỗ trợ cho nhau người giỏi về mưu lực thì đưa ra kế hoạch người không giỏi thì thực hiện theo mỗi người một việc mới có thể nâng cao hiệu quả công việc nếu toàn bộ đều là người giỏi thì bảo a đi thực hiện phương án của b thì có khi trong quá trình làm việc a có thể sẽ vì suy nghĩ nhất thời của mình mà sửa đổi kế hoạch nếu như vậy thì đến cuối cùng Phương án đó hoàn toàn bị thay đổi, ai mà biết sẽ thành cái dạng gì. Có thể là tốt mà cũng có thể là xấu. Hoắc Khải không thích đặt cược, cho nên anh cần một đội hình ổn định, bảo họ làm gì thì họ sẽ làm như thế. Có những chỗ cũng cần thay đổi nhưng không được xem nhẹ, chất vấn và sửa đổi phương án chiến lược. Sau khi cùng mấy người này nói chuyện xong, Hoắc Khải đứng dậy vứt bát mì vào thùng rác, sau đó quay lại với mọi người, "Được rồi, bây giờ chúng ta chính thức vào giờ làm." Từ giây phút này trở đi, chúng ta là những thành viên chính thức của phòng kế hoạch. Tôi không quan tâm các anh mấy giờ đến làm, chỉ cần khi tôi cần thì các anh lập tức xuất hiện là được. Đối với giờ tan làm cũng vậy, tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần công việc mỗi ngày đều hoàn thành. Nhưng khi tôi cần anh có mặt thì vẫn như đã nói, anh phải lập tức xuất hiện. Cho dù anh đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài hay ở quê giúp bà nội quốc đất, thời gian không chờ đợi một ai. Tất cả đã rõ rồi chứ? mọi người nhìn nhau sau đó đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu bây giờ tôi phải giải thích cho các anh về ý nghĩa tồn tại của phòng kế hoạch như đã nói không phải cải cách hoàn toàn mà nói chính xác là cải cách chỉ là một việc chúng ta cần làm bây giờ chúng ta cần làm là sắp xếp lại toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn lý thị phân thành bốn cấp dự án có lợi nhuận cao có lợi nhuận thấp lỗ vốn nhưng vẫn còn tiềm lực nhất định và rác thải sau khi phân loại xong chúng ta sẽ tiến hành công việc tiếp theo. chương 377, ý nghĩ tồn tại. Nội dung giao việc ngắn gọn, rõ ràng, tất cả mọi người nghe đều hiểu. Khương Mẫn lập tức giơ tay lên, nói, giám đốc, có chuyện này không biết anh có biết không? Đó là rất nhiều nghiệp vụ đều nằm trong tay của những vị trí cốt lõi trong mỗi bộ phận, nhân viên bình thường sẽ không được phép tiến hành điều tra. Hơn nữa, những nghiệp vụ thật sự có thể hái ra tiền, hay là lỗ vốn cũng rất khó làm rõ có thể lời nói này không thích hợp lắm, nhưng... Tôi hiểu ý của anh, Hoắc Khải xua xua tay, nói thật sự có lợi nhuận lớn hay là lỗ vốn không cần quan tâm, chỉ cần phân loại theo báo cáo tài chính hàng quý là được rồi. Khương Mẫn không rõ rốt cuộc Hoắc Khải muốn làm gì, nhưng đã phân công như thế thì anh ta cứ việc làm theo là được rồi. Có thể làm tốt hay không thì cũng khó nói, nhưng ít nhất nếu làm tận tâm tận lực thì cũng sẽ không còn gì đáng tiếc nữa. Một đám người bận rộn luôn tay, lý thắng bân với tư cách là phó chủ tịch cũng rất quan tâm đến chuyện này ông ta chính là tai mắt của bà cụ bà ta rất ít khi đến công ty nên những chuyện trong công ty phần lớn là do lý thắng bân phụ trách sau đó truyền đạt lại đương nhiên gọi là phụ trách chỉ là cái danh hão còn quyền lực thật sự thì vẫn nằm trong tay từng nhà rất nhiều người nhìn chỉ là giám đốc hay thậm chí chỉ là trưởng phòng nhưng trên thực tế lại có quyền lực rất lớn nơi nào thuộc quyền quản lý của họ đến cả Lý Thắng Bân cũng khó mà nhúng tay vào. May mà có bà cụ tạo áp lực, thêm mấy người hoác khải chỉ sắp xếp phân loại tình hình lãi lỗ của nghiệp vụ nên cũng không nhiều người đứng ra gây bất lợi cho họ. Đương nhiên, lời nói khó nghe hay chế diễu thì khó tránh khỏi. Khi La Ngọc Bình và Khương Mẫn đi điều tra thì những đồng nghiệp trước đây nhìn thấy họ đều cười ngặt nghẽo. Bây giờ, toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết, việc tuyển dụng của phòng kế hoạch đã kết thúc, tổng cộng có 15 người tham gia. Những người bị loại, trong lòng đều rất vui mừng, kiểu bộ phận vừa nghe đến đã biết là đắc tội với người ta, chẳng ai đến làm thân, tạo quan hệ làm gì. Mấy người khương mẫn, trước đây quan hệ với đồng nghiệp cũng không ra sao, cũng coi như đã quen với việc trở thành mục tiêu của người khác, nên đối với việc bị chế diễu lại cảm thấy rất bình thường, không có gì đáng để tâm. Trái lại, vì số người chế diễu quá nhiều khiến trong lòng họ lại thở phào nhẹ nhõm. Hiệu quả làm việc, sắp xếp của 15 người rất tốt chỉ một ngày đã phân loại xong tất cả các nghiệp vụ. Khi Hoác Khải nhận được bốn tập tài liệu thì anh chỉ cầm tập những nghiệp vụ bị phân vào loại rác, còn lại giao cho Khương Mẫn, nói mỗi người đều tìm mục tiêu mà người đó giỏi nhất, chọn ra 5 nghiệp vụ mà bản thân họ cho rằng có thể kiếm được lợi nhuận lớn, sau đó bỏ phiếu loại ra hai. Còn lại 3 nghiệp vụ thì sẽ thông qua thảo luận để tiến hành tối ưu hóa phương án thực hiện. Yêu cầu của tôi với việc tối ưu hóa mục tiêu rất đơn giản, lợi nhuận hàng năm đạt được một tỷ trở lên, tỷ suất tăng trước so với lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái không thấp hơn 200%. Khương Mẫn và những người khác nghe thấy thế thì sững người, lời Hoác Khải nói đúng là rất đơn giản, rất dễ hiểu. Nhưng yêu cầu của anh thì thật sự không dễ. Lợi nhuận cùng kỳ tăng trưởng 200% cũng không phải không thể làm được, ít nhất thì trên lý thuyết cũng không khó. Nguyên nhân khó làm đa phần thuộc về vấn đề thực hiện. Ví dụ như quyết sách của lãnh đạo cấp dưới có vấn đề hoặc năng lực thực hiện của nhân viên vân vân. Nhưng, mục tiêu lợi nhuận năm đạt một tỷ thì yêu cầu này đưa ra quá cao. Bây giờ, ngành mà nhà họ Lý kiếm được nhiều lợi nhuận nhất là nhà máy điện tử truyền thống. Mỗi năm lợi nhuận đạt khoảng hơn 400 triệu, lợi nhuận cao nhất từng đạt được cũng chỉ 800 triệu. Nhưng cùng với sự suy yếu của nhà họ Lý, thêm sự tăng trưởng hàng năm của đối thủ cạnh tranh khiến lợi nhuận không ngừng giảm xuống. Đến ngành điện tử có lợi nhuận cao nhất cũng không đạt được yêu cầu này. Bây giờ, anh lại bảo họ tối ưu hóa để chọn ba nghiệp vụ mà lợi nhuận năm không dưới 1 tỷ thì sao làm được? Thấy mấy người đều ngây người ra như thế, Hoắc Khải hỏi, sao nào, cảm thấy không làm được? Mọi người cúi gằm mặt xuống, không nói chuyện, nhưng sự im lặng thật sự cũng đã là một câu trả lời. Xem ra, tôi có chút đánh giá cao các anh rồi, Hoắc Khải nói, tôi luôn cho rằng danh tiếng của nhà họ Lý cộng thêm năng lực của các anh thì làm những chuyện này không khó gì. Nhưng bây giờ xem ra, các anh không phải là không có năng lực, cũng không phải danh tiếng của nhà họ Lý không tốt, mà là chính các anh không có lòng can đảm dám thách thức với những công việc khó khăn. Chẳng trách, các anh ở công ty bị biến thành mục tiêu diễu cợt lâu như vậy mà vẫn không đi, chỉ là do có khả năng nhịn nhục tốt. Lời này có chút khó nghe, Khương Mẫn ngừng đầu nhìn Hoác Khải, nói, Giám đốc, chúng tôi không phải là có thể nhẫn nhịn hay không mà yêu cầu của anh, thực sự quá cao. Cao à, Hoác Khải nói, các anh đã từng tra cứu, trên thế giới này mỗi năm xuất hiện bao nhiêu công ty có quy mô đạt trên một tỷ lợi nhuận chưa? Bây giờ tôi nói cho các anh biết, chỉ tính trong nước, năm ngoài có 75 công ty vừa và nhỏ trên sàn chứng khoán đạt lợi nhuận vượt trên một tỷ, có 23 doanh nghiệp mới và hai doanh nghiệp khoa học công nghệ. Chỉ tính những công ty mới nổi này đã có đến hơn 100 thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến tôi không nói nữa, thị trường nước ngoài cũng không cần nói. Nhưng họ rất giỏi sao? Nếu nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ phát hiện, họ đã lợi dụng những chính sách ở phía đông mà kiếm được lợi ích. Không sai, thị trường là như thế, chỉ cần anh hiểu được xu thế, thêm một chút may mắn là có thể kiếm tiền. Mà muốn kiếm được một khoản lớn thì cần có danh tiếng. Nhà họ Lý thiếu danh tiếng sao? Chúng ta từng là doanh nghiệp lớn tài sản trăm tỷ nổi tiếng trong và ngoài nước điều mà nhà họ Lý thiếu chính là hướng đi, mà ý nghĩ thành lập phòng kế hoạch chính là chỉ dẫn phương hướng cho con tàu lớn nhà họ Lý. Nếu các anh không làm được cả việc này thì bây giờ có thể đi rồi. Tôi không cần một đám người còn chưa bắt đầu làm đã mất hết lòng tin, chỉ ăn tạp chờ chết. La Ngọc Bình và những người khác bị hoác khải nói đến mặt đỏ tía tai. Họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi nghiên cứu xem có những công ty nào mà lợi nhuận năm đạt hơn một tỷ. Nhưng Hoác Khải lại có thể thuộc như lòng bàn tay bởi vì anh luôn kiên trì tin rằng, nếu không muốn để bản thân thất bại thảm thương thì phải tìm được quy luật thành công từ những người có thành tựu trên thị trường. Kinh nghiệm thành công, thật sự không thể sao chép, nhưng dựa vào thành công của người khác thì có thể nhìn ra xu thế. Giống như một công ty chuyên nghiên cứu và bán máy trà sàn, nếu lợi nhuận năm của năm ngoái bỗng dưng tăng trưởng chóng mặt, vậy chứng minh điều gì? Không thể nói là công ty đó bỗng nhiên thành công rồi, mà có thể nói ngành máy trà sàn đã được thị trường tiếp nhận, bắt đầu phát triển mạnh rồi. Những người hiểu rõ thì dù cho họ có thành lập công ty hay trở thành nhà phân phối cũng sẽ luôn kiếm được nhiều tiền hơn dựa trên việc nhìn ra xu thế này. Người đợi vài năm sau mới gia nhập sẽ phát hiện, thị trường đã bị người hiểu rõ xu thế chiếm giữ rồi. Họ muốn thâm nhập vào thị trường đã rất khó chứ đừng nói là cạnh tranh thị phần. Đây là tác dụng của xu thế, vô hình vô sắc nhưng lại rất quan trọng sau một hồi nói lời khó nghe thì giọng điệu của hoác khải mới trở nên có chút hòa hoãn nói các anh đều là người rất có năng lực không phải đổ bỏ đi nếu không tôi cũng không chọn các anh qua đây từ nhiều nhân tài trong công ty như thế đừng nhụt trí khi chưa thử đừng thấy có nguy cơ thất bại vì anh chưa tự nghiệm lấy thành công việc anh cần làm chính là dựa vào các nghiệp vụ đã có sẵn kết hợp với xu thế tương lai tìm ra ba phương hướng giúp chúng ta tạo ra lợi ích cực lớn hãy nhớ chúng ta làm những dự án theo xu thế chứ không phải là làm cho ai đó hai ba ngày là kiếm được tiền. Các anh đã hiểu rõ rồi chứ? Anh nói xong, trong lòng La Ngọc Bình và những người khác cũng vỡ ra nhiều điều. Thật sự khi họ gia nhập vào phòng kế hoạch vẫn luôn hoang mang, không hiểu rõ vị trí của mình, càng không biết bộ phận này rốt cuộc là làm gì. Nhưng bây giờ, Hoác Khải đã nói rất rõ về tương lai. Xô thế, xô thế, xô thế ý nghĩ duy nhất để bộ phận này tồn tại đó chính là nắm bắt xu thế. Hai ba ngày không kiếm được tiền không sao, hai ba tháng bị lỗ vốn cũng không hề gì, chỉ cần tương lai có thể kiếm được một khoản lớn, thì chính là đã thành công trong việc nắm bắt chính xác xu thế. Điều duy nhất có thể chứng minh thành quả đó là ngày tiền chảy về, rốt cuộc phải chờ một tháng hay là chờ đến một năm. Tiền chảy về càng sớm thì đương nhiên chứng minh được năng lực của anh càng cao. Sau khi làm rõ được nhiều chuyện, mỗi người trong số họ cũng suy nghĩ ra những phương pháp khác nhau. Họ đã biết mình phải làm gì và nên làm gì. Sau đó, họ nhanh chóng mở những nghiệp vụ đã phân loại, sắp xếp xong, tranh cãi này lừa, cuối cùng đã chọn ra 5 nghiệp vụ làm phương hướng đầu tiên. Sau khi thảo luận ra 5 phương hướng xong mới tiến hành loại bỏ vòng 2, quyết định 3 dự án cuối cùng. Hoác Khải không tham dự vào phần thảo luận này. Anh cầm những dự án bị phân loại là rác thải rời khỏi phòng họp, chương 378, quyết tâm. Sau khi ra khỏi phòng họp, Hoắc Khải về nhà luôn. Không phải anh định nghỉ ngơi, mà là muốn đi gặp bà cụ. Bà cụ đã lớn tuổi rồi, nhiều khi bà ta không ở công ty, Lý Thắng Bân muốn tìm bà ta cũng phải về nhà. Bây giờ Hoắc Khải đã đảm nhiệm chức giám đốc phòng kế hoạch trong tập đoàn Lý Thị, bà cụ cho anh đặc quyền gặp mặt mà không cần thông báo trước, ngay cả quản gia Tào Hạc Minh cũng không được ngăn cản đây không chỉ là một sự tin tưởng của bà cụ với Hoắc Khải, mà còn là để giảm bớt tình trạng tranh chấp giữa Hoắc Khải và đám Tào Hạc Minh. Tào Hạc Minh vẫn luôn bất mãn với Hoắc Khải, cảm thấy đứa con hoang này không coi nhà họ Lý ra gì, lại càng không coi đại quản gia lão ta ra gì, lần nào gặp mặt cũng chống đối lão ta. Sau khi trở lại trang viên, Hoắc Khải vào thẳng phòng của bà cụ. Bà cụ đang dùng bữa, Tào Hạc Minh cầm ấm trà đứng hầu hạ bên cạnh thấy hoác khải vào mà chẳng thèm gõ cửa, lão ta lập tức sừng cổ lên, không thấy bà chủ đang dùng bữa sao. Ai cho cậu vào? Hoác khải liếc nhìn ông ta, nói, nếu không phải bởi vì bà cụ đang dùng bữa, với thái độ này của ông là tôi có thể cho ông một cái bạt tai để ông nhớ đời rồi đấy. Cậu, Tào Hạc Minh trợn mắt lên. Được rồi, bà cụ lên tiếng, đặt ấm trà xuống đây, ông ra ngoài đi. Vâng, Tào Hạc Minh cúi đầu đáp lời, đặt ấm trà lên mặt bàn rồi xoay người ra khỏi phòng. Trước lúc đi, lão ta vẫn không quên trợn mắt lườm Hoắc Khải, vẻ mặt rất bực bội. Hoắc Khải chẳng buồn để ý tới lão ta, may là anh không có hứng thú với quyền hành của nhà họ Lý, nếu không người như lão ta sẽ bị đuổi cổ đầu tiên ấy chứ. Bà cụ cầm lấy cái thìa, uống một ngụm canh rồi hỏi, "Cậu ăn chưa? Ngồi xuống ăn một chút đi, đây là bánh bao nước được vận chuyển tới từ Giang Nam, hương vị khá ngon." ăn bánh bao nước mà còn phải vận chuyển từ giam nam tới đúng là xa xỉ thật hoác khải âm thầm cảm thán về cuộc sống xa hoa của bà cụ nhà họ lý nói ăn cơm thì dẹp đi còn cả đống chuyện đang chờ kia kìa hôm nay tôi tới đây là để nói một vài chuyện đây là tất cả những dự án đã thua lỗ nghiêm trọng và không thể cứu vãn được nữa căn cứ vào sự phân tích của phòng kế hoạch chúng tôi cho rằng cần phải được loại bỏ chúng ra khỏi dự án của công ty ngay lập tức để có thể giảm thiểu tổn thất sử dụng tài chính vào những nơi có tác dụng hơn. Bà cụ đặt chiếc thìa xuống, cầm tài liệu trên bàn lên đọc. Tuy rằng bà ta rất ít khi hỏi tới chuyện công ty, nhưng không có nghĩa là bà ta không hiểu biết gì cả. Chỉ liếc qua là bà ta đã nhận ra vấn đề. Đúng thật là những dự án này đều đang nằm trong trạng thái thua lỗ, nhưng muốn loại bỏ ngay lập tức thì không thể được, bà cụ nói, chắc hẳn cậu phải biết chúng ta là một doanh nghiệp theo hình thức gia tộc rất nhiều dự án thua lỗ nhưng không bị đình chỉ là bởi vì có biết bao người người dựa vào nó để kiếm cơm. Dự án còn đó thì chức vụ của bọn họ cũng còn. Tôi biết, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Nhà họ Lý muốn phát triển thì không thể lấy tiền ra nuôi những người ăn không ngồi rồi được. Sau khi loại bỏ những dự án này, chúng ta có thể căn cứ vào năng lực của người mất chức vị để phân công lại. Tôi không phản đối việc nuôi bọn họ, nhưng bọn họ phải đánh đổi bằng sức lao động mới được. Hoắc Khải nói. Thế nhưng phạm vi sắp xếp lại các dự án của cậu quá lớn, nếu loại bỏ thì ít nhất phải phân công lại một, hai ngàn người. Nhiều người như thế, nhỡ bọn họ gây rối thì cậu không giải quyết nổi đâu, ngay cả tôi cũng thế, bà cụ nói. Sở dĩ rất nhiều lần cải cách thất bại là bởi vì nó dính dáng đến quá nhiều người, không xử lý được các vấn đề về sau, nếu không thì bà cụ đã tự làm từ lâu rồi. Tôi không biết bà có giải quyết được hay không, nhưng tôi thì có thể. Chỉ cần bà trao lại quyền lực cho tôi, tôi sẽ dẹp yên những người đó cho bà, Hoắc Khải nói. Ồ, bà cụ nhìn anh với vẻ hứng thú, hỏi cậu định làm gì. Đầu tiên bà phải trao lại quyền điều chỉnh chức vụ cho tôi, nếu đánh giá về năng lực đạt tiêu chuẩn, đồng thời chính bản thân họ cũng có hứng thú thì những ban ngành khác phải tiếp nhận bọn họ vô điều kiện. Đương nhiên, có thể chuyện này sẽ dẫn đến sự thay đổi về tiền lương, gia tộc phải có trách nhiệm giải quyết. Ngoài ra, Phòng kế hoạch không thể chỉ nói suông với nhau được, mà phải có hành động thực tế. Vậy nên công ty phải phát cho chúng tôi một khoản ngân sách đặc biệt, dùng vào việc nghiên cứu và phát triển chiến lược. Số tiền cụ thể sẽ được cấp phát theo tỷ lệ nhất định với tổng chi phí nghiên cứu và phát triển chiến lược, Hoắc Khải nói. Nghe vậy, bà cụ im lặng không nói câu nào, ý của Hoắc Khải rất dễ hiểu, anh cần tiền và cần quyền. Chỉ cần bà cụ đồng ý, vai phản diện cứ để anh diễn xét theo mặt tâm lý thì bà cụ cũng không phản đối nếu có thể lợi dụng một đứa con riêng để thay thế các dự án đang bị tổn thất nghiêm trọng thì cớ sao lại không làm thế nhưng bà ta không quen với việc trao lại quyền hành cho người khác bà ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ủy quyền còn về tiền thì không thành vấn đề chỉ cần hoác khải không đòi hỏi quá nhiều thì bà ta đều có thể chi cho anh trên mặt bà cụ hiện lên nét do dự rõ rệt hoác khải lập tức nói ngay hiện giờ chúng tôi đang khai thác ba dự án, chuẩn bị phát triển ba dự án này để đạt một tỷ lợi nhuận mỗi năm. Nếu không có ngân sách và sự phối hợp của các bộ phận thì không thể thành công được. Một là đồng ý với điều kiện của tôi, hai là tôi sẽ đi luôn. Ba dự án, một tỷ mỗi năm, bà cụ nhìn Hoác Khải với vẻ bất ngờ, nói cậu có chắc là có thể đạt mức lợi nhuận một tỷ không? Chuyện này không phải trò đùa đâu. Tôi không đùa, hơn nữa một tỷ ở đây là đang nói lợi nhuận mỗi năm của một dự án vậy nên nói chính xác hơn thì là ba tỷ hoác khải nói con số này thực sự quá lớn bà cụ bất giác ngừng thở biểu cảm trên mặt bà ta dần trở nên nghiêm túc nhìn hoác khải và nói một cách trịnh trọng cậu chắc là sẽ đạt ba tỷ lợi nhuận chứ cậu định đảm bảo với tôi thế nào đây tôi không thể đảm bảo được bất cứ điều gì bởi vì rất nhiều chuyện chỉ là lý thuyết Vậy nên mới cần sự ủng hộ bằng kinh phí, dùng thực tế để chứng minh. Chỉ cần đạt được điều kiện cục bộ ở phạm vi nhỏ là phương hướng cơ bản sẽ chính xác, kết quả cuối cùng cũng không thể sai lệch được, Hoắc Khải nói, bà tin tôi thì có thể đánh cược một lần, còn nếu không tin tôi thì tôi vẫn nói câu đó thôi, để tôi đi luôn là được. Bà cụ không nói gì cả, mức lợi nhuận 3 tỷ của ba dự án mà Hoắc Khải nói tới thực sự làm bà ta chấn động cộng lợi nhuận hàng năm của tất cả các dự án trong nhà họ Lý lại cũng không được 3 tỷ, đạt được 1 phần 3 đã là khá lắm rồi. Cái gọi là khối tài sản chục tỷ chỉ là tài sản cố định mà thôi, lợi nhuận của các dự án nhỏ hơn con số đó nhiều. Đây cũng là lý do vì sao bà cụ lại muốn thay đổi, bà ta biết cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì nhà họ Lý cũng lụi bại. Thế nhưng bảo bà ta hoàn toàn tin tưởng một đứa con riêng thì lại là điều không thể huống chi đã hơn 8 năm rồi Hoắc Khải không về nhà họ Lý, trước mắt mới chỉ nghiệm chứng được bản lĩnh của anh qua vụ tống tiên tiến của nhà máy Giang Nam mà thôi. Chỉ với tống tiên tiến thì vẫn chưa thể chắc chắn rằng Hoắc Khải có thể hoàn thành được kế hoạch đồ sộ của anh. Hiện giờ bà cụ chỉ đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là có đánh cực hay không. Thực ra nói là đánh cực thì chẳng khác nào xì nhục bản thân tôi. Xét theo góc nhìn của tôi, việc chỉnh đốn và phát triển các dự án của nhà họ Lý đưa mức lợi nhuận lên đến một tỷ mỗi năm chẳng có gì là khó hết. Cái khó thực sự nằm ở chỗ phải làm thế nào để người nhà họ Lý quyết tâm phấn đấu theo mục tiêu này. Nếu người lãnh đạo như bà mà còn không quyết định được thì chắc chắn là không thành công nổi đâu, Hoác Khải nói, vậy nên bà có thể nghi ngờ, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều này, nhưng tôi khuyên bà nên đá tôi ra khỏi cái phòng kế hoạch ấy ngay khi nghi ngờ tôi, đừng làm lãng phí thời gian của nhau. Câu nói này của Hoác Khải chẳng hề khách khí chút nào, Bà cụ nhìn anh rồi đột nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu không thể ăn nói lễ phép với tôi hơn một chút được sao? Bất kể thế nào thì tôi cũng là bà nội cậu. Bà muốn tôi đứng trên góc độ cá nhân để bàn chuyện công hà, hoắc khải hỏi. Câu hỏi của anh khiến bà cụ nghẹn lời, bà ta không nhịn được trợn trắng mắt, nói, được rồi, tôi sẽ xem xét chuyện này, ngày mai tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi muốn ăn cơm tiếp nói với cậu một lát mà canh nguội mất rồi đây này. Biết bà cụ đang cảm thấy mất mặt, nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, hoác khải không nhiều lời thêm nữa. Dù thế nào thì đến ngày mai cũng sẽ biết câu trả lời mà. Ngay sau đó, hoác khải xoay người ra khỏi phòng. Bà cụ cầm thìa lên uống một ngụm canh, cuối cùng cáu giận ném thìa vào trong bát, nguội thật rồi. mươi 379, nghẹn lời. Tào Hạc Minh bước vào từ bên ngoài, lão ta hỏi bà chủ bà có sai phái gì không à đi hầm nóng canh cho tôi bà cụ nói tào hạc minh đáp lời bưng bát canh định đi thì bà cụ bỗng gọi lão ta lại và nói tiện thể gọi thằng tư tới gặp tôi vâng tào hạc minh vội vàng gật đầu đợi đến khi lão ta bưng bát canh ra ngoài bà cụ lẩm bẩm mấy câu rồi nhìn xuống mặt bàn bà ta cầm tài liệu trên bàn lên một lần nữa mở ra đọc sau khi đọc được vài trang trên khuôn mặt nhăn nheo ấy bỗng hiện lên nụ cười, thằng nhóc này thật to gan, nó không sợ bị người ta chụp bao tải đánh cho một trận à? Trong tài liệu mà Hoắc Khải đưa cho bà ta có khoảng 30 dự án, tất cả đều là những dự án bị thua lỗ nghiêm trọng, liên quan đến hàng chục, hàng trăm người. Một khi loại bỏ những dự án ấy ra khỏi công ty, tất cả mọi người đều phải thay đổi chức vị. Đang thành thơ nhàn nhã và chỉ việc đếm tiền, bây giờ tự nhiên lại phải thay đổi chức vị. Chắc chắn những người khác đều sẽ không vui. Gặp phải kẻ nào nóng nảy và to gan thì thậm chí còn rình mò chặn đánh giữa đêm khuya ấy chứ. Lúc còn trẻ bà cụ đã từng gặp phải chuyện như vậy rồi. Khi đó bà ta cũng nghĩ cho lợi ích của gia tộc, điều chỉnh lại một vài sản nghiệp thua lỗ. Mấy đứa con cháu của chi thư bị lợi ích che mắt, đã trói bà ta lại rồi vứt lên trên núi trong lúc bà ta đi đêm một mình. May mà bà cụ phúc lớn mạng lớn, vượt qua được kiếp nạn ấy sau khi về đến gia tộc, bà ta bắt đầu trả thù dồn dập, xử lý tất cả đám con cháu ấy. Kể từ khi đó, người nhà họ Lý mới hiểu được rằng bà ta không dễ dây vào. Bây giờ Hoác Khải cũng đang làm chuyện mà bà cụ đã làm năm xưa, hơn nữa còn làm mạnh tay hơn. Mặc dù hiện giờ là xã hội pháp trị, chưa chắc đã có người dám làm chuyện bắt người rồi quăng lên núi, để mặc sống chết tùy duyên, nhưng nếu chọc điên người ta lên, cho anh nếm trải nỗi đau thể xác cũng là điều bình thường. Về mức lợi nhuận 3 tỷ mà Hoắc Khải nói tới, cùng lắm bà cụ chỉ tin anh hai phần, chủ yếu là bà ta dao động trước cách xử lý những dự án bị thua lỗ ấy. Dù sao có người sẵn sàng đứng ra hứng chịu mọi tội lỗi cũng hơn là tự mình làm. Đây là một cơ hội, điều duy nhất cần suy xét là liệu những người đó có vượt mặt thằng nhóc kia rồi tới kiếm chuyện với bà ta hay không? Và liệu bà ta có thể chịu được những rắc rối ấy như năm xưa hay không? Sau khi rời khỏi căn phòng của bà cụ, Hoắc Khải lại quay về công ty. 15 người trong công ty vẫn chưa đi, bọn họ đang thảo luận sôi nổi về các dự án. Thậm chí bọn họ còn tới các bộ phận khác kiếm mấy cái bảng lớn về, phân tích mặt lợi mặt hại và xu thế trong tương lai trên đó. Trong cái nhìn của Hoắc Khải, cách phân tích xu thế của bọn họ chưa được thành thạo. Đa phần bọn họ chỉ quan sát cuộc sống xung quanh và dự án của các công ty khác để phán đoán xu thế trong tương lai, chưa dựng lên được một hệ thống của riêng mình đối với người thuộc đẳng cấp siêu trùm như Hoắc Khải phân tích như thế là chưa đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng anh không đả kích tinh thần của bọn họ. Điều quan trọng nhất trong một ban ngành chính là sự đoàn kết và trí tiến thủ. Bây giờ còn non cũng không sao, dạy nhiều hơn là kiểu gì cũng tiến bộ. Thế nhưng một trái tim sẵn sàng suy tư thì lại chẳng dễ gì mà có được. Sau đó Hoắc Khải đã tham gia thảo luận với bọn họ, thỉnh thoảng lại đưa ra quan điểm của mình gợi ý cho bọn họ suy nghĩ sâu xa hơn. Tri thức của Hoác Khải vô cùng uyên bác, anh là một người khổng lồ thực sự, hơn nữa còn đứng trên vai của người khổng lồ khác, có thể nhìn thấy nhiều hơn, xa hơn. Đừng nói là 15 người trước mặt, cho dù tất cả người nhà họ Lý cộng lại cũng chưa chắc đã có kiến thức sâu rộng bằng anh. Có sự gợi ý của Hoác Khải, đám Khương Mẫn, La Ngọc Bình đều cảm thấy như ngộ ra được rất nhiều điều. Linh cảm bỗng chốc tuôn ra, khiến ý chí của bọn họ càng thêm sôi sục. Bọn họ chưa bao giờ biết rằng thảo luận về xu thế có thể khiến người ta hưng phấn đến thế, nhất là khi 15 người tụ tập lại với nhau, mỗi người một câu, có gì không hài lòng là lập tức vỗ bàn, bầu không khí ấy thực sự rất tuyệt vời. Mãi cho đến một rưỡi sáng, Hoác Khải mới đuổi cái đám người vẫn đang rất hăng hái ấy đi. Mặc dù anh đánh giá cao sự hăng hái của bọn họ, nhưng một chốc một lát không thể thành công ngay được, phải biết kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Ngoài ra, thái độ của bà cụ ngày mai cũng sẽ quyết định xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Nếu bà cụ không chịu trao cho anh đầy đủ quyền hạn và sự ủng hộ thì anh cũng chẳng buồn mất thời giờ với bọn họ, cùng lắm thì theo một ai đó trong nhà họ lý, đến tháng lĩnh lương là được. Dù sao trụ sở chính của anh vốn không phải ở đây, nhà họ lý suy tàn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Sau khi trở về, Hoắc Khải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát anh không phải người máy, nếu không có tình huống khẩn cấp thì anh cũng phải nghỉ ngơi để giữ vững tinh thần. Sáng sớm hôm sau, Hoác Khải vừa dậy thì Lý Thắng Bân đã tới tìm anh. Bà cụ đang chờ cháu ở phòng ăn, lát nữa sẽ cùng tới công ty, Lý Thắng Bân nói. Ừm, um, tôi biết rồi. Cháu được đấy nhỉ, chú đã đọc tài liệu ấy rồi, cháu không sợ bị người ta đánh vỡ đầu à, Lý Thắng Bân nói nửa đùa nửa thật, còn có phần bội phục. Đồng thời ít nhiều gì trong lòng ông ta cũng cảm thấy oán trách. Bởi vì trong các dự án thua lỗ mà Hoắc Khải sàng lọc ra có một phần là của ông ta. Nhưng đây là chuyện quan trọng liên quan đến phương hướng chính sau này, lại còn có bà cụ bảo kê, vậy nên Lý Thắng Bân cũng chẳng dám phản đối. Đã thế ông ta lại còn phải nói với cấp dưới của mình rằng nếu phải điều chỉnh chức vụ thật thì cũng đừng lắm lời, cứ ngoan ngoãn nghe theo là được. Nếu chịu thiệt thì sau này ông ta sẽ đền bù tôi sợ ngồi chờ chết hơn, hoắc khải liếc nhìn Lý Thắng Bân, nói, biết là sẽ chết mà còn phải chờ đợi thời khắc ấy tới, ông không cảm thấy như vậy mới là đáng sợ nhất sao. Lý Thắng Bân sừng sốt, ông ta hiểu ngay ý anh, chỉ có điều trong lòng không phục lắm, bèn nói, nhà họ Lý làm gì đã thảm đến mức như cháu nói, ít nhất thì các dự án của chúng ta cũng coi như. Từ trăm tỷ xuống chục tỷ, ông có biết nó chứng tỏ điều gì không? Nếu người nhà họ Lý đều giống ông, Đến cả chuyện này cũng không hiểu, vậy thì thật sự không thể cứu vớt được nữa rồi, Hoắc Khải nói. Đối với thương nhân, mức tăng giảm mỗi đơn vị đều là một cột mốc khổng lồ. Tăng thêm một đơn vị, chứng tỏ anh đã vượt qua một cấp bậc mới. Giảm đi một đơn vị, chứng tỏ anh đã suy thoái đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tăng gấp 10 và giảm gấp 10 đều đáng sợ như nhau, mà giảm đi gấp 10 thường sẽ kèm theo rất nhiều phiền phức. Bởi vì có một câu tục ngữ rất hay, đó là dậu đổ bình leo. Con người ta luôn thích cười trên nỗi đau của người khác, chuyện tốt thì chẳng thấy ngó tới, nhưng chuyện xấu thì chắc chắn sẽ có mặt. Lý Thắng Bân không lên tiếng, đương nhiên là ông ta biết khối tài sản của nhà họ Lý tụt giảm từ trăm tỷ xuống chục tỷ đồng nghĩa với điều gì, nhưng trong lòng ông ta luôn cảm thấy nhà họ Lý vẫn là nhà họ Lý, cho dù có suy tàn thế nào thì châu yếu vẫn khỏe hơn bò. Bây giờ bị một đứa con hoang đà kích, trong lòng ông ta rất khó chịu, rồi lại chẳng thể phản bác được ai bảo đây là sự thật cơ chứ sau đó hoác khải và lý thắng bân cùng đi tới phòng ăn không ít người nhà họ lý đang ăn cơm trong phòng ăn nhìn thấy hoác khải mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh những người được ăn cơm ở đây đa phần là con cháu chi chính thế nhưng cũng không có nhân vật quan trọng nào cả bọn họ đều cảm thấy ghen tị và bất mãn với đứa con hoang có thể kế thừa cổ phần này dựa vào đâu mà một đứa con hoang lại được thừa kế cổ phần, còn con cháu chi chính thực thụ như bọn họ thì chỉ có thể dương mắt lên nhìn. Thế nhưng bà cụ đang ngồi giữa phòng ăn, vậy nên bọn họ không dám nói những điều khó nghe và làm những chuyện khó coi như ngày đầu tiên Hoác Khải tới đây. Hoác Khải rót sữa đậu nành, lấy bánh quẩy và một quả trứng luộc bằng nước trà, sau đó bưng tới ngồi đối diện với bà cụ. Bà cụ liếc nhìn anh, nói, ăn mấy thứ đó thôi hả? Buổi sáng mà ăn ngon chưa chắc đã tốt ví dụ như món bánh sừng chiên này của bà chẳng hạn, nó không tốt cho người già, tốt nhất là nên ăn ít thôi, Hoác Khải đáp lời. Cậu nói vậy có được coi là đang quan tâm không, bà cụ hỏi. Gặp người lớn tuổi nào tôi cũng nói như thế cả thôi, Hoác Khải trả lời. Lý Thắng Bân ở ngay bên cạnh, nghe vậy, ông ta trợn trắng mắt. Thằng danh con, không nói mấy câu làm người ta nghẹn lời thì cậu sẽ chết hả? Dường như bà cụ đã quen với phong cách, phản pháo, này của Hoắc Khải, bà ta lặng lặng đẩy bánh sừng chiên tới trước mặt Lý Thắng Bân, sau đó nói, lát nữa tôi cũng tới công ty, cậu còn điều gì muốn nói với tôi nữa không? Hôm qua tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, còn lại phải xem bà sẽ làm thế nào. Những gì tôi có thể làm được đều phải dựa trên kết quả mà bà đưa ra, Hoắc Khải ăn bánh quẩy rồi uống sữa đậu nành, vẻ mặt vô cùng thành thơi. Chương 380, khi con người ta già. Đưa được cái gì tôi sẽ đưa, nhưng cậu cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Dù sao thì nhà họ Lý cũng không phải của mỗi mình tôi, không một ai có thể trở nên độc tài đâu, bà cụ nói. Hoắc Khải không ừ hừ gì, anh nghe ra được bà cụ đang cảnh cáo anh. Cho dù có cho anh quyền lực thì anh cũng không được quá đáng quá. Độc tài là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu động đến lợi ích của số đông thì bà ta cũng chẳng bảo vệ nổi anh đâu. Nghe hiểu không có nghĩa là sẽ làm theo. Hoắc Khải chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên độc tài ở nhà họ Lý. Điều anh muốn làm chính là hoàn thành lời hứa của mình, tiện thể lợi dụng nhà họ Lý để điều tra chuyện nhà họ Hoắc. "Bà đã bắt đầu tra chuyện của nhà họ Hoắc chưa?" Hoắc Khải hỏi. "Tạm thời vẫn chưa, chứng cứ và manh mối đều là từ nhiều năm trước, cần phải chỉnh lý lại từ đầu. Hơn nữa chuyện này gây nguy hiểm rất lớn cho nhà họ Lý, cho nên phải thật thận trọng. Tôi đang tìm mấy những người kín miệng mà biết làm việc." chắc sẽ nhanh thôi, bà cụ đáp. Tôi hiểu những gì bà nói, nhưng tôi mong là bà hiểu rằng vì sao tôi ở lại đây. Nhiều nhất là một tuần thì phải có được kết quả sơ bộ. Lớn hay nhỏ đều được, nếu không tôi sẽ không tuân thủ lời hứa đâu, Hoác Khải nói. Lý Thắng Bân vừa nghe vừa tức đến trợn ngược cả mắt lên, bộ dáng như thể sẽ tiến lên đánh cho Hoác Khải hai bà tai để dạy dỗ bất kỳ lúc nào. Đây là người có địa vị cao nhất nhà họ Lý đấy. Hơn nữa, xét về địa vị thì còn là bà nội ruột của cậu ta nữa, thế mà cậu ta lại dám uy hiếp bà. Hoác Khải chẳng buồn quan tâm Lý Thắng Bân nghĩ gì, họ phải làm việc anh muốn, nếu không thì anh ở lại làm gì, làm trâu làm ngựa chắc. Bà cụ nhìn Hoác Khải một lúc rồi đột nhiên nói, 8 năm nay cậu đều như vậy sao? Ý bà là mắng người hả, Hoác Khải lắc đầu nói, không đâu. Nhưng nhà họ Lý vốn đã thích bị người khác mắng rồi mà, phong cách của cả một gia tộc, nói câu này vẫn là đáng mắng người tay cầm gậy của bà cụ run lên có vẻ là đang rất giận rồi một lúc sau bà ta mới từ từ hít thở xoa miệng rồi đứng dậy đến công ty thôi lý thắng bân vội vàng hạ đũa xuống đứng dậy đỡ bà ta lý thắng bân quay lại thấy hoác khải vẫn đang uống nước đậu thì không chịu được mà nói nhỏ còn ăn nữa à mau qua đây tôi không vội ông vội cái gì hoác khải thư thái cầm bát uống từng ngụm không có ý định đi theo Lý Thắng Bân còn định nói gì đó thì bà cụ đã lên tiếng, kệ nó đi, chúng ta đi trước. Thấy bà cụ nói vậy, Lý Thắng Bân mới không cầu nhau nữa. Nhưng đỡ bà cụ đi được vài bước, ông ta vẫn không kìm được mà nói, mẹ chiều nó quá rồi đó à. Nếu nó có thể làm được việc nó hứa thì việc nói chuyện không khách khí thế này có thể coi như là đang tự kiêu, nó cũng có tư cách, bà cụ bình thản đáp, còn nếu không ra ngô ra khoai thì rồi có ngày nó sẽ phải trả giá cho việc này thôi. Đây chẳng phải lần đầu Lý thắng bân làm việc cùng mẹ ruột mình, ông ta liền hiểu ngay bà cụ đều ghi nhớ từng việc một. Nếu Lý Phong thành công thì có thể từ từ tính sổ, nhưng nếu không ra gì thì chắc chắn là sẽ chết chắc. Đến lúc đó, cậu ta sẽ phải trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Tính cách của bà cụ là vậy, lúc nói chuyện thì thế nhưng thực chất đã bắt đầu nghĩ xem nên tính sổ thế nào rồi. Người như vậy không thể dùng lối tư duy bình thường để nghĩ được. Bởi vậy Người nhà họ Lý đều rất sợ khi gặp bà cụ, sợ là sẽ đắc tội bà cụ này vào lúc nào không biết rồi lại bị xử lý. Mà Hoác Khải cũng chẳng nghĩ đến chuyện này. Có câu vô dục tắc cương, người ít dục vọng mới giữ được mình cương trực, Hoác Khải không sống nhờ vào nhà họ Lý, cũng chẳng sợ bị uy hiếp. Nếu thật sự muốn chờ mặt thì, đến vua cũng thua thằng liều, nhà họ Lý chưa chắc đã chiếm được yêu thế. Có lúc chỉ một con kiến nhỏ cũng cắn chết được voi, quan trọng là cắn ở chỗ nào nhưng mẹ định tiếp tục điều tra cái chết của trấn quốc sao ạ à? lý thắng bân nói nhỏ ông ta không đồng ý chuyện này chút nào ban đầu khi điều tra đến nhà họ hoác thì tất cả đều biết nếu tra tiếp thì có khả năng sẽ phát sinh xung đột chính diện với gia tộc không thua kém nhà mình này khi ấy nhà họ lý còn ở đỉnh cao hoác khải cũng chưa thành danh nói nghiêm túc thì nhà họ lý không sợ nhà họ hoác nhưng bà cụ kiên quyết dừng lại việc điều tra làm nhiều người thấy khó hiểu vô cùng cho dù là người biết rõ nội tình thì cũng không cảm thấy có gì phải sợ. Nhà họ hoác thì làm sao, cùng lắm là đánh, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Nhưng bà cụ lại không định đánh mà ẻm luôn chuyện này. Đến cả người phụ trách truy án cũng đã bị bà ta đưa sang nước ngoài. Không ai biết có phải là vì sợ nhà họ hoác hay không. Nhưng hiện giờ xem ra quyết định ban đầu của bà cụ là chính xác. Nhà họ Lý từ đỉnh cao tụt sốc không phanh, mà nhà họ hoác lại có tài sản hàng trăm tỷ, vọt lên nằm trong top 3 cả nước. Cách biệt giữa hai bên ngày càng lớn, nhà họ Lý lúc này nếu có xung đột với nhà họ hoác thì chẳng đến một tuần cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Một con quái vật to gấp 10 lần bản thân về trọng lượng như vậy, muốn giết chết là quá đơn giản. Bây giờ, vì hoác khải mà bà cụ điều tra lại từ đầu làm Lý Thắng Bân cảm thấy không ổn. Không nói đến nhà họ hoác khó chọc, mà mọi chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, cho dù có thù hận cỡ nào thì cũng đã tiêu tán đi gần hết. Ông ta không muốn vì chuyện này mà chôn vùi đi tương lai tốt đẹp của mình. Nếu con bị ám sát thì con mong mẹ sẽ điều tra cho rõ ràng nguyên nhân anh chết hay là im lặng, bà cụ hỏi. Lý Thắng bân ngẩn ra, không nói gì. Ông ta biết đây là một câu hỏi không thể trả lời. Nếu là ông ta thì chắc chắn sẽ mong rằng con người sẽ báo thù cho mình. Có những lúc, nếu không đứng ở vị trí đó thì sẽ rất khó mà nghĩ cho rõ ràng mọi việc được bà cụ thở dài một tiếng rồi nói con là con mẹ trấn quốc cũng là con của mẹ mà mẹ đã già rồi cũng phải có lời giải thích cho cái chết của con trai mình chứ nếu không thì sao mẹ có thể nhắm mắt xuôi tay được giọng nói của bà cụ tràn đầy sự buồn bã nhưng lý thắng bân lại nhìn thấy được một loại kiên định và căm thù sâu đậm từ trong mắt của bà ta Rõ ràng là mặc dù năm đó không tiếp tục tra xét nhưng không có nghĩa là bà cụ đã quên đi chuyện này. Lý Trấn Quốc là đứa con có trí nhất và luôn là niềm tự hào của bà ta. Ngoại trừ việc ông ta có một đứa con hoang ở bên ngoài làm bà ta không vui ra thì hầu như chẳng có điểm nào đáng chê cả. Hơn nữa có đứa con hoang này là vì ban đầu ông ta không chấp nhận mối hôn nhân mà gia tộc sắp xếp cho nên mới ra ngoài tìm người tình. Những chuyện này đều có thể lý giải được, bởi vậy, bà cụ luôn muốn báo thù cho con trai, chẳng qua là bà ta không tìm được đối tượng báo thù, cũng chẳng hạ nổi quyết tâm. Đến tuổi trung niên, con người sẽ mưu cầu ổn định. Có nhường được thì sẽ nhường. Đến lúc già, vì sắp chết rồi nên cũng chẳng còn ngại gì nữa. Những ai nợ bà ta, bà ta sẽ đòi lại hết. Cho đến lúc này, Lý Thắng Bân mới nhận ra được, mẹ mình tuy đã già, nhưng bà vẫn là một kỳ nữ sống sót từ trong núi trở lại, cầm một con dao, dám xông pha vào chi phụ để tìm người báo thù. Trong nhà ăn, những người khác đều nhìn vào Hoắc Khải, có người mang vẻ khâm phục, có người thì cười nhạo, có người thì như đang mong chờ điều gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không mong Hoắc Khải làm ra được cái gì hay, chỉ là cảm thấy đứa con hoang này quá kiêu ngạo, muốn xem dáng vẻ thất bại của hắn ta sẽ thảm hại cỡ nào. Hoắc Khải thì coi như không thấy ánh nhìn của bọn họ, mà chỉ ăn trà trứng rồi lau miệng và đứng dậy rời đi. Khi Hoắc Khải đến công ty thì La Ngọc Bình đã chờ trước cửa phòng họp thấy anh tới, anh ta vội vàng đi lên nói, giám đốc, phó chủ tịch bảo giám đốc qua phòng họp số 2 ạ. À? 36 tầng có hai phòng họp, một cái đã bị hoác khải chiếm dụng, diện tích khá lớn. Cái còn lại thì nhỏ hơn một chút, nhưng trang hoàng lại đẹp hơn, hay dùng để tiếp khách quý. Anh đứng đây làm gì, hoác khải nhìn ông ta và hỏi. La Ngọc Bình sừng sốt, rồi đáp tôi đang chờ giám đốc mà. Phó chủ tịch bảo tôi rằng nhìn thấy giám đốc thì phải thông báo ngay, bảo tôi đứng ở đây. Anh là tay sai của ông ta à? Hoác Khải Châu mày nói, nếu anh không phải nhân viên của phòng kế hoạch thì rời khỏi đây đi. Còn nếu phải, thì không nên đứng ở đây làm gì cho mất thời gian ra. Cả thế giới đang biến đổi trong từng giây, mỗi một giây một phút anh đứng ở đây đều quý giá vô cùng, anh không hiểu à? Mau đi về làm việc đi, lần sau mà còn xảy ra tình trạng này thì đừng có đến nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 381, dạy dỗ. La Ngọc Bình cảm thấy hơi oan ức khi bị Hoác Khải nói như vậy, nhưng anh ta không giải thích, mà chỉ nói xin lỗi, sau này sẽ không làm vậy nữa, rồi vội vàng đi vào phòng họp. Hoác Khải đi vào trong phòng họp nhìn một cái, thấy không ít người đều nhìn qua chỗ này, bèn quát lên thích hóng chuyện không. Đã chọn được phương án tối ưu cho ba hạng mục dự án chưa hả? Nhóm người bị mắng thì ngay lập tức cúi đầu, tiếp tục làm chuyện của mình. Hoắc Khải không đến phòng họp số 2 ngay. Anh đi đến trước cái bảng trắng lớn được đặt ở giữa phòng, nhìn đủ loại phân tích xu thế trên bảng, nào là các loại tư liệu như đồ thị số liệu, phân tích ngành nghề. Sau đó anh cầm bút nhớ lên rồi vẽ mấy vòng tròn và nói, tôi không muốn hỏi xem ai là người viết mấy số liệu này, nhưng tôi muốn là lần sau sẽ không xảy ra những chuyện thế này nữa. Mỗi một lần điều tra thì phải đảm bảo rằng nó hoàn toàn có hiệu quả thì mới nên đem ra cho người ta xem. Phải hiểu rằng, khi phân tích xu thế, chỉ cần sai một ly thôi thì sẽ đi cả một quãng đường dài đấy. Cho nên nhất định phải chuẩn xác, không tì vết, lần này tôi bỏ qua, lần sau sẽ không có ngoại lệ đâu. Nói rồi, Hoắc Khải ném bút nhớ xuống rồi rời khỏi phòng họp. Sau khi anh đi, đám người Khương Mẫn mới ngẩng đầu lên nhìn sang những con số bị khoanh trên bảng trắng. Những con số đó bao gồm cả mấy ngành nghề, không phải là do một người viết lên, ít cũng phải có đến ba người trong đó có một người không phục, nói, mới sáng sớm giám đốc đã ăn phải thuốc súng hay sao thế? Số liệu của tôi không thể nào sai được, đều lấy từ các bài báo cáo trên trang web uy tín cả. Đúng vậy, tôi cũng tra rất lâu mới xác nhận những số liệu này, chưa đâu phải ngày một ngày hai là xong, một người khác nói. Khương Mẫn nhìn số liệu kia, trong lòng hơi nghi ngờ. Có biết bao nhiêu là ngành nghề khác nhau, giám đốc vừa đến đã nói người khác làm sai, liệu có phải đang nói điều không? Có nhiều người lãnh đạo rất thích soi mói để lập uy tín, cho dù những lỗi sai ấy chẳng hề sai. Nhưng La Ngọc Bình lại rất tin tưởng Hoắc Khải, cũng có thể nói tính cách của anh ta vốn là kiểu không dễ đi nghi ngờ người khác. Giám đốc đã nói vậy thì cứ kiểm tra lại xem, nếu sai thì sửa, còn đúng thì nói lại với anh ấy là được. Tôi thấy giám đốc không phải kiểu người vô lý đâu, nếu anh ấy thật sự sai thì chắc chắn sẽ nhận sai đấy, La Ngọc Bình nói anh đúng là có người lắc đầu với La Ngọc Bình, tỏ vẻ anh đúng là hết thuốc chữa. La Ngọc Bình cũng không giải thích, anh ta cảm giác giám đốc không phải kiểu người thích nói sằng bậy. Nếu đã dám nói thì chắc chắn phải có chứng cứ, nếu không điều tra rõ ràng thì sẽ không dễ dàng kết luận. Cuối cùng, đến cả Khương Mẫn cũng lên tiếng, đã vậy thì kiểm tra lại đi. Lần này kiểm tra kỹ càng chút, không được phép có lỗ hồng. Đến lúc giám đốc hỏi thì còn có cái mà trả lời. Trong 15 người này, Khương Mẫn có địa vị cao nhất, tính cách cũng mạnh mẽ. Anh ta đã nói vậy rồi thì những người khác sẽ không lên tiếng nữa. Cha thì cha, dù sao cũng chẳng cần quan tâm tốn mất bao nhiêu thời gian. Lúc này, Hoắc Khải đã đến phòng họp số 2. Hơn 20 ghế ngồi trong phòng họp gần như đã được lấp đầy. Những người ngồi trong phòng họp hôm nay đều là cấp giám đốc trở lên. Ngoài các giám đốc của các phòng ban ra thì còn có thành viên của hội đồng quản trị ví dụ như Lý Tinh Thanh, Lý Chính Thụy. Thấy Hoác Khải đi vào, bọn họ lập tức nhìn qua. Tất cả đều biết được bà cụ mở cuộc họp là vì đứa con hoang này. Bên này, Lý Thắng Bân vẫy tay với Hoác Khải. Hoác Khải nghe lời đi sang và ngồi ở bên phải Lý Thắng Bân. Hoác Khải vừa ngồi xuống, Lý Tinh Thanh đã cất lời, chức vụ không cao mà oai quá nhờ, làm bao nhiêu người phải chờ một mình cậu, giỏi lắm. Hoác Khải nhìn ông ta không đáp, anh chưa bao giờ thích trà treo với ai, tha vậy thì đánh nhau một trận còn hơn. Ít nhất còn có chút mặt mũi đàn ông. Cũng may bà cụ không cho Lý Tinh Thanh nói nhiều. Bà ta lên tiếng, nếu đã đến đủ rồi thì tôi sẽ nói nguyên nhân mở cuộc họp ngày hôm nay. Chủ yếu là phòng kế hoạch đang có một phương án phát triển sơ bộ. Đây là danh sách đã được chốt, các dự án bên trong sẽ bị xóa sổ toàn bộ. Tất cả các vị trí nhân viên cũng sẽ tiến hành điều chỉnh nội bộ. Khoan đã, Hoác Khải đột một giơ tay lên cắt đứt lời của bà cụ. Nếu là người khác thì bà cụ đã ném gậy vào người đó rồi. Nhưng với Hoác Khải thì bà ta chỉ nhìn và hỏi, có gì thì để sau hãy nói. Tôi nghĩ nói bây giờ thì ổn hơn, Hoác Khải đáp, nếu các nhân viên không muốn tham gia vào phòng ban thì có thể thành lập tổ dự phòng, chuyên làm những chuyện rảnh rỗi. Dĩ nhiên thì tiền lương cũng phải điều chỉnh xuống một mức độ nào đó và lấy hiệu quả làm việc làm chuẩn. Bà cụ nghe vậy thì sừng sốt không ngờ Hoắc Khải lại nói chuyện này. Đúng là bà ta định ném toàn bộ những nhân viên bị điều chỉnh cho cấp dưới xử lý. Muốn tiếp tục đi làm cũng được, muốn biến đi cũng ok, hoặc cũng có thể đến làm loạn luôn, dù sao bà ta chỉ phụ trách nhóm lửa cho Hoắc Khải chứ chẳng cần quan tâm gì khác. Hiện giờ Hoắc Khải chủ động ra mặt, cũng đỡ cho bà ta phải nói nhiều. Mặt khác, đám người Lý Tinh Thanh vừa đọc công văn trong tay thì sắc mặt liền trở lên khó coi vô cùng. Các dự án trong này, người nào cũng có can hệ. Việc đám người chi phụ ở trong đó ăn trực nằm chờ đã không còn là điều gì bí mật nữa rồi. Mà có những dự án bị tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng thật ra đó chẳng phải sự thật. Thậm chí có một số dự án đáng lẽ là có lãi nhưng vì đám người chi phụ làm loạn quá lâu nên nơi đó đã gần như trở thành địa bàn của họ. Bọn họ làm sổ sách giả, đến mức máy tính chuyên nghiệp còn không nhận ra, nói thua lỗ là thua lỗ. Tất cả lợi nhuận lại bị bọn họ đốt túi. Ai cũng thấy được sau này nhà họ Lý sẽ ngày càng kém, nên muốn nhân lúc còn có thể để cắn thêm mấy phần, nhanh chóng tích chữ lợi ích. Như dưới Lý Tinh Thanh là một hạng mục liên quan đến thức ăn cho heo, là một phần rất nhỏ trong tất cả các dự án nhà họ Lý. Mỗi năm kế toán sẽ báo cáo rằng vì những lý do như giá cả dao động, giá nguyên liệu tăng cao hay là thiên tai gì đó mà thức ăn cho heo thua lỗ rất nhiều. Có những lúc họ chẳng buồn tìm lý do nữa mà nói rằng nhân viên không đủ kiến thức dẫn đến giá thành cao và thua lỗ mạnh. Trên thực tế thì giá thịt heo tăng theo năm, nên thức ăn cho heo cũng có giá cao hơn. Giang Bắc vốn đã là một tỉnh lớn trên sản xuất lương thực của cả nước, phần lớn đều nhập vào kho quốc hữu, thế nhưng vẫn khó mà tiêu hóa hết được. Một là xuất khẩu ra nước ngoài, hai là tiêu thụ trong nước, nhưng vẫn còn một phần có chất lượng không được tốt bằng nên cứ bị bỏ lại ở đó. Ngoài ra, vì là nơi sản xuất lương thực lớn nên đất canh tác cũng rất nhiều dơm dạ mỗi năm chất trồng thành núi xác cây ngô nằm lăn lóc khắp nơi có rất nhiều người đã nhân cơ hội này để bán thức ăn cho heo chuyên đi thu mua số hoa màu vụn về để ra công lại nông dân trồng xong cũng không biết vứt hoa màu vụn đi đâu còn đang sầu đời vì không được ném đi đây có người của bên sản xuất thức ăn cho heo mua lại họ còn vui gần chết có tiền hay không cũng được Miễn là đem số rác rưởi kia đi hết thì không trả tiền cũng chẳng sao. Ngoài những loại hoa màu thừa ra thì còn cả đậu nành đã ngâm nước, bã đậu đã bị chiên qua dầu, nước bã đậu vân vân cũng đều được cho miễn phí. Ở các tỉnh khác, mấy món này còn đáng chút tiền, nhưng ở Giang Bắc thì không nổi một xu. Bởi vậy mà nhà máy sản xuất thức ăn cho heo của nhà họ Lý năm nào cũng kiếm được không ít nhờ việc tiêu thụ ra tỉnh khác. Nhiều thì không dám nói nhưng ít thì cũng phải đến mấy chục triệu tiền lợi nhuận. Đây là cái kho vàng nhỏ của Lý Tinh Thanh, mỗi năm đều lỗ rất nhiều, nhưng lại không cần phải giao tiền cho gia tộc. Có khi chỉ cần khóc kêu nghèo là lại được bù thêm tiền, vui không kể xiết. Nhà họ Lý có không ít người đều làm như vậy, bất kể là ngành nghề gì, bất kể có phù hợp trào lưu hay không, đều có thể khiến cho ngành nghề đó thua lỗ thảm thiết. Dĩ nhiên không có nhiều ngành nghề như vậy, cũng chỉ có khoảng 7-8 cái thôi còn lại đều đã bị thời đại đào thải, không bán ra được sản phẩm nào hết. Nhưng dù là thua lỗ thật hay giả thì đám lý tinh thanh cũng sẽ không đồng ý việc xóa bỏ mấy dự án này. Trong nhà có biết bao nhiêu người đang phải trông chờ vào nó đấy. Hơn nữa, cho dù có là dự án thua lỗ thì cũng có thể dựa vào báo cáo giả để tăng lên thu nhập cho nhân viên. chương 382, 50% La Ngọc Bình cảm thấy hơi oan ức khi bị Hoác Khải nói như vậy, nhưng anh ta không giải thích, mà chỉ nói xin lỗi, sau này sẽ không làm vậy nữa, rồi vội vàng đi vào phòng họp. Hoa Khải đi vào trong phòng họp nhìn một cái, thấy không ít người đều nhìn qua chỗ này, bèn quát lên thích hóng chuyện không? Đã chọn được phương án tối ưu cho ba hạng mục dự án chưa hả? Nhóm người bị mắng thì ngay lập tức cúi đầu, tiếp tục làm chuyện của mình. Hoa Khải không đến phòng họp số 2 ngay, anh đi đến trước cái bảng trắng lớn được đặt ở giữa phòng, nhìn đủ loại phân tích xu thế trên bảng nào là các loại tư liệu như đồ thị số liệu, phân tích ngành nghề. Sau đó anh cầm bút nhớ lên rồi vẽ mấy vòng tròn và nói, tôi không muốn hỏi xem ai là người viết mấy số liệu này, nhưng tôi muốn là lần sau sẽ không xảy ra những chuyện thế này nữa. Mỗi một lần điều tra thì phải đảm bảo rằng nó hoàn toàn có hiệu quả thì mới nên đem ra cho người ta xem. Phải hiểu rằng, khi phân tích xu thế, chỉ cần sai một ly thôi thì sẽ đi cả một quãng đường dài đấy. Cho nên nhất định phải chuẩn xác, không tì vết lần này tôi bỏ qua, lần sau sẽ không có ngoại lệ đâu. Nói rồi, Hoắc Khải ném bút nhớ xuống rồi rời khỏi phòng họp. Sau khi anh đi, đám người Khương Mẫn mới ngẩng đầu lên nhìn sang những con số bị khoanh trên bảng trắng. Những con số đó bao gồm cả mấy ngành nghề, không phải là do một người viết lên, ít cũng phải có đến ba người. Trong đó có một người không phục, nói, mới sáng sớm giám đốc đã ăn phải thuốc súng hay sao thế? Số liệu của tôi không thể nào sai được, đều lấy từ các bài báo cáo trên trang web uy tín cả. Đúng vậy, tôi cũng tra rất lâu mới xác nhận những số liệu này, chưa đâu phải ngày một ngày hai là xong, một người khác nói. Khương Mẫn nhìn số liệu kia, trong lòng hơi nghi ngờ. Có biết bao nhiêu là ngành nghề khác nhau, giám đốc vừa đến đã nói người khác làm sai, liệu có phải đang nói điều không? Có nhiều người lãnh đạo rất thích soi mói để lập uy tín, cho dù những lỗi sai ấy chẳng hề sai. Nhưng La Ngọc Bình lại rất tin tưởng Hoắc Khải, cũng có thể nói tính cách của anh ta vốn là kiểu không dễ đi nghi ngờ người khác. Giám đốc đã nói vậy thì cứ kiểm tra lại xem, nếu sai thì sửa, còn đúng thì nói lại với anh ấy là được. Tôi thấy giám đốc không phải kiểu người vô lý đâu, nếu anh ấy thật sự sai thì chắc chắn sẽ nhận sai đấy, La Ngọc Bình nói. Anh đúng là, có người lắc đầu với La Ngọc Bình, tỏ vẻ anh đúng là hết thuốc chữa. La Ngọc Bình cũng không giải thích anh ta cảm giác giám đốc không phải kiểu người thích nói sằng bậy. Nếu đã dám nói thì chắc chắn phải có chứng cứ, nếu không điều tra rõ ràng thì sẽ không dễ dàng kết luận. Cuối cùng, đến cả Khương Mẫn cũng lên tiếng, đã vậy thì kiểm tra lại đi. Lần này kiểm tra kỹ càng chút, không được phép có lỗ hồng. Đến lúc giám đốc hỏi thì còn có cái mà trả lời. Trong 15 người này, Khương Mẫn có địa vị cao nhất, tính cách cũng mạnh mẽ. Anh ta đã nói vậy rồi thì những người khác sẽ không lên tiếng nữa. Cha thì cha, dù sao cũng chẳng cần quan tâm tốn mất bao nhiêu thời gian. Lúc này, Hoắc Khải đã đến phòng họp số 2. Hơn 20 ghế ngồi trong phòng họp gần như đã được lấp đầy. Những người ngồi trong phòng họp hôm nay đều là cấp giám đốc trở lên. Ngoài các giám đốc của các phòng ban ra thì còn có thành viên của hội đồng quản trị. Ví dụ như Lý Tinh Thanh, Lý Chính Thụy. Thấy Hoắc Khải đi vào, bọn họ lập tức nhìn qua tất cả đều biết được bà cụ mở cuộc họp là vì đứa con hoang này bên này lý thắng bân vẫy tay với hoác khải hoác khải nghe lời đi sang và ngồi ở bên phải lý thắng bân hoác khải vừa ngồi xuống lý tinh thanh đã cất lời chức vụ không cao mà oai quá nhờ làm bao nhiêu người phải chờ một mình cậu giỏi lắm hoác khải nhìn ông ta không đáp anh chưa bao giờ thích trà treo với ai tha vậy thì đánh nhau một trận còn hơn ít nhất còn có chút mặt mũi đàn ông. Cũng may bà cụ không cho Lý Tinh Thanh nói nhiều. Bà ta lên tiếng, nếu đã đến đủ rồi thì tôi sẽ nói nguyên nhân mở cuộc họp ngày hôm nay. Chủ yếu là phòng kế hoạch đang có một phương án phát triển sơ bộ. Đây là danh sách đã được chốt, các dự án bên trong sẽ bị xóa sổ toàn bộ. Tất cả các vị trí nhân viên cũng sẽ tiến hành điều chỉnh nội bộ. Khoan đã, Hoác Khải đột một giơ tay lên cắt đứt lời của bà cụ nếu là người khác thì bà cụ đã ném gậy vào người đó rồi. Nhưng với Hoắc Khải thì bà ta chỉ nhìn và hỏi, có gì thì để sau hãy nói. Tôi nghĩ nói bây giờ thì ổn hơn, Hoắc Khải đáp, nếu các nhân viên không muốn tham gia vào phòng ban thì có thể thành lập tổ dự phòng, chuyên làm những chuyện rảnh rỗi. Dĩ nhiên thì tiền lương cũng phải điều chỉnh xuống một mức độ nào đó và lấy hiệu quả làm việc làm chuẩn. Bà cụ nghe vậy thì sừng sốt, không ngờ Hoắc Khải lại nói chuyện này đúng là bà ta định ném toàn bộ những nhân viên bị điều chỉnh cho cấp dưới xử lý. Muốn tiếp tục đi làm cũng được, muốn biến đi cũng ok, hoặc cũng có thể đến làm loạn luôn, dù sao bà ta chỉ phụ trách nhóm lửa cho Hoác Khải chứ chẳng cần quan tâm gì khác. Hiện giờ Hoác Khải chủ động ra mặt, cũng đỡ cho bà ta phải nói nhiều. Mặt khác, đám người Lý Tinh Thanh vừa đọc công văn trong tay thì sắc mặt liền trở lên khó coi vô cùng. Các dự án trong này, người nào cũng có can hệ, việc đám người chi phụ ở trong đó ăn trực nằm chờ đã không còn là điều gì bí mật nữa rồi. Mà có những dự án bị tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng thật ra đó chẳng phải sự thật. Thậm chí có một số dự án đáng lẽ là có lãi nhưng vì đám người chi phụ làm loạn quá lâu nên nơi đó đã gần như trở thành địa bàn của họ. Bọn họ làm sổ sách giả, đến mức máy tính chuyên nghiệp còn không nhận ra, nói thua lỗ là thua lỗ. Tất cả lợi nhuận lại bị bọn họ đốt túi. Ai cũng thấy được sau này nhà họ Lý sẽ ngày càng kém, nên muốn nhân lúc còn có thể để cắn thêm mấy phần, nhanh chóng tích chữ lợi ích. Như dưới Lý Tinh Thanh là một hạng mục liên quan đến thức ăn cho heo, là một phần rất nhỏ trong tất cả các dự án nhà họ Lý. Mỗi năm kế toán sẽ báo cáo rằng vì những lý do như giá cả dao động, giá nguyên liệu tăng cao hay là thiên tai gì đó mà thức ăn cho heo thua lỗ rất nhiều có những lúc họ chẳng buồn tìm lý do nữa mà nói rằng nhân viên không đủ kiến thức dẫn đến giá thành cao và thua lỗ mạnh. Trên thực tế thì giá thịt heo tăng theo năm nên thức ăn cho heo cũng có giá cao hơn. Giang Bắc vốn đã là một tỉnh lớn trên sản xuất lương thực của cả nước, phần lớn đều nhập vào kho quốc hữu, thế nhưng vẫn khó mà tiêu hóa hết được. Một là xuất khẩu ra nước ngoài, hai là tiêu thụ trong nước, nhưng vẫn còn một phần có chất lượng không được tốt bằng nên cứ bị bỏ lại ở đó. Ngoài ra, vì là nơi sản xuất lương thực lớn nên đất canh tác cũng rất nhiều dơm dạ mỗi năm chất trồng thành núi xác cây ngô nằm lăn lóc khắp nơi có rất nhiều người đã nhân cơ hội này để bán thức ăn cho heo chuyên đi thu mua số hoa màu vụn về để ra công lại nông dân trồng xong cũng không biết vứt hoa màu vụn đi đâu còn đang sầu đời vì không được ném đi đây có người của bên sản xuất thức ăn cho heo mua lại họ còn vui gần chết có tiền hay không cũng được Miễn là đem số rác rưởi kia đi hết thì không trả tiền cũng chẳng sao. Ngoài những loại hoa màu thừa ra thì còn cả đậu nành đã ngâm nước, bã đậu đã bị chiên qua dầu, nước bã đậu vân vân cũng đều được cho miễn phí. Ở các tỉnh khác, mấy món này còn đáng chút tiền, nhưng ở Giang Bắc thì không nổi một xu. Bởi vậy mà nhà máy sản xuất thức ăn cho heo của nhà họ Lý năm nào cũng kiếm được không ít nhờ việc tiêu thụ ra tỉnh khác. Nhiều thì không dám nói nhưng ít thì cũng phải đến mấy chục triệu tiền lợi nhuận. Đây là cái kho vàng nhỏ của Lý Tinh Thanh, mỗi năm đều lỗ rất nhiều, nhưng lại không cần phải giao tiền cho gia tộc. Có khi chỉ cần khóc kêu nghèo là lại được bù thêm tiền, vui không kể xiết. Nhà họ Lý có không ít người đều làm như vậy, bất kể là ngành nghề gì, bất kể có phù hợp trào lưu hay không, đều có thể khiến cho ngành nghề đó thua lỗ thảm thiết. Dĩ nhiên không có nhiều ngành nghề như vậy, cũng chỉ có khoảng 7-8 cái thôi còn lại đều đã bị thời đại đào thải, không bán ra được sản phẩm nào hết. Nhưng dù là thua lỗ thật hay giả thì đám lý tinh thanh cũng sẽ không đồng ý việc xóa bỏ mấy dự án này. Trong nhà có biết bao nhiêu người đang phải trông chờ vào nó đấy. Hơn nữa, cho dù có là dự án thua lỗ thì cũng có thể dựa vào báo cáo giả để tăng lên thu nhập cho nhân viên. chương 383, cân bằng. Nhưng bà ta cũng thực sự có khả năng nhẫn nhịn, trước mặt người đó không nhắc đến một câu, nên nổi cáu cũng chỉ nổi cáu thôi chứ cũng không có hành động gì. Vào lúc họ không hề hay biết thì bà ta đã bố trí để trả thù xong, chỉ đợi thời gian thích hợp để thu lưới. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải lại càng thêm cảnh giác với bà cụ họ Lý này. Anh đang nghĩ, mình muốn lợi dụng nhà họ Lý để điều tra chuyện nhà họ Hoắc, vậy bà cụ có lợi dụng mình để đạt mục đích gì không? Ngoài việc thừa kế quyền cổ phần, bà ta còn có ý đồ gì khác nữa? tạm thời Hoác Khải không nghĩ ra, nhưng điều này cũng không thể khiến anh bất phòng bị với bà cụ. Ngoài việc tách những dự án lỗ vốn ra, còn có một chuyện khác. Đó là con đường phát triển của phòng kế hoạch do Lý Phong làm giám đốc phụ trách, bà cụ nói. Ánh mắt bà bà cụ liếc qua, Hoác Khải hiểu ngay ý của bà ta, nói qua hai ngày sắp xếp và tổng kết, phòng kế hoạch của chúng tôi dự định sẽ tiến hành tối ưu hóa và tích hợp với những dự án hiện có. Từ tình hình trước mắt có thể thấy, ít nhất có thể đưa ra ba dự án có lợi nhuận năm hơn 1 tỷ. Nói chính xác là một dự án 1 tỷ, ba dự án như vậy thì sẽ đạt được 3 tỷ. Tôi đã bàn với bà cụ, liên quan đến ba dự án này sẽ do nhánh phụ và dòng chính cùng nhau xuất vốn và quản lý. Đương nhiên, sẽ phải căn cứ vào tỷ lệ góp vốn và ý kiến của cấp quản lý để phân chia lợi nhuận. Những người không muốn tham gia thì chúng tôi cũng không ép, nhưng trước mắt vì nguyên nhân dự án tích hợp rất phiền phức không muốn mất quá nhiều sức lực vào vấn đề này nên thời gian suy nghĩ chỉ có một tuần, sau một tuần sẽ không tiếp nhận bất kỳ người nào nhập vốn nữa. Không chỉ những người khác ngây người ra mà cả Lý Thắng Bân cũng sướng sờ. Ba dự án mà lợi nhuận năm đạt trên một tỷ, dòng chính và nhánh phụ cùng nhau xuất vốn và quản lý. Tại sao bà cụ chưa từng nói chuyện này với ông ta? Bà cụ nhìn hoắc khai chằm chằm, sắc mặt có chút u ám, dựa vào sự nhạy bén của bà ta đương nhiên sẽ hiểu việc làm này của Hoác Khải chính là đang báo thù. Làm gì có cái gì là đã bàn bạc, nhưng nếu bây giờ bà cụ phủ nhận chuyện này thì mũi nhọn lại chĩa vào người bà ta. Cho dù Hoác Khải nói thật hay giả, thì những người khác cũng sẽ cho rằng bà cụ lật lòng, rửa quẻ ngay tại trận. Không thấy một đám người kia khi vừa nghe thấy lợi nhuận năm hơn một tỷ thì mắt ai cũng phát sáng lên sao. Lợi nhuận một năm của cả nhà họ Lý bây giờ cũng không đến một tỷ, chưa đừng nói một dự án đã đạt được một tỷ. Đương nhiên có một số người cũng khá bình tĩnh, không dễ dàng tin lời Hoác Khải nói. Ví dụ như Lý Chính Thụy, nét mặt ông ta khá lạnh nhạt, nghi ngờ nói, phòng kế hoạch của cậu mới thành lập được hai ngày đã dám lớn tiếng nói làm được mấy dự án lợi nhuận năm trên một tỷ cho dòng họ thì quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Giám đốc Lý Phong, cơm thì có thể ăn trực nhưng nói thì không thể nói bừa. Nếu không làm được, cậu biết sẽ có hậu quả gì không? đương nhiên là biết chắc là bị khai trừ hoặc xua đuổi khỏi dòng họ nhỉ hoác khai thản nhiên trả lời nói những điều tôi nói các ông có thể nghi ngờ cũng có thể không tham gia nếu nhánh phụ không có ai tham gia thì dòng chính sẽ tiếp quản độc lập ba dự án này đến lúc đó lợi nhuận của dòng chính sẽ lớn hơn mấy lần tổng tiền của tất cả các ông cộng lại nghe rất vô lý đúng không nhưng nhỡ là thật thì sao các ông không sợ dòng chính đạt được khoản lợi nhuận nhiều như vậy rồi đá các ông ra khỏi sân chơi sao cậu nói linh tinh cái gì thế lý thắng bân đập bàn đứng dậy câu nói này của hoác khải rõ ràng là đang chia rẽ gây bất hòa mà điều quan trọng nhất là anh là người của dòng chính còn sắp thừa kế quyền cổ phần tại sao lại nói giúp cho đối thủ cạnh tranh nếu không phải đang ở phòng họp của công ty thì lý thắng bân đã sớm cho anh một phát tát rồi hoác khải cũng không tiếp tục nói nhường thời gian còn lại cho những người khác. Có một vài câu nói, cần phải dừng đúng lúc, nói nhiều lại phản tác dụng. Giống như đào hố, anh chỉ cần gieo một hạt mầm thì có thể lớn lên. Nếu một hố gieo quá nhiều mầm thì cũng không đủ dinh dưỡng mà nuôi lớn. Việc Hoác Khải đang làm bây giờ là gieo một hạt mầm vào lòng mọi người. Không cần tất cả hạt mầm đều đâm chồi, chỉ cần vài hạt có thể nảy mầm là được rồi. Điều quan trọng nhất là làm như thế có thể chia rẽ mối quan hệ của dòng chính và nhánh phụ. Vốn dĩ mối quan hệ của họ đã không tốt rồi mà Hoác Khải cũng thật sự không hy vọng dòng chính sẽ độc lập nắm phần lớn quyền lực trong tay. Vì trong tương lai anh muốn quay trở về nhà họ Hoác, mà nếu không quay về được nhà họ Hoác thì thế lực của anh cũng phải có đủ cơ hội để phát triển. Với sức mạnh như nhà họ Lý thì trong tương lai có thể trở thành đối thủ cạnh tranh hoặc thậm chí là kẻ thù của anh nếu đã như thế thì hoác khải sao có thể thực sự để họ phát triển thêm được không cố ý ngáng chân đã là tốt rồi ít nhất phải cân bằng các thế lực trong dòng họ một gia đình lớn rất dễ xảy ra chuyện bà cụ nhìn chằm chằm hoác khải với vẻ mặt u ám tay nắm chặt gậy nổi gân xanh một phần là do đã lớn tuổi rồi còn phần khác là do quá tức giận cậu là con cháu của dòng chính lại chủ động nhắc nhở nhánh phụ đừng để dòng chính chiếm lợi thế não bị vào nước sao coi như trả thù bà ta, nhưng báo thù như thế cũng quá đáng lắm. Nhưng bây giờ bà cụ không thể lên tiếng vì bà ta biết, thực ra không có mấy người của nhánh phụ tin tưởng điều đó. Nhưng nếu bây giờ bà ta lên tiếng thì dù là của trách tên khốn này, hay thậm chí bảo anh nói khoác không ngượng mồm, không thừa nhận sự tồn tại của ba dự án này thì cũng đều là chứng minh tính khả thi của việc này. Cho nên, trong lòng bà cụ có tức đến đâu cũng phải kìm nén lại. Nhưng, kể cả khi không nói gì thì cũng có rất nhiều người đang quan sát biểu hiện của bà ta nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như nuốt phải ruồi của bà cụ thì trong đầu họ cũng nhảy số dù là ba dự án này có tồn tại hay không thì ít nhất việc này cũng là thật nếu đã là thật vậy lời của thằng nhóc lý phong này nói cũng có lý giả dạ thì không sao nhỡ là thật thì nếu nhánh vụ bọn họ đều không tham gia để dòng chính cướp hết lợi ích thì sau này làm sao mà sửa sai được chứ nếu tham gia thì nhiều nhất cũng chỉ là đưa ra vài dự án trong tay nhưng nếu thành công thì mình cũng chiếm được lợi không thành công thì lấy lại dự án là xong thứ gì đã là cũng mình thì không ai mang đi được nghĩ đến đây trong lòng mọi người đã có quyết định nhưng đang ở trong phòng hợp họ không thể dễ dàng để lộ suy nghĩ như vậy bởi vì rất nhiều người nghĩ như thế nên họ cũng đều là đối thủ cạnh tranh của nhau bây giờ mà nói ra thì khác gì lộ hết trước mắt người khác những người có thể ngồi trong phòng họp này đều là những con cáo từng trải qua bao sóng gió và được luyện tập mà thành. Họ đang im lặng quan sát, cùng lúc đó, Hoắc Khải cũng đang quan sát bọn họ. Muốn có được chỗ đứng trong doanh nghiệp gia đình như nhà họ Lý thì điều đầu tiên không phải là có thành tích tốt trong công việc mà là phải hiểu rõ những người này. Chỉ cần hiểu những người này thì anh mới có thể bắt bệnh bốc thuốc, biết làm sao đối phó với họ. Đối với thế giới này, Hoắc Khải hiểu rõ một điều, cho dù là làm việc gì thì nói cho cùng đều là đối phó với người khác thế nào cho dù anh muốn làm tốt một sản phẩm thì cũng là để được người khác yêu thích con người là trung tâm của vũ trụ hiểu được con người thì việc gì cũng sẽ thành công thấy không ai nói chuyện bà cụ dứt khoát nói được rồi buổi họp hôm nay đến đây kết thúc mọi người về làm việc đi nói xong bà cụ cũng quay người đi từ động tác vô ý của bà ta đẩy lý thắng bân không khiến ai dìu có thể thấy tâm trạng của bà ta không hề vui vẻ. Trong lòng mấy người của nhánh phụ lại nhảy số, không ít người lại nhìn Hoắc Khải, ánh mắt đã hòa nhã hơn nhiều. Muốn chiếm cơ hội trước thì không thể coi nhẹ thằng nhãi này. Không nói là sẽ đi nịnh nọt lấy lòng thì ít nhất biểu hiện cũng phải tốt hơn một chút. Có nhiều người đều đang nghĩ, làm sao tìm cơ hội tiếp cận với Hoắc Khải, nói vài lời ngon ngọt. Những người ôm suy nghĩ này không phải số ít đến cả lý tinh thanh cũng có chút động lòng nhưng lý tinh thanh lại không định tiếp cận hoác khải ở trong phòng họp bị hoác khải làm mất mặt trước mặt mọi người còn đâu thể diện nữa bảo ông ta chủ động làm thân thì tất nhiên là chuyện không thể xảy ra ngoài ra lý chính Thủy cũng không muốn làm thế vì ông ta vẫn luôn không tin lời hoác khải lợi nhuận năm trên một tỷ có cái con khỉ ấy toàn là nói vớ vẩn nếu tiền kiếm dễ như thế thì nhà họ Lý cũng không từ hạng trăm tỷ rơi xuống bước đường này. Chương 384, chụp hình lại. Lý Phong này thật sự có năng lực đến vậy sao chứ, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Lý Tinh Thanh và Lý Chính Thủy cùng nhau rời đi với vẻ mặt khinh thường. Sau đó, ông ta lại còn lôi kéo người khác vào rồi nói, các người thấy chưa, bà cụ đúng là hồ đồ rồi, loại người đó mà cũng dám dùng nếu như nhà họ Lý có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao bằng cách khoác lác thì còn đến lượt cậu ta hay sao? Tôi nói không phải chứ chúng ta nên tìm chút thời gian để kiến nghị với bà cụ đi. Nếu cứ hồ đồ mãi như thế này thì một ngày nào đó có chuyện lớn xảy ra cũng không biết chừng. Trong số ít những người đó, chỉ có một người đồng ý với lời nói của Lý Tinh Thanh, còn những người khác thì chỉ bật cười ha hả rồi nhanh chóng lấy lý do bận việc gì đó để rời đi. Lý Tinh Thanh có chút buồn bực, khi định nói tiếp thì Lý Chính Thụy đã nói, chẳng lẽ ông không thấy có rất nhiều người tin vào lời nói bậy bạ của cậu ta sao? Nếu như tôi đoán đúng, mấy ngày nay nhất định sẽ có nhiều người tới gặp Lý Phong để bàn bạc về chuyện cổ phiếu. Họ sẽ không ngốc như vậy chứ, Lý Tinh Thanh giật mình nhìn sang. Nếu như họ đều là những người hiểu biết thì có để cho thằng nhóc đó nói không, Lý Chính Thụy nói. Chính vì có một số người ngu ngốc như vậy nên chuyện muốn mọi người đoàn kết lại là không thể nào xảy ra nếu như họ thật sự có thể đoàn kết, chắc chắn sẽ có thể nắm lấy quyền lực của dòng chính. Những lời phát biểu của Hoác Khải đã khiến cho những người ở chi phụ dao động. Chưa cần nói đến người khác, ngay cả Lý Tinh Thanh cũng vậy. Lý Chính Thụy không ngu ngốc, ông ta có thể thấy rằng Lý Tinh Thanh cũng muốn làm điều đó. Chỉ là ông ta không thể cúi đầu xuống mà đi tìm đứa con hoang kia. Nhìn bên ngoài thì có vẻ ổn, nhưng thực tế thì Lý Tinh Thanh cũng đang băn khoăn lắm. Lý Chính Thủy cũng không nói gì nhiều với Lý Tinh Thanh, cho dù ông ta có không tin thì vẫn sẽ có nhiều người khác tin vào điều đó. Lãng phí thời gian với những người này cũng giống như đang lãng phí cuộc sống của chính mình vậy. Cho nên, Lý Chính Thủy cũng tìm cớ để không đi cùng với Lý Tinh Thanh nữa. Sau khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, Lý Chính Thụy nói với thư ký bên cạnh, liên lạc với người trong phòng kế hoạch để xem họ đang làm gì và muốn làm gì tiếp theo. Vâng, thư ký gật đầu đáp lại. Cả Lý Chính Thủy và thư ký đều coi loại câu hỏi này như một lẽ tất nhiên, cứ như thể bất kỳ ai cũng sẽ sẵn sàng trả lời miễn là họ hỏi. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì dù sao thì vị trí của Lý Chính Thủy cũng được coi là đứng đầu bảng ở chi phủ. 15 người trong phòng kế hoạch vẫn chưa hình thành lòng trung thành với Hoác Khải, mà cũng không cảm thấy cần phải dùng lòng trung thành của mình cho loại chuyện này. Chỉ cần Lý Chính Thủy hỏi, sẽ có người sẵn sàng nói cho ông ta biết sự thật. Lý Chính Thụy định tìm hiểu rõ ràng sự việc rồi tìm cơ hội để vạch trần bà cụ và những người khác trước công chúng. Khi đó, uy tín của dòng chính sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, đó là điều tuyệt vời đối với ông ta. Sau này ở chi phụ còn ai dám làm trái lời của ông ta nữa đây? Vào lúc này, Hoắc Khải đã trở lại phòng họp. 15 người mỗi người đều đang bận một việc riêng, sự xuất hiện của anh cũng không làm cho họ ngừng làm việc. Lời trách mắng buổi sáng của Hoắc Khải như vẫn còn văng vàng bên tai, nên không ai muốn lại mắc phải sai lầm tương tự. Hoa Khải rất hài lòng với thái độ làm việc của họ. Thái độ làm việc phải như thế này mới đúng. Lãnh đạo bước vào phòng chẳng hỏi han gì đến mình thì mình không nhất thiết phải ngừng tay làm việc mà chào hỏi nịnh nọt làm gì. Muốn nịnh nọt thì cứ biến đi chọn công việc nhàn tản khác mà làm, đừng đến đây làm việc nữa. Ở trong phòng họp một hồi, đột nhiên có người đứng lên, hưng phấn nói, tôi hiểu ra rồi mọi người đều hướng ánh mắt về phía của người đó, nên khi người đó vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái thì gương mặt liền đỏ bừng. Người đó liếc nhìn Hoác Khải, sau đó chạy nhanh tới, vừa hưng phấn vừa ấy náy nói, giám đốc, tôi đã biết tại sao anh lại nói những số liệu đó là sai. Chúng tôi thật sự đã không kiểm tra kỹ, tôi xin lỗi vì đã sơ suất như vậy. Họ đã làm việc chăm chỉ để tìm ra một số dữ liệu sai được Hoác Khải nhắc nhở trước đó. Vì họ đang tìm kiếm dựa trên cơ sở lỗi sai nên cũng dễ dàng hơn bình thường. Đặc biệt là rất nhiều chi tiết đã được chú ý cẩn thận hơn. Lần này họ còn tìm được manh mối từ một số diễn đàn nước ngoài. Trong nước cũng có không ít người đã từng tung ra các thông tin, nhưng tất cả đều bị xóa. Nhưng ở một số diễn đàn bên ngoài thì vẫn có thể tìm thấy. Nhất là những thông tin liên quan đến ngành sản xuất, những ngành này có yêu cầu rất cao đối với số liệu chỉ cần phạm sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến sự sai khác vô cùng lớn. Ví dụ, ngành A có dữ liệu bán hàng tốt hơn ngành B và thị trường lớn hơn. Vậy thì bạn sẽ chọn ngành nào làm mục tiêu khai thác chính đây? Nhưng sau khi làm được một thời gian, bạn mới phát hiện ra rằng số liệu bán hàng của ngành A bị phóng đại lên so với thực tế, chứ thật ra tiềm năng phát triển của ngành B còn lớn hơn, vậy chẳng phải bạn đã hao phí công sức bỏ ra rồi sao? Hoắc Khải thật ra cũng không đặc biệt rõ ràng về số liệu của từng ngành, nhưng anh là người có tầm nhìn rộng nên có thể nhìn thấy được ngành nào tốt hơn chỉ trong nháy mắt. Do đó, anh đã nhận định sai sót số liệu chính là nguyên nhân căn bản. 15 người trong phòng họp bây giờ mới biết Hoắc Khải lợi hại như thế nào, ai nấy cũng đều kinh ngạc, hơn nữa trong lòng còn tràn đầy khâm phục. Giám đốc đúng là giám đốc, chỉ cần nhìn qua một cái là có thể tìm ra sai sót trong số liệu chẳng trách bà cụ lại đồng ý thành lập phòng kế hoạch cho anh. Cho dù là Khương Mẫn, La Ngọc Bình hay là những người khác, tất cả đều nhìn về phía Hoắc Khải với vẻ ngưỡng mộ. Đối với chuyện này, Hoắc Khải cũng không hề tỏ ra tự hào hay vui mừng, chỉ thờ ơ nói, tôi không thích nghe người ta nói lời xin lỗi, hãy đảm bảo những chuyện như vậy sẽ không tiếp tục xảy ra trong tương lai. Những kế hoạch do chúng ta hoạch định phải được sử dụng. Công ty có tất cả sức mạnh để hoàn thành nó nếu như làm việc ở quy mô lớn hơn chúng ta chỉ cần đi sai hướng thì công ty sẽ có khả năng rơi vào tình trạng bất ổn vì vậy đừng nghĩ rằng sai sót số liệu chỉ là vấn đề nhỏ cũng giống như việc xây một ngôi nhà nếu nền móng bị cong vinh thì ngôi nhà chắc chắn sẽ sụp đổ lúc đó không chỉ mất tiền mà còn phải mất mạng khương mẫn và những người khác nghe xong đều toát mồ hôi hột lúc đầu họ thật sự không quá coi trọng việc này họ chỉ cảm thấy nếu số liệu sai thì sửa lại là được Bây giờ nghe giám đốc nói vậy mới cảm thấy thật nguy hiểm. Suy nghĩ một chút mới nhận ra, quả thật những lời này rất đúng đắn. Nếu như cập nhật số liệu sai khiến cho đường hướng phát triển của công ty bị ảnh hưởng thì ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cảm thấy tinh thần nặng nề. Sau khi gia nhập phòng kế hoạch, đây là lần đầu tiên họ nhận ra rằng công việc của mình không phải là một công việc bình thường mà là một công việc rất quan trọng, mang theo trách nhiệm rất lớn tâm tư của bọn họ như thế nào, Hoắc Khải đều có thể nhìn thấu. Khiến trách ngay trước mặt về các số liệu sai sót sau đó bắt bọn họ tiến hành sửa đổi, chính là vì muốn cho những nhân viên tay mơ này tự nhận ra được tầm quan trọng của bọn họ. Bây giờ xem ra việc dạy dỗ này cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, những người này vẫn chưa có hiểu biết đủ sâu về hoạch định chiến lược. Bây giờ bảo họ làm việc tiếp cũng khó phát huy tác dụng gì lớn. Nếu muốn để cho bọn họ một mình phụ trách vẫn cần phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Mà Hoác Khải lại không có nhiều thời gian như vậy, nên chỉ có thể trong một khoảng thời gian ngắn thiết lập nên một khung xương chắc chắn cho những người này. Chỉ cần phần khung được dựng lên chính xác, bọn họ mới có thể xông pha làm việc bên trong, dù cho xuất hiện một số sai sót nhỏ cũng đều có thể dễ dàng bù đắp. Làm việc từ sáng cho đến tận 12 giờ đêm thì mọi người mới lần lượt ra về. Hầu như cả ngày họ không bao giờ rời khỏi phòng họp, Thậm chí khi đang ăn cơm, họ vẫn chăm chú vào máy tính để kiểm tra thông tin. Thái độ làm việc và sự nhiệt tình như thế này hầu như không thể tìm thấy ở các bộ phận khác, mặc dù khiến cho bọn họ cảm thấy hơi mệt, tuy nhiên họ lại cảm thấy sự đam mê công việc nhiều hơn. Khi mới vào làm, họ đều có ước mơ và rất có động lực. Sau khi trải qua sự vùi dập khốc liệt của xã hội và gặp phải vô số những chuyện thị phi, thì những ước mơ và động lực này cũng dần dần bị phai nhạt bây giờ họ đã tìm lại được ước mơ và động lực, tất nhiên sẽ cảm thấy trong người tràn đầy sức lực, muốn làm việc 24 giờ mỗi ngày. Sau khi những người này rời đi, Hoác Khải sắp xếp một chút trong phòng làm việc, chủ yếu là để xem kết quả lao động của bọn họ trong ngày hôm nay. Cho dù là ba người tầm thường, nhưng nếu cùng nhau động não tìm ý tưởng thì cũng có thể đưa ra những chiến lược còn chu đáo hơn cả gia cát lượng, đạo lý này quả thật không sai một chút nào. Mặc dù năng lực cá nhân của 15 người này không phải là đỉnh cao, nhưng họ không vì thế mà tách rời nhau, hơn nữa còn phối hợp với nhau rất ăn ý. Sau khi thảo luận với nhau, họ thật sự đã đưa ra được một kế hoạch sơ khai. Mặc dù theo quan điểm của Hoắc Khải thì kế hoạch này vẫn còn quá non nớt, nhưng nhìn chung cũng đã có được định hướng tổng thể. Hoắc Khải đã không giúp họ sửa lại nó, vì đây cũng coi như là một bài tập, cho nên việc để bọn họ tự làm là điều đương nhiên anh chỉ cần đợi họ sử dụng hết các phương pháp rồi mới đưa ra quyết định. chương 385, ra điều kiện. Sau khi thu xếp xong, Hoác Khải đóng cửa phòng họp rồi rời khỏi công ty. Anh không ngủ trong phòng họp như ngày đầu tiên, vì không còn cần thiết nữa. Không lâu sau khi Hoác Khải rời đi, một bóng người lặng lẽ đi đến trước cửa phòng họp. Khóa mật mã cũng không thể ngăn cản người đó cầm thẻ lên quẹt và mở cửa. Sau khi vào phòng họp, người đàn ông lấy điện thoại ra và chụp lại mọi thứ. Bất kể là tài liệu hay máy tính, bao gồm cả những ý tưởng phức tạp và khó hiểu trên bảng trắng, đều chụp lại không sót một thứ gì. Sau khi làm tất cả những điều này, người đàn ông lặng lẽ rời đi giống như khi đến. 20 phút sau, người này xuất hiện trong phòng của Lý Chính Thụy. Nhận lấy điện thoại từ người đó, Lý Chính Thụy nhìn những tấm hình vừa được chụp, xem qua từng tấm một rồi hỏi còn gì nữa không? Không còn gì nữa, người đó là thư ký của Lý Chính Thủy, đang trả lời ông ta, từ những thứ nhìn thấy trong phòng họp thì có vẻ như họ đang nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công ty, và đã nghĩ ra một số thứ. Có khi nào họ thật sự sẽ thực hiện một vài dự án lớn với lợi nhuận hàng năm hơn một tỷ đồng không? Nhất định chỉ là một trò hề, chuyện như vậy mà có thể dựa vào đám phế vật đó làm hay sao, Lý Chính Thủy chế nhạo. Ông ta biết thông tin chi tiết về 15 người được hoác khai tuyển dụng họ đều được thuê từ bên ngoài hoặc bị loại khỏi các bộ phận khác. Nếu xét về năng lực, về lai lịch và về độ nổi tiếng, thì chẳng có ai nổi trội. Nếu đám tiểu tốt này mà cũng có thể làm nên những dự án lớn với lợi nhuận hàng năm hơn một tỷ, thì chẳng phải đang nói những người khác đều ngu ngốc như lợn gà hay sao. Vẫn nói câu đó, Lý Chính Thụy không cho rằng có thể kiếm được tiền dễ như thế, sự xa suốt của nhà họ Lý đã chứng minh điều này. Bản thân ông ta cũng không nuôi hy vọng nhiều đối với nhà họ Lý. Nếu có thể duy trì công việc kinh doanh hiện tại và cắt giảm chi phí nhiều nhất có thể để tạo thêm doanh thu thì tốt, còn với mong muốn tái cấu trúc doanh nghiệp và tăng tỷ suất lợi nhuận, đó có phải là điều có thể thực hiện được chỉ với những người quen nhàn rỗi này hay không? Xem qua một hồi, Lý Chính Thụy mất hứng, ném điện thoại cho thư ký, khinh thường nói, tôi còn tưởng rằng bọn họ có thể làm ra thủ đoạn nào, chứ loại chuyện này thì khác gì so với việc chúng ta tự làm chứ hả? Phòng kế hoạch sao thật ngực cười bà cụ đúng là đã hồ đồ rồi bà ta đáng ra không nên như vậy thật lãng phí thời gian Lý Chính Thụy là người của chi phủ mà quyền lực trong nhà họ lý đều do dòng chính nắm giữ nên cho dù chi phủ có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể được sử dụng như một trợ thủ đây đã là quy tắc từ hàng trăm năm trước nhưng những người ở chi phủ vẫn luôn cảm thấy không công bằng bậc vua chúa từ ngàn xưa còn biết thuận theo thời thế mà thoái vị thế thì tại sao dòng chính có thể mãi mãi kiểm soát quyền lực được chứ? Thế sự đổi rời, năm nay quyền lực phải thuộc về bên này. Dòng chính nắm quyền nhiều năm như vậy, đã đến lúc cần phải thay đổi. Lý Chính Thụy là một người rất tham vọng, ước mơ lớn nhất của ông ta trong cuộc đời này là trở thành người đứng đầu trong nhà. Nhưng bà cụ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người, nếu bà còn sống thì không ai trong nhà họ Lý dám động thủ. Nếu không Lý Chính Thụy đã sớm làm khó dễ việc thay đổi người cầm quyền rồi. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy thông tin từ 15 người của phòng kế hoạch, Lý Chính Thụy đột nhiên cảm thấy bà cụ thật sự đã đến giai đoạn lầm cầm rồi, đã đến lúc thay đổi người nắm quyền. Làm thế nào một người già lầm cầm có thể kiểm soát một quyền lực lớn như vậy được nữa? Tuy nhiên, nếu muốn nắm quyền, trước tiên phải chắc chắn rằng bên bà cụ sẽ không có ai thế chỗ. Ngoài ra, những người ở chi phụ cũng phải liên kết lại với nhau nghĩ lại trong cuộc họp buổi sáng, có một số người trong chi phụ đã bị tác động bởi hoắc khải, trên mặt lộ rõ vẻ hợp tác, Lý Chính Thụy vô cùng tức giận. Đúng là ngu ngốc, chỉ có loại không não mới đi tin những lời đó. Chỉ cần có đầu óc một chút là thấy, không thể hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm hơn 1,5 tỷ trong 3 năm chỉ với một số lượng người ít ỏi như vậy. Cậu ta đâu phải là thần thánh. Xem ra đã đến lúc đánh cho mấy người đó tỉnh ra, để tránh việc bọn họ lại đi ngu xuẩn liên kết với người trong dòng chính. Đến lúc đó thì ông ta có muốn làm gì cũng không dễ dàng. Hoắc Khải trở về nhà họ Lý cũng không được rảnh rang. Vừa vào đến cửa là anh đã bị Tào Hạc Minh chặn lại. Bà cụ nói khi cậu trở lại thì phải sang gặp bà trước, Tào Hạc Minh trợn mắt nói. Vị quản gia này của nhà họ Lý luôn tỏ thái độ không hài lòng với Hoắc Khải, luôn trừng mắt nhăn nhó khi hai người gặp nhau. Muộn như vậy rồi, cũng không tiện lắm, có chuyện gì ngày mai lại nói, Hoắc Khải nói xong thì chuẩn bị vào nhà. Kết quả là, Tào Hạc Minh vẫn chặn cửa, không cho anh vào. Cậu dám không nghe lời bà cụ, thật quá hỗn xược. Cậu thật sự cho rằng không có ai trong nhà họ Lý này có thể quản cậu hay sao, Tào Hạc Minh chừng lớn hai mắt. Hoắc Khải đúng là đã muốn nói với lão ta rằng nhà họ Lý thật sự không có ai có thể quản nổi anh. Nếu muốn cắt tiền thì anh cũng không quan tâm, dù sao anh cũng có nhiều nguồn thu nhập khác. Nếu muốn đánh nhau, thì anh vẫn có đường thế minh. Bình thường mười mấy hai mươi người cũng không thể đánh lại. Nói chung, nhờ đường thế minh bảo vệ cho anh an toàn rời khỏi nhà họ lý là không thành vấn đề. Mà bây giờ là xã hội pháp quyền, động tay động chân để ngăn cản một người rời đi thì cũng không thực tế. Tuy nhiên, xét trên mối quan hệ hợp tác với nhà họ lý, Hoác Khải cũng không muốn mọi chuyện trở nên quá căng thẳng anh cũng hiểu được, sáng nay bà cụ không nói lời nào, đợi đến khi về nhà lại bảo Tào Hạc Minh chặn ở cửa bắt gặp mặt, chắc hẳn là vì chuyện lúc sáng. Có lẽ bà cụ đã bực bội cả ngày nay. Nếu mà anh còn không đi gặp mặt, thì không biết bà cụ sẽ còn nghĩ ra ý tưởng tồi tệ nào để chấn áp anh nữa. Suy nghĩ về điều này, Hoác Khải cũng không rằng con nữa, xoay người đi về phía phòng của bà cụ. Nhìn thấy Hoác Khải bước đi, Tào Hạc Minh tỏ vẻ đắc ý lão ta tưởng hoắc khải sợ hãi trước lời đe dọa của lão ta. Nếu không, tại sao lại rời đi ngay lập tức vào giữa đêm như vậy? Tào Hạc Minh đắc thắng, miệng như ngoác lên đến tận mang tai. Lão ta đằng hắng một tiếng sau lưng của hoắc khải, sau đó tự nhiên đi theo. Đi được nửa đường, Tào Hạc Minh còn cố ý tăng tốc vượt qua hoắc khải rồi mắng, nhanh lên đi, bà cụ đã chờ cậu cả một ngày đấy. Hoắc Khải liếc lão ta một cái, không thèm đáp lời, vẫn thông thả đi theo phía sau. Nếu đổi lại là một người cao tuổi khác, vì lo lắng cho thể lực kém của người già, có thể Hoác Khải đã tăng tốc độ của mình. Nhưng đối với bà cụ đầy mưu mô đó, Hoác Khải cũng không muốn làm hài lòng bà ta làm gì. Phải mất vài phút để Hoác Khải đi đến nơi. Vừa bước vào là đã nghe thấy Tào Hạc Minh Than thở với bà cụ. Cậu Lý Phong thật quá đáng, tôi đã thông báo cho cậu ta từ lâu. Mà bây giờ còn chưa đến, rõ ràng là không xem bà chủ ra gì. Bà cụ đang ngồi bên bàn, chén trà trên tay đã cạn mà cũng không pha thêm trà mới. Bởi vì tâm tình của bà cụ đang không được tốt, sau khi uống trà, bà ta cảm thấy khỏe hơn nhưng cũng khó đi vào giấc ngủ hơn. Mà với tâm trạng không tốt bây giờ, bà cụ cũng không muốn uống trà. Đặc biệt là sau khi nghe những gì Tào Hạc Minh nói, bà ta lại càng cáu kinh. Hoác Khải lại vừa lúc có mặt ở đây nhìn thấy Hoác Khải, lửa giận trong lòng bà cụ lại ngay lập tức bộc phát. Bà ta nhìn Hoác Khải, lạnh lùng nói, cậu đúng là không có phép tắc. Hay là cậu muốn lần nào tôi cũng phải đích thân đến mời cậu thì cậu mới tới đây. Tào Hạc Minh đứng một bên, vừa đắc thắng vừa hả hê. Hoác Khải cũng không thèm nhìn tới lão ta, chỉ nói với bà cụ, muộn như vậy còn tìm tôi, không biết là có chuyện gấp rút gì. Nếu như chỉ muốn khiến trách tôi không coi trọng đạo hiếu thì đợi đến ngày mai cũng được, tôi sẽ đứng yên lắng nghe bây giờ không làm phiền bà nghỉ ngơi nữa sao cậu có thể nói với bà cụ như thế tào hạc minh chừng mắt nhìn anh nói hoác khải lúc này mới nhìn lão ta rồi lại quay sang nói với bà cụ vừa hay tôi cũng đang có vài điều muốn nói với bà việc đầu tiên về việc tối ưu hóa kinh doanh đã có kế hoạch sơ bộ nếu không có gì bất ngờ thì sẽ mất tối đa là hai ngày để có thể đưa ra phương án đầu tiên bà cụ còn muốn khiến trách hoác khải thêm vài câu, nhưng hiện tại nghe anh nói đến đây, hai mắt liền sáng lên, nhanh như vậy sao? Nếu đã có định hướng rồi thì sẽ không khó để đưa ra phương án, hoác khải nói. Bà cụ ồ lên một tiếng rồi hỏi, còn việc gì nữa? Việc thứ hai, tôi có thể cố gắng đưa cho bà phương án đầu tiên vào ngày mai. Hơn nữa... Tôi có thể đảm bảo rằng phương án này sẽ không khó thực hiện và sẽ đạt được mức lợi nhuận mà bà yêu cầu trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Cậu nói đi. Sa thải người này đi, cho dù bà thay ai làm quản gia cũng được, tôi không muốn nhìn thấy lão ta, Hoắc Khải nói. Người mà anh đang nói đến đương nhiên là Tào Hạc Minh. Nghe được những gì Hoắc Khải vừa nói, sắc mặt của Tào Hạc Minh đột nhiên trở nên khó coi, lão ta chỉ vào Hoắc Khải, cậu đừng có quá đáng. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 386, cảnh giác. Điều quan trọng nhất là Bây giờ gần như đã có thể xác định rằng một nhà họ Đinh chỉ xếp hạng 7 hạng 8 lại có liên quan đến kẻ giả mạo. Vậy phải chăng vẫn còn có nhà họ Vương, nhà họ Đường, nhà họ Tống cũng giống như vậy. Có vô số doanh nghiệp gia đình trong nước và cũng có vô số các công ty cổ phần. Tâm trạng của Hoắc Khải trùng xuống, xét trên tình hình hiện tại thì kẻ giả mạo anh không chỉ hành động một mình. Có rất nhiều người khác cũng đang rình rập xung quanh, một nhà họ Đinh đã lộ diện nhưng không biết vẫn còn có bao nhiêu người đang lẩn trốn trong bóng tối. Điều này khiến cho Hoác Khải càng thêm cảnh giác, trước đây anh đã nghĩ quá đơn giản về kẻ giả mạo này. Vốn tưởng rằng kẻ giả mạo đó chỉ là một con rối bị ai đó đẩy lên sân khấu, bây giờ xem ra người đẩy hắn lên không phải chỉ là một ai đó mà là cả một nhóm người. Thứ hạng của nhà họ Hoác trên cả nước sắp nhảy vọt lên ba bậc, nên cũng có vô số người lăm le muốn sâu xé miếng bánh này bọn lòng lang giả sói đều đang tìm cơ hội để cắn xé một miếng, nên việc bọn chúng dám giết anh cũng là chuyện có thể nhìn ra được. Cùng lúc đó, Hoác Khải cũng nghĩ đến bố của Lý Phong. Bố của Lý Phong đã bị ám sát, và kẻ sát nhân rất có thể có liên quan đến nhà họ Hoác. Khi lần đầu tiên biết về chuyện này, Hoác Khải đã nghĩ không biết nhà họ Hoác có bao nhiêu người tham gia. Còn bây giờ, anh đang tự hỏi liệu những người đã ám sát bố của Lý Phong có liên quan đến những người đã giết anh hay không. Trong lòng anh có linh cảm rằng hai chuyện này có thể là do cùng một nhóm người gây ra. Khi nhà họ Lý sắp nổi lên, họ đã giết bố của Lý Phong. Khi nhà họ Hoắc muốn lọt vào top 3 toàn quốc, thì họ liền giết chết ngôi sao hy vọng của họ Hoắc. Nhóm sát nhân này hoạt động một cách bí mật, lại rất táo bạo và nham hiểm. Hoắc Khải đã thầm đưa ra một quyết định, rằng anh phải ẩn sâu hơn bọn chúng, nếu như chưa đi đến bước đường cùng thì anh cũng sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Trước khi tìm được những người này, anh nhất định phải cảnh giác. Cái chết trong quá khứ chính là bài học dành cho anh. Sao anh không nói gì? Anh cũng thấy tôi phiền phức sao, đường trọng vi bất mãn nói. Hoác Khải định thần lại, đáp lời cô ấy, không có, chỉ là tôi đang nghĩ, người phụ nữ nhà họ đinh kia làm gì có điểm nào tốt hơn cô. Cái người gọi là ngôi sao hy vọng đó thật chẳng có chút hiểu biết nào cả. Anh không được phép nói xấu anh ấy, đường trọng vi thở phì phì nói, anh ấy nhất định đã gặp phải khó khăn gì đó, có lẽ nhà họ Hoắc ép anh ấy làm chuyện này." Hoắc Khải cười gượng gạo, Đường Trọng Vi vẫn đang cố bảo vệ danh tiếng của anh, điều này thật sự rất cảm động. Nhưng cô gái này quá ngây thơ, với địa vị của Hoắc Khải ở trong nhà họ Hoắc, ai có thể ép buộc anh làm chuyện mà anh không muốn làm kia chứ? Lại nói, sao nhà họ Hoắc có thể ép buộc anh từ bỏ viên ngọc quý của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị và kết hôn với một người phụ nữ họ đinh có cấp bậc thấp hơn chứ? Rõ ràng đây là một vụ làm ăn thua lỗ. Hoắc Khải không thể nói ra những điều này quá rõ ràng, vì nếu nói ra cũng có chút xúc phạm Đường Trọng Vi. Cô ấy thật sự yêu anh vì bản thân anh chứ không phải vì tiền bạc hay danh vọng, Hoắc Khải không bao giờ muốn làm một thứ tình cảm trong sáng như vậy trở nên hoen ố. Anh chỉ hy vọng qua chuyện này Đường Trọng Vi có thể mau chóng quên anh đi, nếu không sau này Đường Trọng Vi còn có thể gặp phải nhiều tình huống tồi tệ hơn vì kẻ giả mạo đó. Sau khi suy nghĩ, Hoác Khải nói, chỉ bằng cô cứ đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Như vậy cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi không muốn đi, tôi không quen với ai ở đây, lại không có ai đi cùng, cảm thấy rất nhàm chán. Dài Minh bảo tôi tìm anh, anh có thời gian đi cùng tôi không? Đường Trọng Vi hỏi. Nếu cô đến tìm tôi đi uống rượu, có lẽ bây giờ cũng không còn đủ thời gian, Hoác Khải nói. Đường Trọng Vi không phải là người có thể uống rượu nhiều, và hoác khải cũng không muốn cô trở thành một người thích dùng rượu để giải sầu vừa nói đến việc uống rượu thì đường trọng vi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ lần trước thật tồi tệ cô ấy đã uống rượu say đến mức bất tỉnh cũng may không gặp phải kẻ ác nếu không danh tiếng cả đời này của cô ấy đã bị hủy hoại mất rồi đến tận bây giờ đường trọng vi vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi tại sao cô lại can đảm như vậy dám cả gan tìm đến một người đàn ông không quen thân để cùng uống rượu hơn nữa còn dám uống say đến như vậy nhưng phải nói sự việc này đã khiến cho cô ấy cảm thấy yêu mến hoác khải hơn một người phụ nữ say rượu nằm trước mặt anh nhưng anh đã không làm gì sai trái với cô ấy người như vậy rất đáng để được khen ngợi và tin tưởng ngoài ra phong cách làm việc của người đó quả thật rất giống với vị hôn phu của cô ấy đây là lý do tại sao hoác giai minh đề nghị cô đến gặp hoác khải và đường trọng vi đã trực tiếp gọi điện đến mà không cần suy nghĩ. Đối với Hoác Khải, cô ấy có cảm giác thân thuộc và gần gũi hết sức tự nhiên, trong tiềm thức cô ấy luôn muốn được gần anh. Chỉ là đường trọng vi không biết chân tướng thật sự, nên luôn cảm thấy bản thân mình có chút không đứng đắn. Rõ ràng là cô ấy yêu vị hôn phu của mình nhiều như vậy, sao có thể nghĩ đến người đàn ông khác được. Tôi không thích uống rượu, chỉ muốn tìm anh nói chuyện cho khuây khỏa một chút không muốn thì đi mua sắm cũng được đường trọng vi nói đi mua sắm cũng được nhưng tôi có rất ít thời gian trống sợ không thể dành nhiều thời gian cho cô hoác khải nói không sao anh chỉ cần đồng ý là được tôi sẽ đặt vé ngay bây giờ muộn nhất là ngày mai tôi sẽ đến đường trọng vi nói hoác khải cũng không từ chối nữa mà nói lên máy bay thì gọi điện báo trước cho tôi tôi sẽ tới đón cô hai người thống nhất một khoảng thời gian ước chừng rồi cúp điện thoại vừa cúp điện thoại, tiếng của Phan Tư Mễ liền truyền đến từ phía sau, hay lắm, tình nhân nhỏ đến rồi. Nói chuyện vui vẻ như vậy sao, thế mà tôi còn tưởng rằng anh thật sự là một chính nhân quân tử. Hoác Khải bình tĩnh cất điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn cô ta nói, nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại là hành động rất bất lịch sự. Cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà vẫn chưa học được điều đó sao? Đừng có mà lên mặt với tôi, tôi nghe trộm lúc nào, là do anh nói chuyện điện thoại quá to, không đúng sao?" Phan Tư Mễ nói. Hoắc Khải không thèm dây dưa với cô ta ở đây, đứng dậy nói, "Cô cũng ăn xong rồi, vậy tôi về trước đây." "Anh có chắc là không muốn về nhà cùng tôi uống một tách trà không?" Phan Tư Mễ cười nói, "Trà phổ nhĩ mà tôi vừa mua có vị rất ngon, anh tới thử xem." "Uống không quen, tôi đi đây." Hoắc Khải nói, thẳng thừng rời đi. Phan Tư Mễ không đuổi theo cô ta chỉ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Hoắc Khải, thật lâu sau mới thở ra một hơi dài. Đừng nhìn thấy cô ta lúc nào cũng tỏ ra cười mở trước mặt Hoắc Khải mà lầm tưởng, thật ra trái tim cô ta lúc nào cũng đập loạn xả khi gặp anh. Hành vi của cô ta bây giờ hoàn toàn khác với nhận thức trước đây của cô ta, cô ta từng là một người phụ nữ vô cùng lạnh nhạt với đàn ông. Từng có rất nhiều người đến cầu hôn, nhưng rất ít người trong số đó có vinh dự được ăn tối cùng với cô ta nhưng bây giờ cô ta lại đang đe dọa và dụ dỗ một người đàn ông đi ăn cùng, còn ngỏ ý mời người ta đến nhà uống trà. Mời đến nhà uống trà có ý nghĩa gì? Phan Tư Mễ không phải trẻ con, tất nhiên là hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau đó. Chính cô ta cũng không biết bằng cách nào mà cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cô ta đương nhiên biết Hoác Khải là một người đàn ông đã có gia đình, vợ của anh còn chính là người bạn gái thân nhất của cô ta thời đại học. Về tình về lý, chuyện này là hoàn toàn sai trái nhưng cô ta không thể ngừng lại mỗi đêm khi ở một mình cô ta đều sẽ nghĩ đến người đàn ông này đặc biệt là khi tưởng tượng đến cảnh anh cùng ninh thần ở bên nhau cô ta lại cảm thấy hoảng sợ khi còn học đại học người bạn trai yêu dấu của cô ta đã yêu cơ hương ngưng sau khi tốt nghiệp đại học cô ta cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông vừa mắt nhưng đã là chồng của ninh thần tại sao những người mà cô ta thích luôn thuộc về những người khác xung quanh cô ta? Có phải là do bản thân cô ta quá suối quẩy hay không? Nét mặt của Phan Tư Mễ có vẻ hơi bối rối, bây giờ cô ta thậm chí còn không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cô nàng bác sĩ tâm lý xinh đẹp này đã chìm sâu vào màn sương mù của cuộc đời. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hoắc Khải gọi điện cho Ninh Thần, hỏi cô đã ăn cơm chưa? Ninh thần nói với anh rằng cô đang thảo luận thêm về các chi tiết trong kế hoạch hợp tác với bên phía đường sắt. Việc quảng bá trên đường sắt cao tốc này đã phần nào mang lại hiệu quả, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều việc trái với mong đợi. Người đi đoạn đường ngắn không mấy vui vẻ khi ăn trên xe, nên đối tượng khuyến mãi chính là hành khách đi đường dài. Tuy nhiên, vấn đề thật sự là hầu hết hành khách đi tàu đường dài đều đi cả một gia đình, họ sẽ tự mang theo đồ ăn hoặc lên toa ăn đặt suất ăn. Nói một cách đơn giản, nhận thức của các hành khách ngày nay đã ngày một tăng cao, họ cảm thấy rằng việc ăn uống trong một không gian kín là một hành vi rất bất lịch sự. Chính vì vậy, việc phổ biến rộng rãi thực phẩm giảm béo đã trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, tàu cao tốc cũng có toa ăn riêng, nhiều toa được ký hợp đồng. Người ta ký hợp đồng với xe tải thức ăn để kiếm tiền, có liên quan đến thu nhập của rất nhiều nhân viên. Hiển nhiên cô không thể bảo họ ngừng các hình thức cung cấp thức ăn khác chỉ để thúc đẩy thực phẩm giảm béo của công ty. Chương 387, cao thủ mười mấy năm trước. Ninh Thần đã đàm phán với bên kia một thời gian rồi, ý của bọn họ là hạ thấp giá cả của thực phẩm giảm cân, dùng giá cả đối lấy số lượng. Thế nhưng Ninh Thần không đồng ý, từ đầu đến cuối cô luôn ủng hộ quan điểm của Hoắc Khải, giá cả chưa bao giờ là nguyên nhân chủ yếu để quyết định lượng tiêu thụ nếu không thì hãng điện thoại nào đó sẽ chẳng đạt mức doanh thu cao nhất thế giới đúng lúc hoác khải gọi điện tới ninh thần định hỏi ý kiến của anh hoác khải ngẫm nghĩ rồi nói thực ra nguyên nhân chủ yếu nhất khiến người ta không mua đồ trên tàu là bởi vì nó giống với hàng vỉa hè khó giành được lòng tin của mọi người nhất là loại thức ăn như thực phẩm giảm cân nó liên quan đến sức khỏe của mọi người giá cả lại đắt hơn cơm hộp bình thường bởi vì nghi ngờ như thế nên mới có ít người mua Muốn giải quyết vấn đề này, cách đơn giản nhất là hình thành hiệu ứng thương hiệu, nói đơn giản hơn thì chính là quảng cáo. Trong mắt rất nhiều người, quảng cáo là một sự đầu tư vô dụng, chẳng thà dùng số tiền đó để sản xuất thêm nhiều sản phẩm hơn, hoặc là giảm lợi nhuận đi một chút. Nhưng Hoác Khải thì khác, anh đứng trên đỉnh núi quan sát sự đời, tất nhiên là anh hiểu rõ hiệu quả của quảng cáo, nó không phải là thứ hôm nay tung ra thì ngày mai sẽ có cả đống người đến mua phải để lại hình tượng đáng tin trong tiềm thức của mọi người, như vậy thì mọi người sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm ấy trong lúc mua những vật phẩm tương tự. Vậy nên quảng cáo là việc bắt buộc phải làm, hơn nữa còn phải quảng cáo lâu dài mới có thể sinh ra hiệu quả, nếu không vì sao những công ty hàng đầu thế giới lại bỏ ra tỷ mấy 2 tỷ một năm để quảng cáo trên khắp mọi mặt trận. Điều khác biệt duy nhất là sự nghiệp của Hoác Khải đang nằm ở giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển, nếu đổ quá nhiều tiền vào quảng cáo thì không thể chịu được sức ép tài chính. Đúng là quảng cáo có tác dụng, nhưng hiệu quả quá chậm, anh không thể chờ đợi được. Hoắc Khải ngẫm nghĩ thêm một lát rồi nói, trên tàu có những chiếc tivi nhỏ đăng tin truyền thông, giá cả quảng cáo không cao lắm. Chúng ta có thể đề nghị với bên đường sắt, lấy số vốn thấp nhất để quảng cáo thực phẩm giảm cân trên tivi. Đương nhiên, quảng cáo không nên quá phức tạp, cũng không thể quá máy móc, nhất định phải có sáng tạo đừng biến nó thành việc bán hàng qua TV, bởi vì như vậy sẽ tự hạ đẳng cấp. Những chuyện cụ thể thì bọn em nghiên cứu thêm xem sao. Ninh thần ưm một tiếng rồi nói, để em bàn với bọn họ trước, đến lúc đó sẽ thống nhất xem nên làm quảng cáo thế nào. Anh về trước đi, em đưa đường đường tới chỗ bố mẹ rồi, anh có thể về nghỉ ngơi trước một lát. Anh biết rồi. Sau khi tắt máy, Hoác Khải ngẫm nghĩ rồi không về thẳng nhà mà đi tới quán nét anh bật một chiếc máy tính để lên mạng, dùng một email mới lập để gửi mail tới một địa chỉ. Nội dung của email ấy trông thì có vẻ như rất bình thường, như một bản thảo tin tức, nhưng thực tế trong đó ẩn dấu mật mã bằng chữ, chỉ có người biết mật mã thì mới hiểu được nội dung thực sự của nó. Sau khi gửi mail đi, Hoác Khải ở đó thêm một lát nữa, xác định rằng không có ai chú ý tới mình thì mới tắt máy rời đi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khá âm u cách đó mấy ngàn cây số, một người đàn ông đang ngồi xổm trên ghế ăn mì tôm. Máy tính đột nhiên vang lên âm thanh có thông báo mới. Nhìn thấy email hiện lên ở bên dưới góc phải màn hình, anh ta hơi sững sốt. Sau đó, người đàn ông ấy lập tức hưng phấn đặt mì tôm lên bàn, chẳng hề để ý tới chuyện nước mì bắn ra vì động tác quá dồn dập của mình. Anh ta kích mở email, nhìn thấy một bản thảo tin tức. Đọc lướt qua nội dung một lượt, mấy phút sau anh ta đập bàn một cái rồi nhảy cẫng lên gieo hò, cuối cùng cũng đến lượt tôi làm việc cho anh rồi. Người này không có tên, hoặc có thể nói rằng anh ta không muốn bất cứ ai biết tên của mình, bởi vì anh ta không có công việc, hứng thú duy nhất là thăm dò các loại bí mật trong thế giới máy tính. Kể từ 15 năm trước, khi Hoác Khải vẫn còn là học sinh cấp 3, anh đã tiếp xúc với Internet rồi. Khi đó anh trẻ tuổi hăng hái, vô cùng tò mò về thế giới giả lập tươi mới ấy, vì thế anh đã bỏ thời gian và sức lực ra để học tập đủ mọi tri thức và kỹ xảo. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Khải trở thành một cao thủ máy tính cực kỳ tài giỏi. Trong một lần tình cờ, anh đã gặp được một cao thủ máy tính khác trong thế giới ảo, cả hai dốc hết sức lực để công phá máy tính của nhau. Cuối cùng, Hoắc Khải giỏi hơn một bậc, đánh bại được người đó. Người đó yêu cầu được so tài một lần nữa, nhưng Hoắc Khải không đồng ý, chỉ để lại một tin nhắn cho anh ta muốn khiêu chiến tôi một lần nữa thì phải làm một chuyện giúp tôi làm gì thì sau này tôi sẽ nói cho anh sau đó hầu như hoác khải không đăng nhập vào tài khoản của mình nữa mà mối liên hệ giữa anh và chuyên viên máy tính ấy cũng chỉ là một địa chỉ mail từ mười mấy năm trước mà thôi bây giờ đã bao năm trôi qua hoác khải gửi tin nhắn chủ yếu là để thăm dò xem người đó có còn tồn tại không điều đáng mừng là người ấy rất kiên nhẫn chờ mười mấy năm mà vẫn không chịu từ bỏ hơn nữa chỉ bởi vì một câu nói của Hoắc Khải, anh ta lập tức cam tâm tình nguyện làm việc, không có một ý kiến nào hết. Chỉ có thể nói rằng anh ta thực sự rất say mê máy tính, say mê đến mức không cần cố kỵ bất cứ một điều gì khác. Hoặc có thể nói rằng anh ta quá để bụng tới thất bại trong quá khứ, vậy nên mới khát khao được so tài với Hoắc Khải thêm một lần nữa. Lần này, anh ta nhất định phải chiến thắng. Chuyện mà Hoắc Khải bảo anh ta làm rất đơn giản đó là xâm nhập vào mạng lưới máy tính có quyền hạn tối cao trong nhà họ hoắc điều tra tất cả những email đã gửi đi trong một năm trước và năm nay đối với người bình thường rất có thể đây là một chuyện không tưởng một năm trước và một năm này thế có nghĩa là những email gửi đi trong hai năm thế này thì phải dò tìm thế nào không nói tới những email đã bị xóa chỉ tính riêng những mail mới gửi gần đây thôi muốn tìm ra được thì cũng phải vượt tường lửa của công ty ấy phải biết rằng một khi làm chuyện này thì cũng đồng nghĩa với việc phạm pháp xâm phạm lợi ích của công ty bị người ta tóm được thì chắc mầm là sẽ bị gán cho cái tội phá hoại an ninh mạng nhưng đối với người đàn ông suốt ngày chỉ biết ôm máy tính như một kẻ điên thế này bất cứ một tội danh gì cũng không thể ngăn cản quyết tâm so tài với hoác khải anh ta chưa trả lời email của hoác khải là bởi vì anh ta có thể nhìn ra được đó là tài khoản mới lập có thể chỉ mới được sử dụng để tránh bị người khác nghi ngờ mà thôi nếu vậy thì rất có thể lần sau sẽ không dùng tài khoản này nữa. Vậy nên anh ta không cần quan tâm tới chuyện phải trả lời Hoác Khải thế nào, mà chỉ lập tức đi xâm nhập vào mạng lưới có quyền hạn tối cao của nhà họ Hoác, xem rốt cuộc bọn họ đã sử dụng tài khoản của công ty email nào. Trước tiên là tìm ra công ty, sau đó sẽ xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của công ty để lấy trộm dữ liệu bí mật, sau đó loại trừ từng cái một. Chuyện này không hẳn là dễ dàng, cho dù anh ta có thể tùy tiện vượt tường lửa của bất cứ một công ty nào trên thế giới, thế nhưng vẫn sẽ rất tốn thời gian để tìm ra những email có tính hạn chế ấy. Thực ra Hoác Khải cũng có năng lực để làm chuyện này, nhưng anh không muốn đích thân ra tay. Hành động vứt bỏ đường trọng vi để cưới con gái nhà họ đinh của tên giả mạo khiến Hoác Khải càng thêm đề phòng. Anh cần ẩn nấp kỹ hơn nữa, nếu không cần thiết thì anh tuyệt đối sẽ không đích thân làm bất cứ chuyện gì để người ta có thể dễ dàng bắt thóp mình cũng như việc điều tra email này vậy, để chuyên viên máy tính mười mấy năm trước giúp đỡ là sự lựa chọn tốt nhất. Người đó không ở trong nước, cho dù điều tra ra thì cũng khó mà kết tội được. Huống chi Hoắc Khải cũng không dám chắc là có thể mời được người này. Dù sao cũng đã qua nhiều năm thế rồi, chỉ cần là người bình thường thì đều đã từ bỏ. Chuyện này có thành công hay không thì nó cũng không phải lựa chọn tối ưu của Hoắc Khải, anh chỉ cố gắng để sử dụng một số thủ đoạn kín đáo mà thôi thành công thì tốt mà không thành công thì cũng chẳng sao. Sau khi rời khỏi quán nét, Hoắc Khải tới thẳng nhà bố mẹ vợ. Bây giờ anh có thể coi là người được yêu thích nhất trong nhà họ Ninh. Từ lâu Ninh Quốc Năng đã không còn bày ra cái thái độ ác liệt như trước kia nữa. Lần nào nhìn thấy Hoắc Khải cũng vui vẻ ra mặt. Điều duy nhất khiến ông bố vợ này khó chịu là ông muốn vứt phát lại mặt mũi sau lần uống rượu thua Hoắc Khải, nhưng lần nào cũng bị Đặng Tuấn Mai ngăn cản. Cũng chẳng có nguyên nhân nào khác chỉ nói là ông đã lớn tuổi rồi mà còn so bị tiểu lượng với thanh niên thì khác nào tự rước nỗi bực dọc vào người. Ninh Quốc Năng không chịu thua cũng chẳng làm gì được, ai bảo ông sợ vợ cơ chứ. Còn Đặng Tuấn Mai thì đúng với câu nói kia, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng hài lòng. Những chuyện mà Hoác Khải làm gần đây khiến bà vô cùng vừa ý, chỉ muốn truyền hết tất cả tài sản cho anh để chứng tỏ sự quý mến của gia đình mình. Hoác Khải cảm nhận rất rõ những điều ấy, đồng thời cũng ngày một đồng lòng với gia đình này. chương 388, Trấn Hương nhà họ Lý Lợi nhuận có thể trả nhiều, nhưng quyền quản lý chúng ta phải tự nắm lấy. Nếu bọn họ muốn có được thì phải lấy lợi nhuận ra đổi, hai chọn một, hoặc Khải nói tiếp, bà cũng không cần phải lo họ sẽ lấy hết quyền quản lý đi, lấy đi càng nhiều thì lợi nhuận càng ít. Đối với chúng ta mà nói, cho dù là tiền hay là quyền thì nhiều thêm cái nào thì lãi lời cái đấy, lấy cái nào cũng như nhau cả thôi. Còn những người chi phụ kia thì quá tham lam, thứ vốn dĩ không thuộc về bọn họ, lại chỉ mong cầm được càng nhiều càng tốt. Dần ra, bọn họ tự đi tranh giành lợi nhuận và quyền lợi, cứ như vậy, lại có lợi cho việc phân hóa của bà. Giờ thì bà có còn cảm thấy việc chi phủ tham gia cùng là chuyện không tốt không? Bà cụ không nói gì, bà ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được người của chi phủ tham gia cùng càng nhiều thì càng có lợi cho chi chính. Tốt nhất là cả nhà họ Lý cũng tham dự vào. Đến lúc đó thì sẽ thật sự phải phân định lại thế cục của cả gia tộc rồi. Hoắc Khải cũng không nói nhiều nữa, bà cụ cũng không phải người không hiểu gì, có một số lời chỉ cần gợi ra đó là được. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi về nghỉ đây, trước mắt thì mới chỉ đưa ra được một phương án, còn hai phương án nữa chưa xong, Hoắc Khải nói. Đi đi, bà cụ phẩy tay, dường như vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa nãy. Trước khi Hoắc Khải rời đi, bà ta lại gọi với theo. Hai phương án còn lại cố gắng đưa ra sớm, nếu có người ngăn cản thì cứ đến tìm thẳng tôi. Câu nói này đồng nghĩa với việc cho Hoác Khải tấm bùa hộ thân. Cho dù bất kỳ người nào trong nhà họ lý muôn gây rắc rối cho anh, đều sẽ phải đối mặt trực tiếp với lửa giận của bà cụ. Hoác Khải mỉm cười, quay người rời đi. Bà cụ nhìn bóng lưng anh rời đi, khẽ lầm bầm một câu, hồ ly con. Hôm nay bà ta vốn định gian Hoác Khải mấy câu, ai mà ngờ sau khi anh đến rồi nói vài lời trái lại tự làm mình không thốt ra được câu trách cứ nào, ít nhiều gì cũng làm cho bà ta thầm cảm thấy khó chịu. Nhưng bà ta có thể làm gì được? Chỉ một phương án này thôi đã làm bà ta vui mừng không thôi, đằng sau còn tận hai cái nữa. Điều quan trọng nhất là, Hoác Khải có thể đưa ra phương án số một trong vòng một ngày đã chứng tỏ được năng lực của anh. Điều này chứng minh giá trị của anh đã vượt xa người khác cả ngàn dặm cho dù chỉ dựa vào năng lực kinh doanh này thôi thì bà cụ cũng không thể tỏ thái độ được với anh nữa nói ra thì tào hạc minh cũng khá là đáng thương có lẽ mới vài phút trước thôi bà cụ còn thật sự suy nghĩ về việc qua một khoảng thời gian sau sẽ cho lão ta quay trở lại dù sao thì tào hạc minh cũng rất khá trong phương diện chăm sóc người khác nhất là lão ta rất hiểu tâm tư của bà cụ làm việc cũng được như ý người già thường như vậy cho dù có minh mẫn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bất giác ỷ lại vào người bên cạnh, dùng quen rồi thì sẽ không muốn dễ dàng đổi nữa. Bây giờ Hoác Khải đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho bà cụ thấy, có những thói quen hoàn toàn có thể thay đổi được. Mấy ngày sau, Hoác Khải vẫn giống như trước, bận biểu cùng với 15 người trong phòng kế hoạch thảo luận sâu về phương hướng trong tương lai của nhà họ Lý. Mà cũng trong mấy ngày này, có không ít người của chi phụ đều âm thầm hoặc công khai tìm hoắc khải thông qua người của chi chính hỏi han thăm dò về việc hợp tác hoắc khải đã nói rõ trong cuộc họp chỉ dành cho mọi người thời gian 7 ngày 7 ngày sau sẽ không chấp nhận bất kỳ một đơn đề nghị gia nhập cổ phần nào nữa câu này không phải lời nói suông mà thực sự có tác dụng hơn nữa còn kiên quyết chấp hành nếu không chẳng giới hạn gì thì người ta sẽ trả coi anh ra gì đối với những lời thăm hỏi này Hoắc Khải không có gì để nói hết, chỉ bảo một câu, muốn hợp tác, xin hãy gửi đơn đề nghị chính thức. Bản mẫu đã được phát cho các nhóm trưởng nhóm nghiệp vụ của từng phòng ban. Có vài người của chi phụ rất khó chịu với thái độ của anh, cảm thấy một đứa con hoang cho dù có bà cụ chống lưng thì thái độ này của anh cũng kém quá mức. Bọn tôi đều là người nắm quyền lực thực sự đấy, chủ động giao thiệp với cậu đã là cho cậu thể diện lắm rồi, cậu còn diễu võ dương ngoài cái khi gì. Hoắc Khải không thèm để ý mấy người này, thích đến thì đến không thì thôi. Rất nhiều người của chi phụ đều âm thầm thăm dò tin tức từ 15 người kia, muốn làm rõ xem cái gọi là hạng mục kia có phải thật hay không. Được sự cho phép của Hoắc Khải, 15 người này không từ chối ai, ai muốn hỏi thì họ sẽ trả lời, bất kể việc lớn nhỏ đều đáp rất rõ ràng. Bọn họ nói càng rõ ràng thì càng làm cho mấy người chi phụ bồn chồn trong lòng. Sao càng nghe càng cảm giác giống thật thế nhỉ? Đến ngày thứ sáu, cuối cùng cũng có người không kìm nổi mà chủ động nộp đơn đề nghị. Có nhà thứ nhất thì ắt có nhà thứ hai, sau đó là nhà thứ ba, nhà thứ tư. Đến trước ngày thứ bảy, chi phủ có tổng cộng 12 nhóm dự án nộp xong đơn đề nghị, tuy rằng trong thế lực của cả chi phủ thì chưa chiếm đến 20%, nhưng như vậy cũng đã là không ít rồi. Những người trong chi phủ, mà đứng đầu là Lý Chính Thủy, đều nghiến răng nghiến lợi đối với những kẻ phản bội này đã nói là cùng nhau đối phó, mấy người lại muốn làm kẻ ngốc, đây là hành vi bất nhân bất nghĩa. Điều quan trọng nhất là trong 12 nhóm dự án này có không ít dự án quan trọng, lợi nhuận đều xếp hạng trên trung bình. Cái tốt nhất không đến, cái kém nhất không đủ tư cách đến, nhưng lực lượng xương sống luôn là mục tiêu quan trọng. Cho dù có là người của chi phủ thì cũng không mong những người này rời đi quá nhiều. 12 nhóm dự án, nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng không ít đối với bà cụ và Lý Thắng Bân mà nói thì đây đã là chuyện đáng mừng lắm rồi, nhưng đối với Hoác Khải thì đây lại đại diện cho sự ngu dốt của nhà họ Lý. Thảo nào gia tộc này lại suy yếu, cơ hội tuyệt vời đang bày ra trước mắt, nhưng vì tranh chấp trong gia tộc mà lại không muốn nhập hội thì đừng trách người ta không đem mấy người theo cùng. Không có sự chống đỡ vững chắc của chi phụ, chỉ dựa vào thực lực của chi chính thì chỉ có thể nói là miễn cưỡng vừa đủ. Với sự tham gia của chính Hoác Khải, cả ba phương án đã được đưa ra trong vòng 6 ngày. Bà cụ không lập tức sắp xếp người đi làm, mà tìm Hoắc Khải thương lượng ngay trong đêm, mong anh có thể trở thành người phụ trách của dự án, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ cho anh rất nhiều lợi ích. Nào là khoản tiền thưởng lớn hàng năm, nào là không còn ép buộc anh phải cưới ai, vi vi. Nhưng đối với Hoắc Khải mà nói thì phần thưởng này có cũng được mà không cũng chẳng sao, thậm chí nói khó nghe một chút thì những thứ này vốn đã là của anh. Anh muốn cưới ai, bà cụ đây kiểm soát được chắc. Đem cái này ra làm phần thường, chỉ có thể nói người nhà họ Lý quả thật đang đi quá xa trên con đường tự hào mù quáng, đã đến mức không biết mình tên họ gì luôn rồi. Hoắc Khải đương nhiên từ chối yêu cầu của bà cụ, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu bà cụ đưa ra kết quả điều tra được trong những ngày này. Đã 7 ngày rồi, anh đã hoàn thành lời hứa của mình, bà cụ cũng nên thực hiện hứa hẹn của mình mới đúng điều làm Hoác Khải thất vọng là không biết do bà của cố ý cao su hay là năng lực chấp hành của người nhà họ Lý quả thực vô cùng kém, đã 7 ngày rồi mà cũng chỉ vừa mới sắp xếp được tư liệu cũ, vừa mới bước đầu thuận theo tin tức trước kia mà điều tra tiếp. Đến nay bọn họ mới chỉ điều tra ra hành trình của vài người, đến quan hệ giữa các cá nhân và giao dịch qua tài khoản còn chưa kịp làm. Vất vả nhiều ngày như thế mà chỉ đổi lại được mấy tin tức vô dụng. Hoác Khải cũng không nói nhiều, thu dọn đồ đạc rồi quay phát đi luôn. Đợi bà cụ hoàn hồn lại thì Hoác Khải đã lên máy bay rồi. Chuyện này làm bà cụ tức gần chết, dậm gậy xuống đất mấy cái, mắng anh không biết điều. Nói thì nói vậy, hôm đó bà cụ đến công ty mở cuộc họp về dự án mới, còn cố tình nhắc đến Hoác Khải. Giám đốc lý của phòng kế hoạch có chút việc nên tạm thời rời đi một khoảng thời gian, theo ý kiến của giám đốc lý thì dự án mới sẽ do phòng kế hoạch chịu trách nhiệm triển khai tổng thể tất cả các nhóm dự án và phòng ban liên quan phải dốc toàn lực để hợp tác. Nếu ai dám gây trở ngại thì đừng trách tôi trở mặt, bà cụ lạnh lùng nói. Nói đến đây, ai cũng có thể thấy bà cụ đang quyết tâm dùng ba dự án này để vực dậy nhà họ Lý. Lý Chính thủy và những người khác đương nhiên ngoài miệng thì đồng ý, nhưng xét từ biểu hiện của họ thì rõ ràng là không hề coi trọng nó. Ngay cả khi không gây trở ngại công khai, nhưng chi chính đây muốn dùng người của bọn tôi để làm việc, vậy thì xin lỗi, nên trì hoãn như thế nào thì vẫn phải trì hoãn thôi. Còn về việc bà cụ chờ mặt, chẳng ai coi chuyện đó ra gì. Chờ mặt thì đã làm sao? Bà sa thải lý chính thì tôi thì vẫn còn lý tinh thanh, lý tinh thanh bị đuổi thì còn có những lý gì gì khác. Người chi phụ chúng tôi đông đúc hơn chi chính nhiều. Bà cụ cũng nhìn thấy điều này, nhưng bà ta không hề hoang mang, vì trước khi hoác khải rời đi đã nói với bà ta rồi. Ba dự án này nếu muốn triển khai thì không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nếu đã nói là bà tự mình nắm giữ, thế thì đừng cứ luôn nghĩ xem muốn ai giúp. Tự mình làm được thì hãy tự mình làm, đây mới là cách làm đúng đắn. Hoặc Khải cũng giúp bà ta sắp xếp một loạt các phương pháp, có thể dựa vào sức mạnh hiện có để thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo nhất có thể. Tất nhiên, dựa trên năng lực cá nhân thì kết quả lý thuyết chắc chắn không tốt bằng thực tế. Nhưng chỉ cần không xảy ra sai sót gì lớn thì ít nhất cũng có thể thấy được 70% thành tích trở lên. Chương 389, lời xin lỗi của hai bố con. 70% của 100 triệu chính là 70 triệu, ba dự án cũng chính là lợi nhuận hơn 200 triệu tệ. Nếu tính cả nhà họ Lý thì lợi nhuận 200 triệu nghe có vẻ không nhiều, dù sao thì ở thời kỳ đỉnh cao của bọn họ, lợi nhuận một năm phải hơn tỷ tệ. Nhưng phải biết rằng người tham gia ba dự án này cũng chỉ có chi chính và 12 nhóm dự án của chi phụ, tổng thể lực lượng cũng không đến một phần ba cả nhà họ lý. Một phần ba lực lượng đổi lại lợi nhuận bằng một phần năm thời kỳ đỉnh cao là rất đáng kinh ngạc. Mục tiêu này làm mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, tất cả đều sắn tay áo lên, muốn làm ra một kết quả đáng kể. Nhất là 15 người của bộ phận kế hoạch, khi mới nghe nói việc hoác khải rời đi, bọn họ còn khá hoang mang. Đừng thấy bình thường họ bận đến tối tăm mặt mũi, đến khi thật sự phải rời xa Hoắc Khải, bọn họ đều không biết mình nên làm gì. Bây giờ bà cụ cho bọn họ quyền lực vô cùng to lớn, có thể dẫn đầu cả dự án tiếp tục tiến về phía trước. Với tư cách là người ra kế hoạch, bọn họ biết rõ từng chi tiết trong phương án, nếu lúc thi hành xảy ra sai sót ở chỗ nào cũng có thể kịp thời thay đổi. Nếu thật sự có thể làm được ba dự án này, thì chỉ cần nghĩ thôi cũng biết địa vị của bọn họ ở nhà họ Lý sau này sẽ thế nào. Cho nên 15 người này có thể nói là phấn khởi nhất trong số tất cả mọi người. Không chỉ là vì cuộc sống tươi đẹp sau này, mà còn là vì để không phụ sự chỉ dạy của Hoắc Khải. Trước khi giám đốc quay lại, họ nhất định phải tạo ra được kết quả tốt đẹp, không thể làm mất mặt giám đốc. Một đám người nhà họ Lý tất bật lo chuyện dự án, chuyện này Hoắc Khải không rõ lắm, cũng chẳng có lòng đi quan tâm trên đường về, anh nhận được cuộc gọi của Vương Vũ Hành. Chuyện bên Giang Trí Hạo đã được giải quyết tốt đẹp. Cổ phiếu rất giá trong gần một tuần khiến nền tảng gia đình của Sử Vĩnh Ba gần như sụp đổ. Vương Vũ Hành ngày nào cũng gọi điện, lúc đầu Sử Vĩnh Ba rất mất kiên nhẫn, hoặc là bắt máy rồi cúp máy, hoặc là căn bản không thèm bắt máy. Công ty của mình xảy ra chuyện lớn như vậy đã đủ phiền lòng rồi, làm gì còn có tâm trạng quan tâm đến chuyện ồn ào của phụ huynh đứa trẻ nghèo khó. Cho đến ngày thứ bảy, Vương Vũ Hành một lần nữa nói với hắn qua điện thoại, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới. Làm nhiều chuyện xấu rồi sẽ bị báo ứng thôi. Sử Vĩnh Ba đột nhiên hiểu ra, hắn bất xác hỏi, việc cổ phiếu rất giá có liên quan đến mấy người. Vương Vũ Hành cũng không nói thẳng tuột với hắn, cậu ta chỉ cười và bảo, chúng tôi nào dám thao túng thị trường chứng khoán, nhưng chủ tịch sử làm người xấu như vậy thì trở thành mục tiêu bị người ta công kích là chuyện bình thường. Sao nào? hay trước tiên bồi thường cái đã chúng ta viết một bức thư xin thông cảm có lẽ người ta lại tha thứ cho anh đấy vương vũ hành cũng không phải kẻ ngốc cho dù là sử vĩnh ba vô ý nói ra hay là cố ý gài lời thì cậu ta cũng không thể nói ra sự thật thao túng thị trường cổ phiếu là tội phạm kinh tế phải ngồi tù đấy mà sử vĩnh ba cũng không ngốc hắn nghe ra được trong câu nói của đối phương có hàm ý khác lúc đó cũng không do dự được nhiều lập tức đích thân đi tìm đám người vương vũ hành những ngày này hắn đã dùng hết những mối quan hệ mà mình có thể dùng rồi nhưng vẫn luôn không thể tìm ra người dở trò hắn chỉ nghe được một điều từ những ông chủ lớn đã nhiều năm thăng trầm trên thị trường tư cấp việc cổ phiếu của công ty hắn rất giá hơi giống cách làm của một đội nhóm vài năm trước đội nhóm đó bị người ta gọi là địa phủ ra tay vô cùng tàn nhẫn một khi đã muốn xử anh thì hoàn toàn không để lại bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào đến không bóng người đi không lưu vết cho đến tận bây giờ vẫn không có ai biết thành viên của đội nhóm này có những ai. Bọn họ quả có vài lần bị người ta lần ra được nơi hoạt động, nhưng mấy người này đều ác thật sự, theo lời của người từng giao chiến với họ thì đối phương giống như một hòn núi lớn vậy, tặng anh một bạt tai thì có bao nhiêu kỹ xảo cũng vô dụng. Một cái bạt tai và anh ngất đi được, anh có biết 36 phép thần thông biết hóa cũng coi như bỏ. Căn cứ vào miêu tả về dáng người và tướng mạo lúc gặp Giang Trí Hảo, trong lòng sử vĩnh ba run lên người đàn ông giống như ngọn núi không phải chính là nói anh ta hay sao? Còn về mấy người đứng cười hề hề bên cạnh, không phải là mặt lạnh lùng thì cũng là cậy móng tay, trông đều rất lạ mặt, nhưng lại không hề có chút tôn trọng và sợ hãi chủ tịch một tập đoàn vừa mới niêm yết, không phải chứng tỏ bọn họ rất tự tin hay sao? Sử Vĩnh Ba lại một lần nữa hỏi liệu chuyện cổ phiếu công ty rất giá có liên quan gì đến bọn họ hay không? Vương Vũ Hành nói thẳng, hôm nay gặp anh chỉ có một chuyện thôi, Hai bố con anh xin lỗi, đền tiền, sau đó cuốn xéo. Nếu chuyện anh muốn nói, muốn làm không liên quan đến việc này thì giờ có thể xéo được rồi. Đừng nói những công ty nhỏ vừa niêm yết tại các thị trường mới nổi như của Sở Vĩnh Ba, thậm chí đến cả những công ty lớn có tài sản hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ trên sàn SCI, Vương Vũ Hành cũng không hề e ngại. Từ ngày đầu tiên mới vào nghề, cậu ta đã đi theo một nhân vật thần tiên như Hoắc Khải, tầm nhìn cao xa đáng sợ. Một công ty nhỏ với tổng tài sản chỉ mấy tỷ có đáng là gì? Vương Vũ Hành cũng không muốn đẩy đến đường cùng, nếu không cậu ta không thiếu cách khiến Sử Vĩnh Ba phá sản hoàn toàn chứ không chỉ dở trò vặt với hắn trên thị trường chứng khoán. Trong lòng Sử Vĩnh Ba tự hiểu rõ, nhưng hắn không tài nào hiểu được một tên bán món kho làm sao có thể quen biết được với nhân vật như vậy. Mấy người này chính là nhóm địa phủ trong truyền thuyết đây sao? Nếu đúng là vậy thì bản thân quả thật không đắc tội nổi nhưng cho dù không phải là thật đi trang nữa thì hình như hắn cũng không dây được cổ phiếu mấy ngày hôm nay đã rất giá đến mức khiến hắn phải nôn ra hết tất cả lợi nhuận trước đó tại cuộc họp cổ đông khẩn cấp các cổ đông cũng đang đập bàn mắng hắn rốt cuộc đang làm cho khi gì đắc tội phải ai mà biến thị trường thành ra như vậy sử vĩnh ba có khó mà không thể nói làm sao hắn biết mình đã xúc phạm vị đại thần nào khiến bản thân sắp phải nhảy lầu đến nơi mà kết quả đến cái bóng cũng không mò được điều quan trọng nhất bây giờ là ổn định xu hướng giảm, nếu không, e rằng thật sự sẽ có nhà đầu tư tìm đến gõ cửa kề dao vào cổ hắn mất. Giờ đây, những lời chửi rủa tràn lan trên mạng khiến Sử Vĩnh Ba phải chịu áp lực rất lớn. Ủy ban điều tiết chứng khoán cũng cách vài ba ngày lại đến để hỏi liệu công ty có bất kỳ vấn đề lớn nào không tiết lộ hay không. Nếu không, làm sao cổ phiếu lại có thể giảm một cách khó hiểu như vậy? Các bộ phận khác nhau như Ủy ban điều tiết chứng khoán, Ủy ban quản lý ngân hàng quốc gia, tất cả đều sẽ đến và điều tra công ty của Sử Vĩnh Ba để xem liệu công ty này có vấn đề gì lớn hay không. Thực ra các ông chủ công ty sợ hãi những người như Vương Vũ Hành không phải vì cổ phiếu rất giá. Cổ phiếu dù có rất giá đến đâu thì đối với những ông chủ đó đều có cũng được mà không cũng chẳng sao, vì bình thường họ sẽ không dễ gì mà bán cổ phiếu. Thậm chí cổ phiếu trong tay nhiều người chỉ có quyền chia cổ tức chứ không có quyền rút tiền mặt. Thế nhưng một khi rớt giá mạnh thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Mỗi một công ty đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn đều sẽ có vài thủ đoạn không thể công khai được. Nói trắng ra là họ không chịu nổi việc điều tra, chỉ cần điều tra kỹ một chút là chắc chắn ai ai cũng có vấn đề lớn. Cho nên thứ các ông chủ thật sự sợ là cổ phiếu liên tiếp rớt giá sẽ dẫn đến sự điều tra sau đó. Bọn họ hận Vương Vũ Hành, cũng sợ Vương Vũ Hành. Đến mấy ông chủ lớn có tài sản lên đến cả chục, cả trăm tỷ còn như vậy, huống chi là sử vĩnh ba. Không nói đến cái khác, chỉ riêng lợi nhuận thu được từ thao túng thị trường của người dưới chương hắn cũng đủ để lên phường uống nước chè rồi. Vương Vũ Hành không nói thẳng, nhưng thái độ của bọn họ rất rõ ràng. Sử vĩnh ba không dám mạo hiểm, cũng không làm nổi. Cho dù sự tồn tại của những người trước mặt đây có vượt qua sức tưởng tượng, cho dù số tiền bỏ ra có thể sẽ bị phí phạm do nghĩ nhiều, nhưng hắn cũng bắt buộc phải bỏ ra sắp bị dìm chết đến nơi rồi, cho dù chỉ là một cọng cỏ trôi giạt trên sông thôi cũng phải nghĩ cách mà nắm lấy. Cho nên Sử Vĩnh Ba nhanh chóng gọi con trai đến, cùng đi xin lỗi Linh Linh và Giang Trí Hảo, hơn nữa còn làm theo những gì mà trước đó Vương Vũ Hành nói, đưa ra tổng số tiền bồi thường là 4 triệu tệ. Số tiền này còn được chuyển qua bằng một số thủ đoạn nhỏ. Bây giờ Sử Vĩnh Ba đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu để người khác biết được hắn vô duyên vô cớ cho người khác 4 triệu tệ, thật không biết sẽ ra sao. Nên xin lỗi đã xin lỗi rồi, nên bồi thường đã bồi thường rồi, chắc là hết chuyện rồi chứ, sử vĩnh ba thăm dò. Sao lại hết chuyện rồi? Con gái nuôi của tôi bây giờ chỉ cần nhìn thấy con trai anh là buồn nôn, mau chóng chuyển học cho cậu ta đi. Đúng rồi, đừng có đi học ở thành phố nhỏ như thế này, chỗ bé tí như vậy chẳng biết ngày nào lại đụng mặt nhau. Cho cậu ta đi du học tốt biết bao, đợi việc này xong, chúng tôi hóa vàng, nói không chừng anh cũng không sao rồi, Vương Vũ Hành nói. Còn muốn mấy ngày nữa, Sử Vĩnh Ba tức ói máu. Mình sắp bị bức chết đến nơi rồi, mấy người không định chừa cho người khác con đường sống sao. Vương Vũ Hành cười lạnh, lấy ra bản công hàm luật sự, nói, lúc mấy người đưa ra cái của nợ này chắc cũng không nghĩ sẽ chừa cho chúng tôi con đường sống đâu nhỉ. Sử Vĩnh Ba nhìn thấy công hàm luật sư đó thì ngậm miệng không nói được gì nữa. Hắn hối hận vô cùng, xoay người lại cho con trai mình một bạt tai, cái thằng danh con này. Audio điện tử võ tấn bền. chương 390, về nhà. Sau khi đánh con trai xong, sử vĩnh ba cũng không nói nữa mà quay đầu đi luôn. Hắn biết nhóm người vương vũ hành tuyệt đối sẽ không nói thật. Bất kể là chuyện giá cổ phiếu tụt thảm có liên quan đến mấy người này hay không thì ít nhất là hắn hỏi không ra. Đã vậy thì còn ở lại làm gì? Đưa tiền, xin lỗi, đánh cả con trai rồi còn lại cũng chỉ đành nghe theo số phận thôi. Nếu không, cổ phiếu cứ tụt dốc như vậy thì hắn sẽ chết mất. Cũng may Vương Vũ Hành mặc dù không có được sự quyết đoán của Hoắc Khải nhưng lại có sự lạnh lùng tàn khốc hơn cả Hoắc Khải. Thế nhưng cậu ta không phải là người không biết phân biệt phải trái, thích chèn ép người ta đến bước đường cùng. Tạo nên sự tổn thất đến mấy trăm triệu cho Sử Vĩnh Ba cũng coi như đòi lại công bằng cho hai bố con nhà Giang Chí Hạo rồi, huống hồ lại còn được đền bù 4 triệu nữa, không thiệt chút nào đến Linh Linh còn nói là bỏ qua chuyện này đi, dù sao thì con trai nhà người ta cũng bị ép ra ngoài du học rồi. Còn có đi du học thật không thì không biết, nhưng ít nhất có thể đảm bảo Linh Linh sẽ không phải chạm mặt với cái thằng đó trong một thời gian nữa. Vì vậy mà Vương Vũ Hành cũng không tiếp tục bỏ đá xuống giếng nữa, nếu không xử Vĩnh Ba sẽ phải trừng mắt nhìn giá cổ phiếu tụt dốc thêm mấy ngày mất. Sau khi làm xong việc, Vương Vũ Hành đã gọi cho Hoác Khải để báo cáo luôn cậu ta biết Hoắc Khải rất quan tâm đến hai bố con nhà Giang Trí Hạo, nếu không anh đã chẳng chạy ngay đến khi nghe tin Linh Linh gặp chuyện rồi. Phải biết là trong ba năm nay, đến cả cậu ta người học trò duy nhất của Hoắc Khải mà còn không được đãi ngộ như vậy. Cách làm của Vương Vũ Hành được Hoắc Khải công nhận. Làm gì cũng nên chưa lấy một đường lui, không phải vì ngày sau còn gặp mà là vì hắn không xứng tranh đua với anh. Anh không khen ngợi Vương Vũ Hành vì chuyện nhỏ thế này không tính là gì. Hoắc Khải chỉ nói bản thân dạo này sẽ khá bận nên không rảnh lắm, Vương Vũ Hành cứ làm gì thì làm. Nếu không có chuyện quan trọng thì không cần liên lạc nhiều. Nhóm Vương Vũ Hành là một trong những con át chủ bài của Hoắc Khải, nếu không cần liên lạc thì sẽ không liên lạc luôn, tránh để người khác nhận ra. Hoắc Khải đến sân bay, ngồi mấy tiếng trên máy bay rồi trở về trước cửa nhà. Vừa vào nhà, anh đã thấy Ninh Thần đang chỉ huy mọi người khiêng đồ đạc. Thấy Hoắc Khải trở về, ninh thần vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay anh và nói sao anh về nhanh thế chuyện nhà xong cả rồi sao một tuần không gặp ninh thần nhớ chồng vô cùng nhưng cô không phải là người thích kéo chân đàn ông nếu hoác khải phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp thì ninh thần thà để anh chọn sự nghiệp không phải vì sự nghiệp đi lên thì cô sẽ được hưởng thụ mà là cô biết xã hội này ép đàn ông phải có sự nghiệp của bản thân sự mạnh yếu của sự nghiệp thậm chí ở một góc độ nào đó quyết định độ mạnh của lòng tự tôn. Và lại, nhà họ Lý là gốc rễ của anh, quan trọng hơn cô nhiều lắm. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của mình cô, trên thực tế thì cả nhà nhà họ Lý cộng lại cũng chẳng quan trọng bằng một cọng tóc của ninh thần. Ít nhất với Hoác Khải là vậy. Đường đường cũng chạy qua ôm lấy đùi Hoác Khải và nói, bố, bố có đem quà cho con không? Hoác Khải rút ra một hộp quà tặng đồng hồ cho trẻ em mà anh mua ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay, dĩ nhiên là có rồi. Đây là đồng hồ cho các bạn nhỏ này. Con đeo vào thì sẽ không lo lạc bố mẹ nữa. Wow, con thích lắm, đường đường vui vẻ ôm bố nói. Con bé còn nhỏ, anh mua đồng hồ làm gì chứ, ninh thần nói. Bây giờ bọn trẻ hay đeo cái này, người khác có, con gái anh cũng phải có chứ, hoác khải trả lời. Anh cứ chiều thì con sẽ hư đấy, ninh thần nói thì nói vậy nhưng nụ cười trên mặt cô lại thể hiện rõ niềm vui vì chồng yêu thương con. Nhìn những nhân viên đang chuyển đồ, Hoắc Khải hỏi, sao tự nhiên lại chuyển đồ ra ngoài vậy em? Bên công ty sửa nhà nói nhà đã được trang hoàng xong, có thể chuyển vào. Em nghĩ anh chưa về mà đã chuyển vào thì không hay lắm. Nhưng có thể nhấn lúc anh chưa về để thu dọn một vài đồ vật cũ không cần đến. Nơi này cũ rồi nên nhiều đồ bỏ đi và mấy cái nồi niêu xong chảo cũ nữa. Cái nào bán được thì bán hết đi để còn mua mới, Ninh Thần đáp. Xem ra cô đang rất mong đợi căn nhà mới này xã hội này làm gì có ai thích ở nhà cũ đâu có người phụ nữ nào mà không thích ở nhà mới cao to đẹp đẽ chứ huống hồ đây còn là ngôi nhà mới đầu tiên của ninh thần sao hôm nay không sợ phí tiền nữa hả Hoắc khải trêu cô bỏ cũ làm mới mà không thể vào nhà mới với đống đồ cũ được không may mắn đâu anh với cả chúng ta có đổi mãi đâu thỉnh thoảng xa xỉ chút cũng được chứ sao ninh thần đáp quan niệm về sự lãng phí của cô đã dần dần thay đổi so với trước, khi mà thu nhập của cô được tăng lên. Ít nhất là so với năm ngoài, nếu như chuyển sang nhà mới thì ninh thần cũng sẽ không nỡ ném đi mấy thứ đồ kia đâu. Các đồ vật có thể sử dụng, cảm giác có thể dùng được, nhìn như là dùng được thì cô đều giữ lại. Hoác Khải không phản đối việc tiết kiệm, cũng rất tán đồng với quan niệm của cô. Không xa xỉ, không lãng phí, nhưng cũng không vì tiết kiệm mà món gì cũng không nỡ mua. Mục đích kiếm tiền là để tiêu tiền chứ không phải để gửi tiết kiệm ngân hàng. Hiện giờ có rất nhiều người đều hiểu nhầm mục đích kiếm tiền, cứ cho rằng nên giữ tiền để phòng ngừa chuyện gấp. Thật ra bọn họ đã quên mất lúc kiếm tiền không phải để cho những việc gấp mà là để bản thân mua được những món đồ tốt hơn. Mặc dù có thể khiến gia đình có chút tích góp, nhưng nếu nhìn từ căn bản thì có hơi đầu đuôi lẫn lộn. Lãng phí thì sao, chỉ cần thoải mái và tiêu đúng lúc thì chẳng có gì sai lúc Ninh Thần đang chỉ huy nhân viên của công ty dọn nhà thì Hoác Khải đã chốt luôn ngày mai sẽ dọn nhà, đỡ cho càng kéo dài thì Ninh Thần càng lo. Thanh lý đồ cũ không phải chỉ cần 2-3 tiếng là xong, có rất nhiều đồ vật cần phải phân loại chỉnh lý, xem có cần hay không, có tặng hay là ném đi. Chút chuyện nhỏ này Ninh Thần tự làm là được, thấy Hoác Khải rảnh rỗi đứng đó thì cô nói, nếu không có việc gì làm thì anh qua chỗ tư mễ đi. Cậu ấy bảo anh chưa lấy báo cáo tâm lý nữa kìa. Nói đến Phan Tư Mễ, đã lâu lắm rồi Hoắc Khải chưa gặp người phụ nữ này. Từ lúc Phan Tư Mễ nói lời mập mờ lần trước, Hoắc Khải đã tránh xa cô ta rồi. Nói từ góc độ hiện thực thì Phan Tư Mễ là một người rất có sức quyến rũ. Nếu là người khác thì chắc đã rơi vào lưới tình của cô ta từ lâu rồi. Nhưng Hoắc Khải thì khác, anh đã chết một lần nên đã có nhiều kiến giải với về cuộc đời. Những dục vọng bình thường đã không dễ dàng làm anh dao động nữa vì mục tiêu của anh là nhà họ Hoác, là nơi có tài sản đã gần đạt đến ngàn tỷ. Có một thứ to lớn như vậy đè lên thì có ai có thể đi nghĩ đến những chuyện khác được chứ? Cho nên hành động của Phan Tư Mễ chỉ như lấy cành che đánh vào nước thôi. Ninh thần không hề cảm giác được những chuyện này. Phan Tư Mễ trong lòng cô chỉ là một bạn học cũ, và giờ là bác sĩ tâm lý của chồng cô, vậy thôi. Nếu cô mà biết Phan Tư Mễ đã từng làm gì thì e là nhân sinh quan của cô sẽ sụp đổ mất. Bởi vì trong ấn tượng của cô, Phan Tư Mễ là người có tính cách kiêu kỳ tự cao, sẽ không dễ dàng thích ai đó, chứ đừng nói là đi quyến rũ ai. Nhưng bây giờ Phan Tư Mễ lại có ý với chồng cô. Hoắc Khải cũng không định nói chuyện đó cho cô biết, chủ yếu là nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Phan Tư Mễ. Nếu nói thật thì Ninh Thần sẽ khó chịu, mà thế thì việc gì phải nói ra. Cho nên Hoắc Khải bèn đáp, cũng không vội mà, lát nữa anh đến công ty nhà họ Cơ đã cơ hương ngưng gọi sắp cháy máy anh rồi. Phương án thay đổi của nhà họ cơ đã chính thức được áp dụng, cơ hương ngưng đã làm theo ý kiến của Hoác Khải, dùng công ty làm điều kiện để lôi kéo được rất nhiều thành viên cốt cán. Đám người đó và cơ xuyên hải đã nắm quyền kiểm soát công ty. Nói là để cho gia tộc quản nhưng thực chất một phần quyền quản lý cũng có tên cơ hương ngưng. Đám người này không ngốc, đương nhiên hiểu nếu như bản thân động vào công ty chi nhánh thì cũng chưa chắc đã làm công ty có nhiều lợi nhuận hơn trước chương 391, nhà họ cơ thay đổi. Bọn họ muốn kiếm lời chứ không muốn chịu khổ. Cơ hương ngưng cũng vui vẻ nghe theo. Cô ấy vốn đã chuẩn bị tặng cả công ty chi nhánh và bắt đầu lại từ đầu rồi. Bây giờ cô ấy có được quyền quản lý một phần cũng coi như chuyện vui ngoài ý muốn. Quan trọng nhất là, cơ xuyên hải cùng đám người nhà chính đã dụ dỗ, dỗ được có lợi ích rất lớn với mục tiêu cuối cùng của cô ấy. Có nhánh phụ, có dòng chính, Cộng lại vào thì cô ấy cũng có quyền lên tiếng rất lớn đấy. Người nhánh phụ thậm chí còn từng ám thị rằng vị trí trong hội đồng quản trị sẽ được trao cho cô ấy vào ngày cô ấy thăng cấp lên hàng ngũ thứ nhất. Người nhánh phụ đồng ý nhường lại vị trí này vì rất nhiều nguyên do. Một là vị trí thêm vào này vốn đã do Cơ Hương Ngưng cướp về từ chỗ dòng chính. Hai là Cơ Hương Ngưng có năng lực mạnh hơn nhiều so với những người khác cùng tuổi quan trọng nhất là người nhánh phụ biết đến sự tồn tại của hoắc khải và càng biết rằng người thanh niên này có mối quan hệ với mạng lưới của giáo sư triệu vĩnh an thậm chí ở một góc độ nào đó đây còn là người thừa ghế của triệu vĩnh an người như vậy đến dòng chính còn không dám động vào thì nói gì đến nhánh phụ hoắc khải và cơ hương ngưng có mối quan hệ tốt như thế thì bọn họ cũng vui vẻ mà nhường để đổi lấy sự giúp đỡ của hoắc khải nhất là khi biết việc cơ hương ngưng không hề kháng cự mà nhường lại công ty chi nhánh là ý kiến của Hoắc Khải thì họ lại càng đồng ý. Người nhánh phụ cũng đâu có ngu, bọn họ có thể thấy được lợi ích từ trong mối quan hệ giữa cơ hương ngưng với những người dòng chính. Tóm lại thì cơ hương ngưng còn ở nhà họ cơ ngày nào thì bọn họ sẽ tốt lên ngày đó. Những áp lực ngày xưa giờ đã không còn, đổi lại là một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Trong một tuần Hoắc Khải làm việc ở nhà họ Lý, Hôm nào Cơ Hương Ngưng cũng gọi một cuộc điện thoại dục anh về giúp đỡ. Bây giờ ngoài việc quản lý công ty chi nhánh ra thì mấy người dòng chính còn hợp nhau lại đẩy một công ty khác cho cô ấy, mong cô ấy có thể đem lại thật nhiều lợi ích. Cơ Hương Ngưng đã quen với việc kinh doanh, nhưng một công ty mới với nhiều nghiệp vụ mới mẻ và mối quan hệ với nhân viên còn xa lạ, cùng sự vắng mặt của Hoắc Khải khiến cô ấy không tự tin cho lắm. Ở điểm này, cô ấy không giống với Ninh Thần năng lực của ninh thần có thể không bằng cơ hương ngưng nhưng lại rất hiếu học, cũng rất mong có thể giúp đỡ được hoác khải và độc lập hoàn thành mọi việc. Cô không muốn làm một kẻ phiền toái, cũng không muốn liên lụy hoác khải, chỉ muốn biến bản thân trở thành một chỗ dựa vững chắc trong con đường tiến lên của chồng. Mà cơ hương ngưng tuy là mạnh hơn ninh thần đấy nhưng lại quá ỷ lại vào hoác khải. Cô ấy có thể cảm nhận được một ngày không gặp hoác khải thì trong lòng mình sẽ hoảng hốt biết rõ là không nên ỉ lại nhưng cô ấy lại không chịu được. Con người là vậy đấy, một khi đã nghiện rồi thì sẽ khó mà thoát được. Với thỉnh cầu của cơ hương ngưng, Hoác Khải cũng không thấy phản cảm. Anh vốn dĩ đã mong cơ hương ngưng nắm quyền quản lý nhà họ cơ rồi. Vì vậy mà cơ hương ngưng phát triển càng nhanh, địa vị tại nhà họ cơ càng cao thì càng có lợi cho anh. Hoác Khải lái xe đến công ty chi nhánh nhà họ cơ mặc dù cơ hương ngưng quản lý hai công ty nhưng vẫn làm việc ở đây. Cô ấy vẫn là tổng giám đốc trên danh nghĩa, chỉ là thêm chữ kiêm vào chức vụ mà thôi. Nhân viên công ty chi nhánh nhà họ cơ cũng không thay đổi nhiều, nhất là với những nhân viên tầng lớp thấp thì vẫn là những người cũ. Chỉ có quản lý cấp cao thì mới bị thay đổi không ít. Cũng may cơ xuyên hải có một bộ phận quyền quản lý công ty chi nhánh. Có ông ta nói giúp nên cũng giữ lại được nhiều nhân viên lão thành. Nếu không cứ để dòng chính làm loạn, thay đổi hết các quản lý cấp cao thì sẽ không thể tiến hành một số nghiệp vụ được. Trên đường đi, những người gặp Hoắc Khải đều vô cùng khách sáo chào anh và chủ động hỏi chuyện. Dù Hoắc Khải có rời đi lâu như thế nhưng cũng không có ai dám khinh thường anh mà lại càng ngày càng hiểu về anh, từ đó mà phát ra sự tôn kính từ nội tâm. Chẳng trách trợ lý Lý còn trẻ thế mà đã làm được trợ lý tổng giám đốc, hóa ra là vì có năng lực thật. Chưa nói đến cái khác. Chỉ nguyên mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu Vĩnh An cũng đủ để khiến người ta ngưỡng mộ rồi. Hoắc Khải vẫn luôn ghi nhớ câu, người có thể nâng thuyền lên thì cũng có thể dìm thuyền xuống. Anh vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc với nhân viên quản lý cấp cao, nhưng lại rất hiền hòa với nhân viên cấp thấp. Chỉ khi đứng ở vị trí cao thì anh mới hiểu được, công ty có thể tiến bộ chưa chắc là nhờ vào phương án và chiến lược mà là nhờ vào nhân viên. Nhân viên chăm chỉ cần cù, công ty tiến bộ sẽ nhanh. Nhân viên chây lười ỉ lại, có đưa 100 cái phương án thì cũng công cốc. Hơn nữa, một nhân viên cấp cao mà đi chèn ép nhân viên cấp dưới thì có gì vui? Cũng chẳng phải cùng một tầng lớp, nói nhiều chỉ tự hạ thấp thân phận. Hoắc Khải cũng thân thiện đáp lại bọn họ rồi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Bất kể là lúc nào, dù anh có bao nhiêu thủ đoạn thì trước khi vào phòng người khác, Hoắc Khải sẽ luôn gõ cửa. Nhất là với cơ Hương Ngưng, trong mắt Hoắc Khải cô gái này chỉ là một công cụ. Nói dễ nghe thì có thể coi là bạn hợp tác. Nếu là hợp tác thì đương nhiên phải tôn trọng đối phương. Phòng làm việc truyền ra âm thanh mệt mỏi của cơ hương ngưng, vào đi. Quản lý sự vụ của hai công ty chi nhánh, dòng chính cùng nhánh phụ đều mong cơ hương ngưng có thể có thêm thư ký hay trợ lý gì đó, nhưng cơ hương ngưng đều từ chối. Cơ hương ngưng nói là, trừ hoắc khải ra thì không ai có tư cách làm trợ lý của cô ấy hết. Ai cũng ngu ngốc thì đến làm cái gì? Cho nên tính đến giờ thì dù có bận rộn thế nào, Cơ Hương Ngưng cũng sẽ không tuyển thêm trợ lý. Thậm chí vì chuyện này mà mọi người trong công ty đồn ầm lên rằng tổng giám đốc và trợ lý Lý có gì đó mập mờ, Cơ Hương Ngưng sợ anh ghen cho nên mới không tuyển thêm. Có người nói, thế tuyển trợ lý nữ thì sao nào? Có người lại đáp, anh bị ngu hả, tuyển trợ lý nam thì trợ lý Lý ghen, thế tuyển trợ lý nữ thì tổng giám đốc không ghen chắc? Một núi sao có thể có hai vua? Cũng chẳng biết bắt nguồn từ ai mà những tin tức này đã truyền đi thành đủ thể loại. Gì mà cho hóc khải tiền, mua nhà mua xe làm quà, nói như thật. Cơ hương ngưng cũng không phải không biết, có những lúc cô còn chính tay nghe thấy mấy lời bàn tán của bọn họ mà. Cô ấy chưa từng giải thích mấy cái tin đồn này, không phải vì không muốn, mà một là vì đã là tin đồn rồi thì quan tâm làm gì, hai là vì có những lúc cô ấy cảm thấy hơi mất mát người đẩy Lý Phong ngã xuống đất là cô ấy, nhưng cô ấy không dám chịu trách nhiệm mà lại đổ hết cho Ninh Thần. Vì tình bản, cũng vì cân nhắc những phương diện khác, Ninh Thần dũng cảm gánh vác mọi chuyện, lấy Lý Phong, dùng hạnh phúc cả đời để nắm giữ người đàn ông này. Lúc mà tất cả đều không hiểu vì sao Ninh Thần lại đi lấy một người đàn ông không quyền không thế, Ninh Thần chỉ giải thích một câu rằng, chính vì anh ấy thích đọc sách, thích học hành nên tôi mới lấy anh ấy. Người như anh ấy sớm muộn cũng sẽ có thành tích thôi nhiều năm trôi qua câu nói này đã trở thành một loại lý do cho ninh thần có nhiều lúc đến cơ hương ngưng còn không chịu nổi khi nghe những lời trách móc kia cô ấy đứng bên ngoài còn chịu không nổi thì ninh thần là người trong cuộc sẽ thế nào chẳng biết cơ hương ngưng đã thấy có lỗi với ninh thần biết bao nhiêu lần nhưng cô ấy lại không biết làm thế nào để bù đắp chỉ có thể chăm sóc ninh thần hơn trong cuộc sống thường ngày mà hiện giờ hoác khải đã trở nên phi thường người nhà họ lý cũng đã tìm đến khiến cơ hương ngưng vô thức nghĩ đến một vấn đề. Nếu năm đó người Lý Phong cưới không phải ninh thần mà là bản thân cô thì mọi chuyện sẽ thế nào? Ý nghĩ này làm cô ấy càng cảm thấy mất mát hơn. Phòng làm việc mở ra, cơ hương ngưng ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy Hoắc Khải, ánh mắt cô ấy lộ ra sự vui mừng từ bản năng. Anh về khi nào vậy? Cơ hương ngưng vui vẻ hỏi. Tôi vừa xuống máy bay không lâu, Hoắc Khải đáp, cô cứ gọi liên tục như thúc giục vậy, Tôi mà không về thì bị cô gọi đến cháy máy mất thôi." Nghe Hoắc Khải nói vậy, sắc mặt Cơ Hương Ngưng bỗng đỏ ửng hết lên. Chương 392, lợi ích. Thật ra, Hoắc Khải có quay lại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Cơ Hương Ngưng. Cho dù bây giờ cô không chắc chắn về những quyết sách chung nhưng vẫn có đủ năng lực để vận hành công ty một cách bình thường. Gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, chủ yếu là do cô cảm thấy nhớ người đàn ông này cho dù biết điều này là không đúng không nên nhưng vẫn cứ nhớ thì phải làm sao đây bây giờ hoác khải trở về thật rồi cô lại không biết nên nói gì vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này trong lòng cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều trông cô cứ kỳ lạ sao ấy hoác khải hỏi hoác khải có thể nhận ra được sự bất thường trên khuôn mặt cơ hương ngưng giống như cô ấy có chút ngượng ngùng nhưng anh không biết người con gái này ngượng cái gì lẽ nào cô ấy có người yêu rồi có lẽ đây chính là khuyết điểm của phái mạnh, cho dù thông minh cỡ nào, hiểu lòng người đến đâu nhưng lại vô cùng đầu đất trên phương diện tình cảm. Đương nhiên, quan trọng là do Hoác Khải chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có gì đó với cơ hương ngưng, anh không nghĩ theo chiều hướng này nên chẳng thể có những suy đoán linh tinh được. Không có gì, cơ hương ngưng vội vã phủ nhận, sau đó hít nhanh mấy hơi, à thì, gọi anh về chủ yếu là muốn bàn bạc một chút về hướng phát triển trong tương lai bây giờ bên dòng chính đã giao cho tôi một công ty hoàn toàn mới, giữ lại một số quyền quản lý trước đó. Tôi muốn hỏi anh xem có nên tiếp nhận sự sắp xếp này không, hay là... Đương nhiên nhận rồi, mỡ dâng đến miệng rồi sao không ăn chứ, hoắc khải cười nói, những chuyện khác đến đâu hay đến đó. Bọn họ để cô quản lý một chi nhánh mới chắc là muốn thu nhiều lợi hơn. Nếu đã vậy, cô cứ thuận theo bọn họ. Cô nhớ kỹ, có lẽ quyền lực chỉ nằm trong tay một người nào đó nhưng lòng người thì chưa chắc chỉ cần cô cầm thành tích đập vào mặt họ đương nhiên có người tình nguyện đi theo cô càng nhiều người theo sau này trở ngại của cô càng ít quyền lên tiếng trong gia tộc sẽ càng cao hơn tại sao nhiều tướng quân công cao lấn chủ trong thời cổ đại bị chém đầu chẳng phải do bọn họ không có quyền lực như vua nhưng lại có nhiều người phục tùng nghe lời sao nghe anh nói vậy cơ hương ngưng cũng thầm đồng ý vốn cô ấy cũng nghĩ như thế nên khi nghe hoác khải nói vậy trong lòng lại càng chắc chắn hơn tôi sẽ cố gắng có điều nhận một chi nhánh công ty mới cần phải tốn nhiều thời gian để lo liệu mọi chuyện tôi muốn đưa anh lên vị trí phó tổng giám đốc anh cảm thấy thế nào cơ hương ngưng nói thật lòng mà nói người khác sẽ cảm thấy rất kỳ cục khi nghe cuộc nói chuyện như này nhất là những người không quen biết bọn họ tổng giám đốc lại hỏi ý kiến trợ lý tôi muốn đề bạt anh anh đồng ý không hơn nữa còn thuộc kiểu trương cầu ý kiến kèm thêm chút mong đợi. Hoắc Khải cười nói, đương nhiên được rồi, phó tổng giám đốc nghe sang chảnh hơn trợ lý tổng giám đốc nhiều. Nghe anh nói vậy, cơ hương ngưng thờ phào nhẹ nhõm. Cô không sợ Hoắc Khải đồng ý mà chỉ sợ anh từ chối. Nhỡ người đàn ông này chạy mất, cô đào đâu ra người thay thế chứ? Được, vậy tôi sẽ gửi đơn đề bạt lên cấp trên, tháng sau anh có thể được tăng lương. Tôi đã nói với chú Tư rồi, lương tháng của anh sẽ bằng tôi, cơ hương ngưng nói. Bây giờ, tiền lương một tháng của Hoác Khải vào khoảng 20.000 tệ. Còn cơ hương ngưng đã được tăng lên hàng thừa kế thứ ba, quản lý hai chi nhánh công ty, dựa theo chế độ của nhà họ cơ, cô ấy có thể nhận được tiền lương cao gấp đôi. Cho dù chỉ lấy một phần thì lương tháng của cơ hương ngưng cũng phải mấy trăm ngàn tệ. Đương nhiên, số tiền lương 1-2 triệu một năm đối với người thuộc hàng thừa kế thứ ba cũng chẳng đáng là gì, chủ yếu phải xem tiền hoa hồng cuối năm của công ty là bao nhiêu. Xét theo lợi nhuận mà công ty con do cơ hương ngưng phụ trách, cuối năm nay, tiền hoa hồng mà cô ấy nhận được có thể lên tới con số chục triệu, tiền lương quả thực rất nhiều. Nếu như lương phó tổng giám đốc của Hoác Khải cao ngang ngửa tổng giám đốc, vậy thì số tiền lương anh nhận được phải gấp 6, 7 lần. Tại sao cơ hương ngưng lại không khó chịu trong lòng? Chủ yếu là do cô ấy không biết làm cách nào mới giữ được chân người đàn ông này dường như trong mắt anh nhà họ cơ chẳng đáng là gì có cũng được không có cũng chẳng sao anh hoàn toàn có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay và chơi đùa bất cứ lúc nào anh còn dám nói sẽ đưa một người con gái thuộc dòng nhánh như cô lên chức chủ tịch của nhà họ cơ đâu thể chỉ dùng một hai triệu để giữ chân người dám nói ra những lời này chứ vậy nhưng cơ hương ngưng cũng chẳng còn cách nào khác cô chỉ có thể làm được những điều này dốc toàn bộ khả năng đem lại càng nhiều sự tự do và lợi ích cho anh thì càng tốt người khác đi làm, 9 giờ có mặt, 5 giờ về, riêng mình hoác khải thì có thể mất tâm cả một ngày. Thậm chí những cuộc họp lớn nhỏ trong công ty cũng chẳng thấy được mặt anh. Mặc dù trên danh nghĩa anh là trợ lý của cơ hương ngưng nhưng thực chất toàn một mình cô ấy xử lý mọi việc. Nếu không cũng sẽ chẳng có nhiều người đồn thổi hoác khải có mối quan hệ mở ám với cơ hương ngưng đến vậy. Tiền lương sao cũng được, quan trọng nhất là tôi có thể giúp được cô, hoác khải cười nói dựa vào bối cảnh hiện giờ của mình, anh hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến chỗ tiền lương ít ỏi này. Nghe thấy vậy, trong lòng cơ hương ngưng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Những gì cô làm được đều đã làm cả rồi. Mặc dù nhà họ cơ vẫn luôn muốn nịnh nọt người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An nhưng bọn họ lại không muốn dâng quá nhiều lợi ích cho anh. Để cho một người nhận chức phó tổng giám đốc hưởng mức lương ngang hàng với tổng giám đốc đã là rộng rãi lắm rồi. Cô cũng biết, Bây giờ sự nghiệp của Hoắc Khải đang phát triển rất tốt, công ty Hy vọng mới cũng ngày càng nổi tiếng hơn, gần đây có rất nhiều công ty, tập đoàn dò hỏi nhà họ Cơ về công ty của anh, đồng thời hỏi xem có thể móc nối liên lạc giúp được không. Bọn họ biết rất rõ quan hệ giữa Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần vậy nên mới muốn đi cửa sau. Cơ Hương Ngưng không từ chối giúp đỡ đám người này, cô đã giới thiệu những công ty tốt cho Ninh Thần hết rồi điều khiến cô không vui là bây giờ ninh thần đã có thể tự bay được rồi nên không còn nghe lời cô như trước nữa rất nhiều người được cô giới thiệu tới đều bị ninh thần từ chối lý do chỉ đơn giản vì lĩnh vực kinh doanh của hai bên không phù hợp công ty hy vọng mới cũng sẽ không vì lợi nhuận cao mà mạo hiểm lấn sân sang những lĩnh vực khác xét về lý cách làm này của ninh thần là đúng sự nổi tiếng của công ty hy vọng mới vốn nhờ vào hoạt động toàn dân giảm cân ban đầu sau đó các món ăn giảm cân, dụng cụ thể dục. Đều là những hướng phát triển mở rộng từ việc giảm cân. Theo Hoác Khải nói, việc kinh doanh giống như chiếc compa, một chân phải đứng chắc ở trung tâm, chân còn lại có vẽ ra vòng tròn to cỡ nào cũng phải lấy trung tâm kia làm trọng điểm. Nếu như cả hai chân compa đều di chuyển, vậy thì coi như bỏ cả trang giấy, cuối cùng chẳng vẽ ra được hình thu gì. Ninh thần đồng ý với lối suy nghĩ logic này, cũng có thể nói, bất kể hoắc khải nói gì cô đều tin vậy nên hiện giờ những người mà ninh thần có thể hợp tác đều là những công ty có liên quan tới ngành nghề mình đang phát triển những người không liên quan có dâng một đống lợi ích tới cũng bỏ đi ninh thần cũng từng suy nghĩ đến việc cơ hương ngưng có vì chuyện này mà cảm thấy buồn hay không nhưng cô sẽ không để suy nghĩ này ảnh hưởng đến nguyên tắc của bản thân phải biết trân trọng tình cảm với bạn học cũ cũng cần biết ơn những gì người ta đã từng giúp đỡ cô nhưng chồng mình cũng khó khăn lắm mới gây dựng được sự nghiệp, cô không thể vì tình cảm cá nhân mà đâm đầu vào chỗ khó được. Nếu không, sao cô có thể xứng đáng được với những vất vả Hoắc Khải đã bỏ ra chứ? Sự thay đổi của Ninh Thần khiến Cơ Hương ngưng nghĩ đến chuyện nếu như năm xưa cô ấy gả cho Hoắc Khải thì bây giờ sẽ là nhân tố quan trọng như nào. Ngay cả một người như Ninh Thần cũng trở nên mạnh mẽ, thậm chí là lý trí, thông minh hơn vì người đàn ông này, vậy Cơ Hương ngưng sẽ ra sao? liệu có sống tốt hơn bây giờ không? Có nhiều khi con người là thế đấy, lúc cho thì không thèm, mất rồi lại nghĩ tới, thứ mình không có được mới là tốt nhất. Vẻ mặt kỳ quặc của cơ hương ngưng khiến Hoắc Khải cảm thấy khó hiểu, buộc phải lên tiếng hỏi cô sao thế? Lại ngẩn người ra nghĩ gì vậy? À à, không có gì, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ tới chi nhánh công ty nước ngoài mà anh từng nhắc tới, không biết bao giờ mới có thể thu được kết quả. Hoắc Khải phá lên cười, không phải vội, chi nhánh công ty ở nước ngoài thuộc vào loại cần đầu tư dài hạn, thả lưới lâu câu cá lớn. Bây giờ cứ xây dựng nền móng chắc chắn trước đã, kiểu gì sau này cũng có lúc dùng tới, thị trường trong nước còn chưa khai thác hết, cô nghĩ đến nước ngoài làm gì. Cũng đúng, cơ hương ngưng gật đầu đồng ý, anh quay về vạch cho tôi một bản kế hoạch phát triển, sau đó hai chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng xem nên triển khai như nào. Nếu như làm tốt, chưa biết chừng năm sau tôi có thể nhảy lên hàng thừa kế thứ hai rồi chương 393, bệnh đã ăn sâu vào xương tùy. Nhà họ cơ không phải dạng gia tộc to lớn gì nhưng muốn tăng lên đến hàng thừa kế thứ hai cũng không phải dễ dàng. Thông thường, hàng thừa kế thứ ba có được thành tích nhất định thì sẽ được thăng lên, vậy nhưng mỗi năm chỉ có hai suất cho dòng nhánh thăng lên hàng thừa kế thứ hai còn dòng chính có 8 suất. Còn về hàng thừa kế thứ nhất, có thể nói dòng nhánh chẳng được suất nào, cho dù vào một ngày đẹp trời được thăng lên hàng thứ nhất, cuối cùng cũng vì đủ các loại lý do mà bị đá xuống. Tóm lại, dành xuất cho bạn nhưng bản thân lại không có bản lĩnh tranh lấy thì chẳng trách được ai. Theo tình hình hiện giờ, chẳng được mấy ai trong dòng nhánh có thể tranh xuất hàng thừa kế thứ hai với cơ hương ngưng. Chẳng nói gì nhiều, chỉ mỗi việc cô ấy có thể lôi kéo được mấy vị nguyên lão của dòng chính, đám người thuộc dòng nhánh đã phải nể mặt nhiều rồi hàng thừa kế thứ hai chắc chắn không thành vấn đề nhưng mục tiêu chủ yếu không phải thăng hạng mà là dốc hết sức trên chân được vào hội đồng quản trị. Hoác Khải nói, cô nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải là làm con cháu xuất sắc nhất của gia tộc mà phải làm chủ tịch của gia tộc. Muốn làm được chủ tịch, bước quan trọng nhất là bước chân vào được hội đồng quản trị. E rằng không dễ dàng, cơ hương ngưng lắc đầu, mặc dù nói là để chống một chỗ trong hội đồng quản trị cho tôi nhưng mỗi một vị trí trong đó đều móc nối với rất nhiều lợi ích tôi còn quá trẻ, trình độ và kinh nghiệm đều không đủ, muốn chen chân vào được hội đồng quản trị e là không dễ. Trình độ và kinh nghiệm chỉ là cái vỏ ngoài thôi, người tài mới là cốt lõi. Nếu quy tắc do người định ra vậy thì nên do người sử dụng, không liều một phen sao ta biết được kết quả như nào, hoặc khải đáp. Cơ hương ngưng nhìn anh, đột nhiên hỏi, đợi tôi lên chức chủ tịch rồi, có phải anh sẽ rời đi không? Sao phải hỏi chuyện này? Thế giới rộng lớn vậy, tôi có đi thì cũng đi được đến đâu, Hoắc Khải cười đáp. Không có gì, tôi hỏi bừa vậy thôi, cơ hương ngưng lắc đầu. Cô ấy không tiếp tục nói chuyện này nữa, vội đổi chủ đề, đúng rồi, về nhà họ lý rồi, anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy trả ra làm sao, một gia tộc suy tàn, chẳng có gì đáng nói, Hoắc Khải đáp. Nghe thấy vậy, trong lòng cơ hương ngưng càng nặng chiếu. Mặc dù nhà họ Lý suy yếu nhưng có yếu cỡ nào cũng vẫn tốt hơn nhà họ cơ nhiều lần anh chẳng để nhà họ lý vào mắt thì nói gì đến nhà họ cơ nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi làm bản kế hoạch rồi đưa cô xem hoác khải nói được anh đi đi cơ hương ngưng gật đầu hoác khải cũng không dây dưa thêm nhanh chóng quay người rời khỏi phòng làm việc phòng làm việc chống trải chỉ còn lại mình cơ hương ngưng lúc hoác khải chưa tới cô cảm thấy phòng làm việc rất trống trải bây giờ hoác khải đến rồi đi cảm giác này trong cô lại càng thêm mãnh liệt hơn có những khoảnh khắc cô thực sự muốn chạy ra ngoài gọi hoác khải lại, nói với anh rằng anh đừng đi, cho dù anh ở bên cạnh cô thêm một phút thôi cũng được. Cô vẫn luôn có một câu nói vùi sâu trong lòng. Nếu như tôi lên làm chủ tịch còn anh rời đi, vậy tôi thà không làm còn hơn. Câu nói này rất giống lời tỏ tình nhưng lại khiến người ta cảm thấy chua xót. Nhưng cơ hương ngưng không làm như thế. Bởi vì cô vẫn luôn nhớ, chính tay cô trao người đàn ông này cho ninh thần cô trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình, cũng từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình. Hơn nữa bản thân cơ hương ngưng cũng rõ, trạng thái tâm lý hiện giờ của mình chỉ đơn giản là ghen tị, đố kỵ mà thôi. Cô ghen tị vì ninh thần có được hạnh phúc, đố kỵ vì ninh thần có được người chồng tốt, tất cả mọi thứ đều là do lòng đố kỵ mà ra. Con người luôn tham lam quá mức vậy đấy. Cả ngày trời, hoắc Khải làm việc tại công ty con của nhà họ cơ. Với năng lực của anh, mồi làm phương án phát triển mới cho cơ hương ngưng đúng là dễ như viết bài văn của học sinh tiểu học. Cơ hương ngưng cần thời gian để xem xét, hiểu rõ nội dung của phương án mới. Vậy nên hai người không bàn bạc gì nhiều, sau khi tan làm, ai về nhà nấy. Vừa ra khỏi công ty, Hoác Khải nhận được cuộc điện thoại. Điện thoại của Phan Tư Mễ, cô bác sĩ tâm lý xinh đẹp này vừa gọi tới đã tức giận bừng bừng nói một câu, về rồi cũng không tới tìm tôi, có phải anh quên tôi rồi không? Giọng nói như người vợ bị chồng hờ hững của cô ta khiến Hoắc Khải có chút phản cảm. Anh không thích phụ nữ quá chủ động, nhất là Phan Tư Mỹ có quen biết với Ninh Thần và Cơ Hương Ngưng, về tình về lý cô ta không nên làm như vậy. Quan trọng hơn cả, Phan Tư Mỹ từng gài bẫy anh, còn Hoắc Khải là người rất ghét bị kẻ khác lợi dụng chiếm lời. "Có chuyện gì không?" Hoắc Khải hỏi. "Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho anh sao?" Phan Tư Mễ đáp. "Nếu không có việc, tôi cúp máy đây." đang rất bận hoác khải nói bớt lừa người khác đi sao tôi chẳng thấy anh bận bịu gì quả nhiên chẳng tin được miệng lưỡi đàn ông hoác tư mễ nói sao cô biết tôi bận hay không hoác khải có chút bực mình không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây tôi thực sự rất bận này dù sao tôi cũng là bác sĩ tâm lý của anh lẽ nào đây là thái độ dành cho ân nhân cứu mạng mình sao phan tư mễ học tâm lý đương nhiên nghe ra hoác khải nói cúp máy không phải để dọa người Cô ta không lôi thôi vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề, tôi đang ngồi trong chiếc xe ở bên kia đường. Anh đi theo tôi về phòng khám để lấy báo cáo hay để tôi tự mình cầm nó tới nhà đưa cho anh. Hoác Khải quay đầu, nhìn sang bên kia đường qua cửa sổ xe, thấy ngay Phan Tư Mễ đang thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy với anh. Sao người phụ nữ này lại chạy tới đây? Hoác Khải không biết nói gì, nhưng người đến rồi cũng chẳng thể bơ đi được. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu như muốn đe dọa tôi thì cô đừng lãng phí thời gian nữa. Nói gì thế, đang yên đang lành sao tôi phải đe dọa anh? Chỉ là lâu rồi không gặp nên tôi muốn ăn một bữa tử tế với anh thôi. Yên tâm đi, tôi không cho anh uống thuốc độc đâu, Phan Tư Mễ đáp. Tôi không rảnh, Hoắc Khải dứt khoát từ chối. Lần này, Phan Tư Mễ có chút nổi nóng, dù sao cô ta cũng là nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp, có hàng dài người theo đuổi sao trong mắt hoác khải cô ta còn chẳng bằng cọng rau nát thế dâng đến miệng rồi còn không chịu há mồm có khó nuột đến thế không người phụ nữ càng xinh đẹp lại càng muốn có được sự chú ý của người khác nếu như không quan tâm đến cô ta vậy thì những người xấu người nghèo sẽ bị cô ta coi thường nói bạn cố tình giả vờ giả vịt nhưng nếu là người đàn ông có tài không để ý đến mình cô ta sẽ cảm thấy sức hấp dẫn của bản thân bị sỉ nhục nhất định phải dùng mọi cách có thể để tiếp cận, thu hút sự chú ý của bạn. Kể cả chẳng xảy ra chuyện gì sau đó nhưng chỉ cần bạn rung động thì cô ta sẽ thắng. Nói vậy, đây cũng giống như một cuộc thi, thi xem người nào rung động trước. Với tình hình hiện giờ, Phan Tư Mễ là người động lòng trước còn hoác khải lại cứng như cục đá, chẳng hề rung động chút nào. Vậy nên Phan Tư Mễ càng muốn thắng hơn. Bất kể thế nào, cô ta muốn chứng minh bản thân không phải kẻ thua cuộc. Bao nhiêu năm trôi qua, mãi cô ta mới chịu chấp nhận chuyện năm xưa mình thua cơ hương ngưng. Bởi vì cơ hương ngưng đẹp hơn cô ta, đằng sau còn có nhà họ cơ, tốt hơn cô ta gấp nhiều lần. Trong cùng một hoàn cảnh, cánh mày dâu chú ý đến cô ấy hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ninh thần có gì so được với cô ta? Cho dù là sắc đẹp, cơ thể, học vấn, năng lực cá nhân, cô ta chắc chắn đẻ bẹp ninh thần. Đến ninh thần cũng có được trái tim của người đàn ông này, sao bản thân mình lại không thể chứ? Xét trên góc độ này, Phan Tư Mễ và Cơ Hương Ngưng đều giống nhau, bọn họ đều đố kỵ, nóng lòng. Lòng đố kỵ khiến con người ta thay đổi, khiến con người ta trở nên hung hăng, khó gần, cảm xúc hỗn loạn. Phan Tư Mễ đã mắc bệnh rồi, hơn nữa bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, vô phương cứu chữa. Thậm chí trong khoảng thời gian hoác khải không ở đây, bởi vì một thời gian dài không gặp được anh nên Bệnh tình của cô ta càng thêm nghiêm trọng. Cô ta chẳng để ý gì nhiều được nữa, mọi suy nghĩ đều chỉ tập trung vào chuyện dùng mọi cách để thắng ván này. Hoắc Khải đâu biết, bản thân càng từ chối, Hoắc Tư Mễ càng hăng máu hơn. Sau khi bị anh từ chối không thương tiếc, Phan Tư Mễ lập tức bước xuống xe, đi giày cao gót, chạy tới trước cửa xe của Hoắc Khải. Hoắc Khải kéo cửa xe xuống, hỏi cô lại muốn làm gì nữa? Phan Tư Mễ nổi giận đùng đùng, anh đừng quá đáng quá. Hoắc Khải chẳng hiểu chuyện gì, cái gì mà quá đáng quá. Người muốn mời tôi ăn cơm xếp hàng dài ba cây số cũng chưa chắc đã hết. Bây giờ tôi chủ động mời anh, anh lại hết lần này đến lần khác từ chối tôi. Anh có phải đàn ông không đấy, còn chẳng dám ăn một bữa cơm với phụ nữ. Chẳng phải anh sợ ninh thần nghĩ nhiều sao. Được, nếu anh không đi ăn với tôi, tôi sẽ đi tìm ninh thần, nói với cô ấy rằng mình muốn cướp người đàn ông của cô ấy, Phan Tư Mễ đe dọa. Chương 394, bị nhìn thấy rồi. Hoắc Khải nhìn cô ta, không biết nói gì hơn ngoài câu, cô điên rồi sao? Tốn thời gian quan tâm xem tôi liệu có điên hay không, chi bằng bỏ thời gian đó đi ăn với tôi, hoặc là cùng tôi vui vẻ, Phan Tư Mễ nói. Hoắc Khải có thể nhìn ra người phụ nữ này đã phát điên rồi, nếu bây giờ không đáp ứng yêu cầu của cô ta, sợ rằng cô ta thật sự sẽ đến tìm Ninh Thần gây rối. Dù anh không nghĩ rằng sự gây rối của Phan Tư Mễ có thể gây ra ảnh hưởng gì lớn đến gia đình nhỏ của anh, nhưng Hoắc Khải cũng không muốn ngay khi hai vợ chồng sắp dọn đến nhà mới và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc thì lại bị người phụ nữ điên này đến làm phiền. Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Hoắc Khải hỏi. Phan Tư Mễ nhận thấy Hoắc Khải vẫn còn tỏ ra e ngại trước chuyện đó, điều này cho cô ta biết lời đe dọa của cô ta đã có hiệu quả từ góc độ này cũng có thể coi như là cô ta đã giành được một chiến thắng nho nhỏ. Chiến thắng nhỏ này khiến khóe miệng của Phan Tư Mễ hơi cong lên, sau đó cô ta lại híp mắt bật cười lớn. Tiếng cười của cô ta có chút điên cuồng, khiến cho Hoác Khải cảm thấy vô cùng không ưa, nếu cô còn cười nữa thì tôi sẽ rời đi trước. Đừng vội như vậy chứ, Phan Tư Mễ chậm rãi ngưng cười, nói cuối cùng tôi cũng có cảm giác lấn lướt được anh, anh không thể để cho tôi vui vẻ một lúc hay sao đương nhiên có thể cô cứ việc tìm một chỗ không người rồi ngồi đó một mình vui vẻ cười vài ngày hoác khải nói tôi còn có việc phải làm tôi đi trước đây nhìn thấy hoác khải thật sự muốn đi phan tư mễ vội vàng tựa vào xe không gian trong xe chật hẹp tư thế của cô ta khiến khoảng cách giữa hai người trở nên cực kỳ gần gũi mùi thơm xông vào mũi khiến cho hoác khải nhíu mày không phải là anh người không nổi cái mùi này mà là vì anh sợ bản thân mình bị ám mùi có thể sẽ làm ninh thần khó chịu. Làm ơn ra ngoài, Hoác Khải nói, nói thế nào đi nữa thì cô cũng là một bác sĩ tâm lý. Cô nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi, có coi được hay không? Tôi còn cần anh quản hay sao? Phan Tư Mễ hừ một tiếng rồi nói, anh cũng không phải là người đàn ông của tôi, sao lại quan tâm nhiều chuyện như vậy? Dù sao hôm nay tôi cũng phải ép buộc anh cho bằng được, dù anh có bao nhiêu chuyện cần làm thì cũng phải cùng tôi đi ăn cơm tôi muốn đi ăn thịt nướng ở cách lâm cắt từ lâu rồi. Muốn ăn thì cô cứ đi ăn, không có ai ngăn cản cô, Hoác Khải tức giận nói. Anh không sợ người khác cứng rắn gây khó dễ cho mình, bởi vì cho dù có dùng thủ đoạn thâm độc đến thế nào đi nữa, thì trên đời này cũng có rất ít người có thể qua mặt anh. Anh chỉ sợ người giống như Phan Tư Mễ vậy, không khóc la ầm ĩ mà chỉ dở trò đùa bỡn vô lại. Nếu cô ta là đàn ông thì Hoác Khải đã sớm cho cô ta một cái bạt tai rồi nhưng cô ta lại là phụ nữ. Không thể đánh cô ta vì người khác sẽ bảo rằng anh bắt nạt phụ nữ, chưa kể hoắc khải cũng không có thói quen đánh phụ nữ. Một mình ăn thì chán lắm, Phan Tư Mễ duỗi tay nói, đưa chìa khóa xe cho tôi. Đưa cho cô làm gì? Sợ anh tự lái xe đi mất chứ sao, nếu anh đuổi tôi đi thì tôi sẽ cầm chìa khóa xe đến nhà anh đợi, anh không đưa cho tôi thì tôi liền chui lên xe. Nơi này người qua kẻ lại, xem ai xấu hổ thì biết. Rõ ràng trong chuyện này thì Phan Tư Mễ phải phải là người cảm thấy xấu hổ hơn. Một người phụ nữ mặc váy ngắn mà lại đi chui qua cửa kính ô tô ở đây. Nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, nỗi ám ảnh trong lòng bấy lâu nay đã khiến cho cô ta cố tình bỏ qua nhiều thứ. Hoặc khải quả thật chẳng có biện pháp nào, cũng không thể thẳng thường đem người phụ nữ điên này ném xuống đường. Cuối cùng, anh bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Phan Tư Mễ lên xe. Phan Tư Mễ vừa lên được xe thì đã trông rất đắc ý, nói đi thôi, đến nhà hàng thịt nướng cách lâm cát. Nhìn bộ dạng của cô ta, Hoác Khải thật sự không nói nên lời, bây giờ anh rất hối hận vì đã nghe lời ninh thần đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu không thì anh đã không gặp người phụ nữ điên này. Sau khi cả hai lái xe đi, giản tư tư lại ló đầu ra từ khúc quanh. Nhìn vào đèn hậu của chiếc xe, sắc mặt của giản tư tư trông rất buồn bã. Mặc dù công ty hy vọng mới tập trung vào ngành giảm cân của chi nhánh giáp tử, nhưng sau khi cơ hương ngưng quản lý chi nhánh mới thì hai bên cũng đã hợp tác trong một số lĩnh vực khác. Tin tuyển dụng do Hoác Khải đăng lên lần trước đã thu hút rất nhiều người, sau khi sàng lọc chuyên sâu, cuối cùng đã xác định được 16 nhân viên mới. Những nhân viên cũng như giản tư tư tất nhiên sẽ được lên chức. Theo gợi ý của Hoác Khải, Ninh Thần đã sắp xếp lại một số phòng ban quan trọng trong công ty, và Giản Tư Tư là người phụ trách chính về mảng hợp tác đối ngoại. Ninh Thần đi gặp đối tác vào tất cả các ngày trong tuần, miễn là cô có thời gian. Nếu cô không có thời gian thì Giản Tư Tư chính là người sẽ chịu trách nhiệm. Chưa kể, Giản Tư Tư tuy còn trẻ nhưng rất năng nổ và hiểu biết sâu rộng, cộng với việc đã quen với phong cách làm việc của Hoắc Khải và Ninh Thần, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi cả hai người đó trong công việc hàng ngày. Ban đầu, các đối tác thường sẽ cho rằng cô gái này còn trẻ nên sẽ dễ bị rắt mũi, nhưng sau khi tiếp xúc, họ mới nhận ra rằng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Những người trẻ tuổi như Giản Tư Tư có năng lực tiếp thu mạnh, hơn nữa cũng có hiểu biết về những điều mới mẻ trên thế giới, nên sẽ không dễ để bản thân bị lừa. Đặc biệt Giản Tư Tư hiện còn đang tự mình nghiên cứu thêm kiến thức về quản lý tài chính. Muốn lừa gạt cô ấy là chuyện rất vô ích. Lần này cô ấy đến văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ để nói chuyện với Cơ Hương ngưng về việc hợp tác. Lẽ ra Ninh Thần phải đích thân đến, nhưng bên đường sắt lại nói cần thay đổi một số chi tiết trong kế hoạch nên đã giữ cô lại. Đây là hợp tác chiến lược quy mô lớn, Ninh Thần không an tâm giao cho người khác, vậy nên đã để cho Giản Tư Tư tới đây. Điều bất ngờ là, Giản Tư Tư vừa đến công ty bên này thì đã nhìn thấy một người phụ nữ đang chúi đầu vào xe của Hoắc Khải. Cô ấy không thể nhìn thấy rõ người phụ nữ đó làm gì, chỉ biết rằng Phan Tư Mễ đã leo lên xe của Hoác Khải. Cảnh tượng đó đã khiến cho Giàn Tư Tư cảm thấy một nỗi mất mát không thể nói thành lời. Hoác Khải luôn là thần tượng trong tâm trí của cô ấy. Thậm chí ở một mức độ nào đó, cô ấy đã xem anh là ứng cử viên sáng giá nhất trong việc lựa chọn bạn đời. Chỉ có điều vẫn còn ninh thần đang ở phía trước, nên Giàn Tư Tư không dám suy nghĩ nhiều, cô ấy chỉ biết đặt cảm xúc mơ hồ ấy vào sâu trong trái tim mình, chưa từng nói ra với bất kỳ ai. Cho đến bây giờ, nhìn thấy Hoác Khải và một người phụ nữ khác thân thiết đến như vậy, giản tư tư đột nhiên cảm thấy thần tượng trong lòng mình đã tan nát hết cả. Sao ông chủ lại là người như vậy? Có phải là do cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tuy nhiên, người phụ nữ đó đã vươn người sát vào trong xe, nếu chỉ để giao tiếp thông thường thì không nên làm như vậy mới đúng dù nhìn thế nào đi nữa thì trông họ cũng không giống như những người bạn bình thường nét mặt giản tư tư trở nên vô cùng ảo não trong đầu của cô ấy lúc này chỉ băn khoăn có một điều đó là có nên nói cho ninh thần biết những gì mà cô ấy đã nhìn thấy hôm nay hay không nếu nói ra thì rất có thể hai vợ chồng họ sẽ xảy ra mâu thuẫn nếu lỡ như họ lại ly hôn thì tội lỗi của cô ấy sẽ rất nghiêm trọng nhưng nếu không nói ra chuyện này đối với tổng giám đốc ninh không phải là phản bội hay sao tình thế tiên thoai lưỡng nan cộng thêm nỗi buồn riêng của bản thân đã khiến cho giản tư tư cảm thấy thật khó thích ứng. Sớm biết điều này thì cô ấy đã không đến đây. Hoặc khải nào đâu hay biết rằng sự vướng mắc giữa mình và Phan Tư Mễ đã bị giản tư tư nhìn thấy. Lúc này anh cũng đang rất khó chịu, còn Phan Tư Mễ thì đang ngâm nga trên đường đi với tâm trạng rất tốt. Cô ta càng vui thì Hoác Khải lại càng bực bội. Khi đến nhà hàng thịt nướng, Phan Tư Mễ vui vẻ gọi một đống thịt ra và liên tục mời Hoác Khải ăn. Hoác Khải bây giờ không có tâm trạng ăn uống, anh chỉ muốn xử lý người phụ nữ này nhanh chóng rồi về nhà. Ninh thần không thông báo với anh chuyện với bên đường sắt, nên Hoác Khải vẫn cho rằng cô đang chuẩn bị dọn nhà rồi. Anh thật sự không muốn ăn sao, thịt nướng này ăn rất ngon, tôi đã gọi nhiều món như vậy, nếu không ăn thì thật lãng phí, Phan Tư Mễ nói. Cô không sợ mập sao, Hoác Khải nói sợ gì chứ dù sao tôi có đẹp hay không thì cũng chẳng có ai muốn tôi cả nên điều đó không quan trọng phan tư mễ nói câu này cô ta nói rất chuẩn nên hoác khải cũng không đáp lại nữa cũng may dù cho tâm trạng của phan tư mễ có tốt đến đâu thì khẩu vì cũng có giới hạn hơn một giờ sau cuối cùng cô ta cũng lấy khăn giấy lau miệng rồi mãn nguyện nói ngày hôm nay được ăn thịt nướng đúng là ngày vui vẻ nhất trên đời ăn xong thì không còn việc gì nữa đúng không vậy thì tôi về hoác khải nói đừng có đối xử với tôi giống như tôi là một con hổ ăn thịt người chứ giữa thanh thiên bạch nhật có rất nhiều người ở đây anh còn sợ tôi sẽ làm gì anh đừng lo lắng tôi sẽ không làm chuyện lung tung đâu tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện với ai đó anh không biết đó thôi hầu hết chúng tôi những nhà tâm lý học đều mắc bệnh tâm thần có rất nhiều đau khổ phan tư mễ nói hoác khải không tin những điều vô nghĩa mà cô ta nói ngoài bộ dạng có chút điên cuồng của cô ta thì người phụ nữ này dường như không bị bệnh gì cả. Ai bị bệnh mà ăn ngon được như cô ta chứ, đĩa thịt nướng chất đống như núi, vậy mà đổi đĩa những ba lần mới ăn no. Hay là chúng ta đến quan ba uống chút gì đi, Phan Tư Mễ hỏi. Không rảnh, Hoác Khải vẫn từ chối như mọi khi. mươi 395, hủy bỏ hôn ước. Này, anh thật quá nhàm chán, chẳng ra dáng quý ông chút nào anh không biết rằng từ chối lời mời của phụ nữ là một trong những điều cuối cùng mà người đàn ông không nên làm sao phan tư mễ nói tôi chưa bao giờ nói rằng mình là một quý ông hoác khải nói phan tư mễ nhìn anh với đôi mắt trống rỗng ngay khi cô ta định nói thêm điều gì đó thì điện thoại di động của hoác khải đổ chuông cầm lên nhìn là đường trọng vi gọi tới hoác khải bắt máy liếc nhìn phan tư mễ sau đó đứng dậy rồi đi đến một nơi yên tĩnh gần đó để nghe điện thoại anh Lý, anh đang làm gì vậy? Giọng Đường Trọng Vi nghe có chút không vui. Tôi không làm gì, tôi vừa ăn xong, có chuyện gì sao? Hoắc Khải hỏi. Tôi không thể gọi cho anh nếu như không có chuyện gì đặc biệt sao? Đường Trọng Vi hỏi. Tất nhiên cô có thể gọi, Hoắc Khải nói, chỉ là giọng nói của cô nghe có vẻ không vui lắm. Không phải chỉ không vui đâu, mà là cực kỳ không vui. Anh biết không, nhà họ Hoắc đã hủy bỏ hôn ước với tôi, Đường Trọng Vi nói lời nói của cô dừng lại rồi đột nhiên cô hét lên như điên sao anh ấy có thể đối xử với tôi như thế này chúng tôi đã là bạn thân từ thuở nhỏ cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý lấy tôi tại sao anh ấy có thể nuốt lời chứ hoác khải đã giật mình khi nghe điều này sau đó anh hiểu rằng đường trọng vi đang nói về kẻ giả mạo nghe có vẻ như kẻ giả mạo đã tự nguyện hủy bỏ hôn ước Thái độ của kẻ giả mạo đối với đường Trọng Vi trước đó đã khiến cho chủ tịch của Tập đoàn Thương mại quốc tế đường Thị vô cùng phẫn nộ. Vị chủ tịch này thậm chí còn đích thân tới tận cửa yêu cầu nhà họ hoác xin lỗi con gái, đe dọa sẽ hủy bỏ hôn ước nếu như họ không xin lỗi, hơn nữa còn có thể ngưng hợp tác với nhà họ hoác. Thật ra, ai sáng suốt cũng đều có thể thấy việc làm của ông ta chỉ đơn thuần là để giành lại thể diện cho con gái mình, tránh để cho con gái bị bắt nạt sau khi gả sang nhà chồng nhưng sau đó nhà họ Hoắc vẫn không hối lỗi, người của đường thị làm ẩm ý thêm một thời gian thì cũng chẳng thiết nữa, từ từ mới ngừng nhắc tới chuyện này. Nhưng không ai ngờ rằng mới hôm qua, ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc đã thật sự đề nghị chấm dứt hôn ước với đường Trọng Vi. Hơn nữa, nhà họ Hoắc lại muốn liên hôn với nhà họ Đinh, nên Hoắc Khải sẽ kết hôn với Đinh Tinh Nhiên, cô chủ của nhà họ Đinh. Nhà họ Đinh cũng là một doanh nghiệp gia đình, xếp hạng 78 trong nước, so với nhà họ hoác hay đường thị thì đều nằm ở phía sau từ lâu nhà họ đinh và nhà họ hoác không có dính dáng quá nhiều đến nhau nhiều nhất cũng chỉ là hợp tác trong vài lĩnh vực nào đó ai lại có thể nghĩ ra được hoác khải muốn lấy con gái nhà họ đinh thay vì nắm trong tay viên ngọc quý của đường thị kia chứ chẳng phải vụ làm ăn này quá thua thiệt rồi hay sao ngay cả đường trọng vi cũng không thể ngờ rằng anh khải của cô ấy lại thật sự muốn phản bội dựa vào đâu chứ Đường Trọng Vi không thể hiểu được, một ngày sau khi biết tin, cô đã chạy đến nhà họ Hoác để yêu cầu một lời giải thích. Kết quả là ngay cả cửa nhà họ Hoác cô ấy cũng không vào được, mấy người chặn ở cửa, dù cô ấy có nói gì thì cũng không cho vào. Lý do rất đơn giản, ngày liên hôn với nhà họ Đinh đang đến gần, nên nhà họ Hoác không muốn bị đàm tiếu. Đường Trọng Vi cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời này. Cô ấy đã từng tới lui tự do ở trong nhà họ Hoắc mà không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Ở nhà họ Hoắc thậm chí cô ấy còn cảm thấy tự do hơn so với ở nhà mình. Mọi người trong nhà họ Hoắc đều coi cô ấy như người trong gia đình, thậm chí nhiều người lớn tuổi còn xem cô ấy như nàng dâu thật sự trong nhà. Trong lòng của Đường Trọng Vi, từ lâu cô ấy đã coi mình là người của nhà họ Hoắc. Không ngờ lại có một ngày cô ấy còn không được bước vào cửa nhà họ Hoắc. Đến cuối cùng Đường trong vì ấm ức khóc lớn trước cửa nhà họ Hoắc, nhưng dù cô ấy có gây khó dễ thế nào cũng không ích gì. Cuối cùng thì kẻ giả mạo đó thậm chí còn không xuất hiện, chứ đừng nói là cho cô ấy một lời giải thích. Tập đoàn thương mại quốc tế Đường thị đã chính thức lên tiếng, nói rằng chuyện này nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm nhà họ Hoắc, còn việc truy cứu ra sao thì không thấy ai nói. Suy cho cùng, Hoắc Khải cũng không phải là người dễ động vào ngay cả tập đoàn thương mại quốc tế đường thì cũng không thể dễ dàng làm lung lay địa vị của nhà họ hoác bây giờ con gái bị người ta hủy bỏ hôn ước ảnh hưởng đến danh dự nên việc chính thức lên tiếng chỉ là muốn để cho mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn nếu như thật sự muốn làm gì thì cũng chỉ có thể đặt trên con đường làm ăn của nhà họ hoác một chút chướng ngại mà thôi còn nếu muốn làm lung lay địa vị của nhà họ hoác thì còn phải đợi đến khi khác rồi nói tiếp về cuộc đối đầu toàn thắng mà nhiều người tưởng tượng thì hoàn toàn không thể xảy ra. Hai công ty siêu lớn với quy mô hơn trăm tỷ tuyệt đối không thể chỉ vì chuyện tình cảm của con cháu mà đối chọi với nhau đến mức một sống một chết được. Hội đồng quản trị sẽ không đồng ý trước tiên, mà các cổ đông khác cũng sẽ như vậy. Do đó, Đường Trọng Vi coi như chắc chắn chịu thiệt rồi. Đường Trọng Vi đã khóc rất lâu trước cửa nhà họ Hoắc, nhưng cuối cùng cũng phải rời đi. Sau khi trở về nhà, cô ấy cả ngày không ăn uống gì, mấy đợt người đến thuyết phục cũng vô ích. Ngày hôm sau, Hoác Gia Minh đến thăm cô ấy. Cho đến nay thì cậu ta là người nhà họ Hoác duy nhất đến thăm đường Trọng Vi, những người khác bình thường mặc dù mỗi lần gặp cô ấy đều tay bắt mặt mừng, nhưng nay một bóng người cũng không thấy tâm hơi. Bởi vì kẻ giả mạo trong nhà họ hoác không muốn người nhà có quá nhiều liên hệ cá nhân với tập đoàn thương mại quốc tế đường thị. Lý do chỉ có một, hắn hiện tại đã chủ động hủy bỏ hôn ước, nên quan hệ của hắn với đường thị nhất định sẽ trở nên vô cùng căng thẳng khi đó khả năng tập đoàn thương mại quốc tế đường thị trả thù là rất lớn nếu ai dám có quan hệ cá nhân quá tốt với bên đó thì những bí mật của gia đình có thể bị lộ điều này là không được phép tiếng nói của kẻ giả mạo hoác khải không ai không dám nghe hắn không cho phép mọi người tiếp xúc với tập đoàn thương mại quốc tế đường thị vì vậy không ai dám xuất hiện ở đây hoặc dài Minh dám tới đây bởi vì mặc dù cậu ta chỉ là thành viên của nhánh phụ trong gia đình, nhưng cậu ta cũng đóng một vai trò không thể thiếu. Hơn nữa, Hoặc dài mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cố chiếm một vị trí quan trọng trong gia đình, mà cậu ta và đường trọng vi gần như đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, trước giờ cậu ta luôn coi cô ấy như chị dâu của mình. Bây giờ tình trạng của anh ba và chị dâu đang khó xử, thân là em trai làm sao có thể không đến thăm cho được cậu ta cũng không nghĩ nhiều đến việc liệu cậu ta có làm cho anh trai mình tức giận hay không. Đã ba ngày không thấy bóng dáng của kẻ giả mạo Hoác Khải đâu, ngay cả Hoác Giai Minh cũng hiếm khi nhìn thấy hắn. Cậu ta đã cảm thấy khó chịu lâu rồi, bây giờ lại xảy ra sự việc của đường trọng vi, càng khiến cho Hoác Giai Minh cảm thấy không vui. Cho nên, việc cậu ta đến thăm đường trọng vi, tuy là lấy danh nghĩa hỏi thăm sức khỏe cô ấy, nhưng thực chất là muốn ngầm biểu đạt sự bất mãn của mình đối với người đứng đầu gia tộc hoặc dài Minh đến nhà họ đường cũng không được chào đón nồng nhiệt cũng may đường trọng vi đã giúp cậu ta nói mấy câu nếu không ngay từ đầu còn có thể bị đánh tơi bời giờ đây người của đường thị khi nhìn thấy người nhà họ hoác đều vô cùng tức giận trước giờ chỉ có đường thị bọn họ lấn lướt người khác nào có ai dám gây khó dễ cho bọn họ như vậy nhất là khi người nhà họ hoác còn dám động vào viên ngọc quý của bọn họ chuyện này ai có thể nhịn chứ bọn họ không thể nào nhịn được hoặc dài Minh khi đến đây cũng không nói gì nhiều, cậu ta biết bây giờ có an ủi cô ấy thì cũng vô dụng. Nút thắt này không phải là thứ mà cậu ta có thể tháo được. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu ta cũng chỉ có thể đưa ra một lời khuyên, rằng nếu như tâm trạng không vui thì hãy ra ngoài đi dạo thay vì cứ con mình ở trong nhà. Điều đó sẽ chỉ khiến cho cô ấy cảm thấy đau khổ hơn mà thôi. Chính hoặc Gia Minh đã đề nghị cô ấy đi chơi xa, tìm Lý Phong để nói chuyện cho khuây khỏa nhìn chung thì người đó và người anh ba của cậu ta vẫn rất giống nhau hai người gần như có cùng một phong cách nên đã tạo cho hoác giai minh một ấn tượng rất tốt kể cả đường trọng vi cũng có cảm giác như vậy nên khi xảy ra chuyện hoác giai minh liền nghĩ đến việc tìm lý phong giúp chị dâu có lẽ chị dâu có thể cảm thấy tốt hơn khi được thuyết phục bởi người có cùng phong cách với anh ba đường trọng vi đã tiếp nhận gợi ý này cô ấy gọi điện cho hoác khải Vừa nói đến câu thứ hai là đã không thể nhịn được mà kể hết ra những nỗi bất bình trong lòng. Sau khi nghe thấy lời than thở của Đường Trọng Vi, Hoắc Khải khẽ cau mày. Kẻ giả mạo chắc chắn sợ nhất là bị lộ ra danh tính giả của mình. Những người như Đường Trọng Vi biết rất rõ về Hoắc Khải, nếu thật sự họ có thể tiếp xúc thường xuyên với kẻ giả mạo thì họ sẽ không thể không nhìn ra được điểm khác lạ. Vì vậy, cách an toàn nhất là hủy bỏ hôn ước và tránh xa Đường Trọng Vi hoàn toàn trong trường hợp này ngay cả khi quan hệ với nhà họ đường có bị xấu đi trong một thời gian ngắn thì ít nhất sự an toàn của kẻ giả mạo vẫn có thể được đảm bảo về phần con gái nhà họ đinh cô gái tên đinh tinh nhiên đó hoắc khải cũng đã từng gặp qua đinh tinh nhiên là người có ăn học có hiểu biết cũng xem như là thuộc hàng châm anh thế phiệt nhưng trong giới doanh nhân thì không được coi là quá nổi tiếng về phần nhà họ đinh thì sao lại là nhà họ đinh được nghỉ hoặc Khải có đủ lý do để tin rằng kẻ giả mạo sẽ không ngẫu nhiên tìm một người phụ nữ khác để kết hôn. Nếu như phỏng đoán của anh là đúng, nhà họ Đinh hẳn là có liên quan đến việc kẻ giả mạo đánh cắp quyền lực của nhà họ Hoắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 396: Cảnh giác. Điều quan trọng nhất là bây giờ gần như đã có thể xác định rằng một nhà họ Đinh chỉ xếp hạng 7 hạng 8 lại có liên quan đến kẻ giả mạo. Vậy phải chăng vẫn còn có nhà họ Vương, nhà họ Đường, nhà họ Tống cũng giống như vậy. Có vô số doanh nghiệp gia đình trong nước và cũng có vô số các công ty cổ phần. Tâm trạng của Hoác Khải trùng xuống, xét trên tình hình hiện tại thì kẻ giả mạo anh không chỉ hành động một mình. Có rất nhiều người khác cũng đang rình rập xung quanh, một nhà họ Đinh đã lộ diện nhưng không biết vẫn còn có bao nhiêu người đang lẩn trốn trong bóng tối. Điều này khiến cho Hoác Khải càng thêm cảnh giác, trước đây anh đã nghĩ quá đơn giản về kẻ giả mạo này vốn tưởng rằng kẻ giả mạo đó chỉ là một con rối bị ai đó đẩy lên sân khấu, bây giờ xem ra người đẩy hắn lên không phải chỉ là một ai đó mà là cả một nhóm người. Thứ hạng của nhà họ hoác trên cả nước sắp nhảy vọt lên ba bậc, nên cũng có vô số người lăm le muốn sâu xé miếng bánh này. Bọn lòng lang giả sói đều đang tìm cơ hội để cắn xé một miếng, nên việc bọn chúng dám giết anh cũng là chuyện có thể nhìn ra được. Cùng lúc đó, Hoác Khải cũng nghĩ đến bố của Lý Phong. Bố của Lý Phong đã bị ám sát và kẻ sát nhân rất có thể có liên quan đến nhà họ Hoắc. Khi lần đầu tiên biết về chuyện này, Hoắc Khải đã nghĩ không biết nhà họ Hoắc có bao nhiêu người tham gia. Còn bây giờ, anh đang tự hỏi liệu những người đã ám sát bố của Lý Phong có liên quan đến những người đã giết anh hay không. Trong lòng anh có linh cảm rằng hai chuyện này có thể là do cùng một nhóm người gây ra. Khi nhà họ Lý sắp nổi lên, họ đã giết bố của Lý Phong khi nhà họ Hoắc muốn lọt vào top 3 toàn quốc thì họ liền giết chết ngôi sao hy vọng của họ Hoắc. Nhóm sát nhân này hoạt động một cách bí mật, lại rất táo bạo và nham hiểm. Hoắc Khải đã thầm đưa ra một quyết định, rằng anh phải ẩn sâu hơn bọn chúng, nếu như chưa đi đến bước đường cùng thì anh cũng sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Trước khi tìm được những người này, anh nhất định phải cảnh giác. Cái chết trong quá khứ chính là bài học dành cho anh. Sao anh không nói gì? anh cũng thấy tôi phiền phức sao, đường trọng vi bất mãn nói. Hoác Khải định thần lại, đáp lời cô ấy, không có, chỉ là tôi đang nghĩ, người phụ nữ nhà họ Đinh kia làm gì có điểm nào tốt hơn cô. Cái người gọi là ngôi sao hy vọng đó thật chẳng có chút hiểu biết nào cả. Anh không được phép nói xấu anh ấy, đường trọng vi thở phì phì nói, anh ấy nhất định đã gặp phải khó khăn gì đó, có lẽ nhà họ hoác ép anh ấy làm chuyện này. Hoác Khải cười gượng gạo, Đường Trọng Vi vẫn đang cố bảo vệ danh tiếng của anh, điều này thật sự rất cảm động. Nhưng cô gái này quá ngây thơ, với địa vị của Hoác Khải ở trong nhà họ Hoác, ai có thể ép buộc anh làm chuyện mà anh không muốn làm kia chứ? Lại nói, sao nhà họ Hoác có thể ép buộc anh từ bỏ viên ngọc quý của Tập đoàn Thương mại Quốc tế Đường Thị và kết hôn với một người phụ nữ họ đinh có cấp bậc thấp hơn chứ? Rõ ràng đây là một vụ làm ăn thua lỗ. Hoác Khải không thể nói ra những điều này quá rõ ràng, vì nếu nói ra cũng có chút xúc phạm đường trọng vi. Cô ấy thật sự yêu anh vì bản thân anh chứ không phải vì tiền bạc hay danh vọng, Hoắc Khải không bao giờ muốn làm một thứ tình cảm trong sáng như vậy trở nên hoen ố. Anh chỉ hy vọng qua chuyện này đường trọng vi có thể mau chóng quên anh đi, nếu không sau này đường trọng vi còn có thể gặp phải nhiều tình huống tồi tệ hơn vì kẻ giả mạo đó. Sau khi suy nghĩ, Hoắc Khải nói, chỉ bằng cô cứ đi ra ngoài một chút, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như vậy cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi không muốn đi, tôi không quen với ai ở đây, lại không có ai đi cùng, cảm thấy rất nhàm chán. Dài Minh bảo tôi tìm anh, anh có thời gian đi cùng tôi không? Đường Trọng Vi hỏi. Nếu cô đến tìm tôi đi uống rượu, có lẽ bây giờ cũng không còn đủ thời gian, Hoác Khải nói. Đường Trọng Vi không phải là người có thể uống rượu nhiều, và Hoác Khải cũng không muốn cô trở thành một người thích dùng rượu để giải sầu vừa nói đến việc uống rượu thì đường trọng vi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ lần trước thật tồi tệ cô ấy đã uống rượu say đến mức bất tỉnh cũng may không gặp phải kẻ ác nếu không danh tiếng cả đời này của cô ấy đã bị hủy hoại mất rồi đến tận bây giờ đường trọng vi vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi tại sao cô lại can đảm như vậy dám cả gan tìm đến một người đàn ông không quen thân để cùng uống rượu hơn nữa còn dám uống say đến như vậy nhưng phải nói sự việc này đã khiến cho cô ấy cảm thấy yêu mến hoác khải hơn một người phụ nữ say rượu nằm trước mặt anh nhưng anh đã không làm gì sai trái với cô ấy người như vậy rất đáng để được khen ngợi và tin tưởng ngoài ra phong cách làm việc của người đó quả thật rất giống với vị hôn phu của cô ấy đây là lý do tại sao hoác giai minh đề nghị cô đến gặp hoác khải và đường trọng vi đã trực tiếp gọi điện đến mà không cần suy nghĩ đối với hoác khải cô ấy có cảm giác thân thuộc và gần gũi hết sức tự nhiên trong tiềm thức cô ấy luôn muốn được gần anh chỉ là đường trọng vi không biết chân tướng thật sự nên luôn cảm thấy bản thân mình có chút không đứng đắn rõ ràng là cô ấy yêu vị hôn phu của mình nhiều như vậy sao có thể nghĩ đến người đàn ông khác được tôi không thích uống rượu chỉ muốn tìm anh nói chuyện cho khuây khỏa một chút không muốn thì đi mua sắm cũng được đường trọng vi nói đi mua sắm cũng được nhưng tôi có rất ít thời gian trống sợ không thể dành nhiều thời gian cho cô, Hoác Khải nói. Không sao, anh chỉ cần đồng ý là được, tôi sẽ đặt vé ngay bây giờ, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ đến, đường trọng vi nói. Hoác Khải cũng không từ chối nữa mà nói, lên máy bay thì gọi điện báo trước cho tôi, tôi sẽ tới đón cô. Hai người thống nhất một khoảng thời gian ước chừng rồi cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, tiếng của Phan Tư Mễ liền truyền đến từ phía sau, hay lắm, tình nhân nhỏ đến rồi. Nói chuyện vui vẻ như vậy sao? Thế mà tôi còn tưởng rằng anh thật sự là một chính nhân quân tử." Hoắc Khải bình tĩnh cất điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn cô ta nói, nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại là hành động rất bất lịch sự. "Cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà vẫn chưa học được điều đó sao?" "Đừng có mà lên mặt với tôi, tôi nghe trộm lúc nào, là do anh nói chuyện điện thoại quá to, không đúng sao?" Phan Tư Mễ nói. Hoắc Khải không thèm dây dưa với cô ta ở đây đứng dậy nói, cô cũng ăn xong rồi, vậy tôi về trước đây. Anh có chắc là không muốn về nhà cùng tôi uống một tách trà không? Phan Tư Mỹ cười nói, trà phổ nhĩ mà tôi vừa mua có vị rất ngon, anh tới thử xem. Uống không quen, tôi đi đây, Hoác Khải nói, thẳng thừng rời đi. Phan Tư Mỹ không đuổi theo, cô ta chỉ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Hoác Khải, thật lâu sau mới thở ra một hơi dài đừng nhìn thấy cô ta lúc nào cũng tỏ ra cười mở trước mặt hoác khải mà lầm tưởng thật ra trái tim cô ta lúc nào cũng đập loạn xả khi gặp anh. Hành vi của cô ta bây giờ hoàn toàn khác với nhận thức trước đây của cô ta, cô ta từng là một người phụ nữ vô cùng lạnh nhạt với đàn ông. Từng có rất nhiều người đến cầu hôn, nhưng rất ít người trong số đó có vinh dự được ăn tối cùng với cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại đang đe dọa và dụ dỗ một người đàn ông đi ăn cùng, còn ngỏ ý mời người ta đến nhà uống trà mời đến nhà uống trà có ý nghĩa gì, Phan Tư Mễ không phải trẻ con, tất nhiên là hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau đó. Chính cô ta cũng không biết bằng cách nào mà cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cô ta đương nhiên biết Hoác Khải là một người đàn ông đã có gia đình, vợ của anh còn chính là người bạn gái thân nhất của cô ta thời đại học. Về tình về lý, chuyện này là hoàn toàn sai trái. Nhưng cô ta không thể ngừng lại, mỗi đêm khi ở một mình, cô ta đều sẽ nghĩ đến người đàn ông này đặc biệt là khi tưởng tượng đến cảnh anh cùng ninh thần ở bên nhau, cô ta lại cảm thấy hoảng sợ. Khi còn học đại học, người bạn trai yêu dấu của cô ta đã yêu cơ hương ngưng, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông vừa mắt, nhưng đã là chồng của ninh thần. Tại sao những người mà cô ta thích luôn thuộc về những người khác xung quanh cô ta? Có phải là do bản thân cô ta quá suối quẩy hay không? Nét mặt của Phan Tư Mễ có vẻ hơi bối rối bây giờ cô ta thậm chí còn không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm cô nàng bác sĩ tâm lý xinh đẹp này đã chìm sâu vào màn sương mù của cuộc đời sau khi rời khỏi nhà hàng hoác khải gọi điện cho ninh thần hỏi cô đã ăn cơm chưa ninh thần nói với anh rằng cô đang thảo luận thêm về các chi tiết trong kế hoạch hợp tác với bên phía đường sắt việc quảng bá trên đường sắt cao tốc này đã phần nào mang lại hiệu quả nhưng vẫn còn tồn tại nhiều việc trái với mong đợi Người đi đoạn đường ngắn không mấy vui vẻ khi ăn trên xe, nên đối tượng khuyến mãi chính là hành khách đi đường dài. Tuy nhiên, vấn đề thật sự là hầu hết hành khách đi tàu đường dài đều đi cả một gia đình, họ sẽ tự mang theo đồ ăn hoặc lên toa ăn đặt suất ăn. Nói một cách đơn giản, nhận thức của các hành khách ngày nay đã ngày một tăng cao, họ cảm thấy rằng việc ăn uống trong một không gian kín là một hành vi rất bất lịch sự. Chính vì vậy, việc phổ biến rộng rãi thực phẩm giảm béo đã trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, tàu cao tốc cũng có toa ăn riêng, nhiều toa được ký hợp đồng. Người ta ký hợp đồng với xe tải thức ăn để kiếm tiền, có liên quan đến thu nhập của rất nhiều nhân viên, hiển nhiên cô không thể bảo họ ngừng các hình thức cung cấp thức ăn khác chỉ để thúc đẩy thực phẩm giảm béo của công ty. Chương 397, cao thủ mười mấy năm trước. Ninh thần đã đàm phán với bên kia một thời gian rồi, ý của bọn họ là hạ thấp giá cả của thực phẩm giảm cân, dùng giá cả đối lấy số lượng. Thế nhưng Ninh Thần không đồng ý, từ đầu đến cuối cô luôn ủng hộ quan điểm của Hoắc Khải, giá cả chưa bao giờ là nguyên nhân chủ yếu để quyết định lượng tiêu thụ, nếu không thì hãng điện thoại nào đó sẽ chẳng đạt mức doanh thu cao nhất thế giới. Đúng lúc Hoắc Khải gọi điện tới, Ninh Thần định hỏi ý kiến của anh. Hoắc Khải ngẫm nghĩ rồi nói. Thực ra nguyên nhân chủ yếu nhất khiến người ta không mua đồ trên tàu là bởi vì nó giống với hàng vỉa hè, khó giành được lòng tin của mọi người. Nhất là loại thức ăn như thực phẩm giảm cân, nó liên quan đến sức khỏe của mọi người, giá cả lại đắt hơn cơm hộp bình thường. Bởi vì nghi ngờ như thế nên mới có ít người mua. Muốn giải quyết vấn đề này, cách đơn giản nhất là hình thành hiệu ứng thương hiệu, nói đơn giản hơn thì chính là quảng cáo. Trong mắt rất nhiều người, quảng cáo là một sự đầu tư vô dụng, chẳng thà dùng số tiền đó để sản xuất thêm nhiều sản phẩm hơn, hoặc là giảm lợi nhuận đi một chút. Nhưng Hoắc Khải thì khác, anh đứng trên đỉnh núi quan sát sự đời. Tất nhiên là anh hiểu rõ hiệu quả của quảng cáo, nó không phải là thứ hôm nay tung ra thì ngày mai sẽ có cả đống người đến mua. Phải để lại hình tượng đáng tin trong tiềm thức của mọi người, như vậy thì mọi người sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm ấy trong lúc mua những vật phẩm tương tự. Vậy nên quảng cáo là việc bắt buộc phải làm, hơn nữa còn phải quảng cáo lâu dài mới có thể sinh ra hiệu quả, nếu không vì sao những công ty hàng đầu thế giới lại bỏ ra tỷ mấy 2 tỷ một năm để quảng cáo trên khắp mọi mặt trận điều khác biệt duy nhất là sự nghiệp của hoác khải đang nằm ở giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển nếu đổ quá nhiều tiền vào quảng cáo thì không thể chịu được sức ép tài chính đúng là quảng cáo có tác dụng nhưng hiệu quả quá chậm anh không thể chờ đợi được hoác khải ngẫm nghĩ thêm một lát rồi nói trên tàu có những chiếc tivi nhỏ đăng tin truyền thông giá cả quảng cáo không cao lắm chúng ta có thể đề nghị với bên đường sắt lấy số vốn thấp nhất để quảng cáo thực phẩm giảm cân trên tivi đương nhiên quảng cáo không nên quá phức tạp cũng không thể quá máy móc nhất định phải có sáng tạo đừng biến nó thành việc bán hàng qua tv bởi vì như vậy sẽ tự hạ đẳng cấp những chuyện cụ thể thì bọn em nghiên cứu thêm xem sao ninh thần ừm một tiếng rồi nói để em bàn với bọn họ trước đến lúc đó sẽ thống nhất xem nên làm quảng cáo thế nào anh về trước đi em đưa đường đường tới chỗ bố mẹ rồi anh có thể về nghỉ ngơi trước một lát anh biết rồi sau khi tắt máy Hoác Khải ngẫm nghĩ rồi không về thẳng nhà mà đi tới quán nét. Anh bật một chiếc máy tính để lên mạng, dùng một email mới lập để gửi mail tới một địa chỉ. Nội dung của email ấy trông thì có vẻ như rất bình thường, như một bản thảo tin tức, nhưng thực tế trong đó ẩn dấu mật mã bằng chữ, chỉ có người biết mật mã thì mới hiểu được nội dung thực sự của nó. Sau khi gửi mail đi, Hoác Khải ở đó thêm một lát nữa, xác định rằng không có ai chú ý tới mình thì mới tắt máy rời đi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khá âm u cách đó mấy ngàn cây số, một người đàn ông đang ngồi xổm trên ghế ăn mì tôm. Máy tính đột nhiên vang lên âm thanh có thông báo mới. Nhìn thấy email hiện lên ở bên dưới góc phải màn hình, anh ta hơi sừng sốt. Sau đó, người đàn ông ấy lập tức hưng phấn đặt mì tôm lên bàn, chẳng hề để ý tới chuyện nước mì bắn ra vì động tác quá dồn dập của mình. Anh ta kích mở email, nhìn thấy một bản thảo tin tức. Đọc lướt qua nội dung một lượt, Mấy phút sau, anh ta đập bàn một cái rồi nhảy cẫng lên gieo hò, cuối cùng cũng đến lượt tôi làm việc cho anh rồi. Người này không có tên, hoặc có thể nói rằng anh ta không muốn bất cứ ai biết tên của mình, bởi vì anh ta không có công việc, hứng thú duy nhất là thăm dò các loại bí mật trong thế giới máy tính. Kể từ 15 năm trước, khi Hoác Khải vẫn còn là học sinh cấp 3, anh đã tiếp xúc với Internet rồi. Khi đó anh trẻ tuổi hăng hái, vô cùng tò mò về thế giới giả lập tươi mới ấy, vì thế anh đã bỏ thời gian và sức lực ra để học tập đủ mọi tri thức và kỹ xảo. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Khải trở thành một cao thủ máy tính cực kỳ tài giỏi. Trong một lần tình cờ, anh đã gặp được một cao thủ máy tính khác trong thế giới ảo, cả hai dốc hết sức lực để công phá máy tính của nhau. Cuối cùng, Hoắc Khải giỏi hơn một bậc, đánh bại được người đó. Người đó yêu cầu được so tài một lần nữa, nhưng Hoắc Khải không đồng ý, chỉ để lại một tin nhắn cho anh ta muốn khiêu chiến tôi một lần nữa thì phải làm một chuyện giúp tôi làm gì thì sau này tôi sẽ nói cho anh sau đó hầu như hoác khải không đăng nhập vào tài khoản của mình nữa mà mối liên hệ giữa anh và chuyên viên máy tính ấy cũng chỉ là một địa chỉ mail từ mười mấy năm trước mà thôi bây giờ đã bao năm trôi qua hoác khải gửi tin nhắn chủ yếu là để thăm dò xem người đó có còn tồn tại không điều đáng mừng là người ấy rất kiên nhẫn chờ mười mấy năm mà vẫn không chịu từ bỏ hơn nữa chỉ bởi vì một câu nói của Hoắc Khải, anh ta lập tức cam tâm tình nguyện làm việc, không có một ý kiến nào hết. Chỉ có thể nói rằng anh ta thực sự rất say mê máy tính, say mê đến mức không cần cố kỵ bất cứ một điều gì khác. Hoặc có thể nói rằng anh ta quá để bụng tới thất bại trong quá khứ, vậy nên mới khát khao được so tài với Hoắc Khải thêm một lần nữa. Lần này, anh ta nhất định phải chiến thắng. Chuyện mà Hoắc Khải bảo anh ta làm rất đơn giản đó là xâm nhập vào mạng lưới máy tính có quyền hạn tối cao trong nhà họ hoắc điều tra tất cả những email đã gửi đi trong một năm trước và năm nay đối với người bình thường rất có thể đây là một chuyện không tưởng một năm trước và một năm này thế có nghĩa là những email gửi đi trong hai năm thế này thì phải dò tìm thế nào không nói tới những email đã bị xóa chỉ tính riêng những mail mới gửi gần đây thôi muốn tìm ra được thì cũng phải vượt tường lửa của công ty ấy phải biết rằng một khi làm chuyện này thì cũng đồng nghĩa với việc phạm pháp xâm phạm lợi ích của công ty bị người ta tóm được thì chắc mầm là sẽ bị gán cho cái tội phá hoại an ninh mạng nhưng đối với người đàn ông suốt ngày chỉ biết ôm máy tính như một kẻ điên thế này bất cứ một tội danh gì cũng không thể ngăn cản quyết tâm so tài với hoác khải anh ta chưa trả lời email của hoác khải là bởi vì anh ta có thể nhìn ra được đó là tài khoản mới lập có thể chỉ mới được sử dụng để tránh bị người khác nghi ngờ mà thôi nếu vậy thì rất có thể lần sau sẽ không dùng tài khoản này nữa. vậy nên anh ta không cần quan tâm tới chuyện phải trả lời hoác khai thế nào, mà chỉ lập tức đi xâm nhập vào mạng lưới có quyền hạn tối cao của nhà họ hoắc, xem rốt cuộc bọn họ đã sử dụng tài khoản của công ty email nào. trước tiên là tìm ra công ty, sau đó sẽ xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của công ty để lấy trộm dữ liệu bí mật, sau đó loại trừ từng cái một. chuyện này không hẳn là dễ dàng cho dù anh ta có thể tùy tiện vượt tường lửa của bất cứ một công ty nào trên thế giới, thế nhưng vẫn sẽ rất tốn thời gian để tìm ra những email có tính hạn chế ấy. Thực ra Hoác Khải cũng có năng lực để làm chuyện này, nhưng anh không muốn đích thân ra tay. Hành động vứt bỏ đường trọng vi để cưới con gái nhà họ đinh của tên giả mạo khiến Hoác Khải càng thêm đề phòng. Anh cần ẩn nấp kỹ hơn nữa, nếu không cần thiết thì anh tuyệt đối sẽ không đích thân làm bất cứ chuyện gì để người ta có thể dễ dàng bắt thóp mình cũng như việc điều tra email này vậy, để chuyên viên máy tính mười mấy năm trước giúp đỡ là sự lựa chọn tốt nhất. Người đó không ở trong nước, cho dù điều tra ra thì cũng khó mà kết tội được. Huống chi Hoắc Khải cũng không dám chắc là có thể mời được người này. Dù sao cũng đã qua nhiều năm thế rồi, chỉ cần là người bình thường thì đều đã từ bỏ. Chuyện này có thành công hay không thì nó cũng không phải lựa chọn tối ưu của Hoắc Khải, anh chỉ cố gắng để sử dụng một số thủ đoạn kín đáo mà thôi thành công thì tốt mà không thành công thì cũng chẳng sao. sau khi rời khỏi quán nét, hoắc khải tới thẳng nhà bố mẹ vợ. bây giờ anh có thể coi là người được yêu thích nhất trong nhà họ ninh. từ lâu ninh quốc năng đã không còn bày ra cái thái độ ác liệt như trước kia nữa. lần nào nhìn thấy hoắc khải cũng vui vẻ ra mặt. điều duy nhất khiến ông bố vợ này khó chịu là ông muốn vứt phát lại mặt mũi sau lần uống rượu thua hoắc khải, nhưng lần nào cũng bị đặng tuấn mai ngăn cản. cũng chẳng có nguyên nhân nào khác chỉ nói là ông đã lớn tuổi rồi mà còn so bì tiểu lượng với thanh niên thì khác nào tự rước nỗi bực dọc vào người. Ninh Quốc Năng không chịu thua cũng chẳng làm gì được, ai bảo ông sợ vợ cơ chứ. Còn Đặng Tuấn Mai thì đúng với câu nói kia, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng hài lòng. Những chuyện mà Hoác Khải làm gần đây khiến bà vô cùng vừa ý, chỉ muốn truyền hết tất cả tài sản cho anh để chứng tỏ sự quý mến của gia đình mình. Hoác Khải cảm nhận rất rõ những điều ấy, đồng thời cũng ngày một đồng lòng với gia đình này. chương 398 Cuộc Sống Sau khi làm một bữa cơm và giúp đỡ mọi người sắp xếp lại hoa quả, Hoác Khải mới trở về trong những lời khen ngợi của bố mẹ vợ. Bây giờ Hoác Khải đã hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này rồi, ngoài chính anh ra thì không có ai nghi ngờ gì hết. Đến hơn 9 giờ tối Ninh Thần mới về. Đường đường ngủ chưa, Ninh Thần hỏi. Hoác Khải đứng lên khỏi bàn máy tính, anh treo túi sách của cô lên rồi nói, ngủ rồi, chạy loang quang cả ngày trong cửa hàng hoa quả nên con bé mệt lả luôn. Con bé này không chịu ngồi yên gì cả, mẹ em nói mỗi lần tới là con bé còn bận rộn hơn mọi người nữa. Khách tới mua hoa quả mà không thấy con bé là còn thấy vắng vẻ luôn đó, ninh thần cười nói. Hoác Khải cũng bật cười thành tiếng, đường đường là một cô bé hướng ngoại, đồng thời còn rất ngoan ngoãn, ai gặp cũng phải quý mến. Đã đàm phán ổn thỏa vụ hợp tác với bên đường sắt chưa?" Hoắc Khải hỏi. "Vẫn chưa, bọn họ nói là phải về bàn bạc cụ thể hơn, chắc phải đợi một thời gian nữa, tạm thời không vội vã làm gì." Ninh Thần nói, "Nhưng tổng quản lý Mục đã gọi điện thoại cho em, nói rằng dụng cụ thể thao lại tăng lên mấy thứ, chuẩn bị đưa ra thị trường chính thức. Ông ấy hỏi em là có cần mở cửa hàng trải nghiệm thực tế không?" Hiện giờ nguồn lợi nhuận chủ yếu của công ty Hy Vọng Mới đến từ cửa hàng online. Thương nhân truyền thống thì lại thích mua trực tiếp hơn, cảm thấy an tâm và có đẳng cấp. Rất nhiều người mua hàng đều như thế, nếu không có cửa hàng thực tế thì bọn họ sẽ cảm thấy không đáng tin. Hoắc Khải lắc đầu nói, sau này cửa hàng thực tế sẽ dần bị đào thải, cùng lắm thì chỉ có tác dụng để trải nghiệm và làm nhà kho thôi. Chúng ta làm về sản phẩm giảm béo, trải nghiệm thực tế ở cửa hàng cũng không cảm nhận được gì, chỉ lãng phí tiền mà thôi. Thế nhưng dù không thành lập cửa hàng trải nghiệm thực tế thì chúng ta vẫn có thể thành lập cửa hàng liên kết. Cửa hàng liên kết, Ninh Thần nói, cửa hàng như thế không dễ quản lý đâu. Cách quản lý cửa hàng online của chúng ta có gì để phải bàn cãi không? Thực chất cái gọi là quản lý thương hiệu chỉ có một vấn đề lớn nhất, đó chính là hậu mãi. Khi xảy ra vấn đề, kịp thời giải quyết cho khách hàng là người ta đã cảm thấy em phục vụ chu đáo rồi, hoặc khải giải thích, cửa hàng liên kết cũng thế, chúng ta chỉ xuất sản phẩm cho cửa hàng liên kết tiêu thụ, còn vấn đề hậu mãi sẽ do chúng ta phụ trách trực tiếp, như vậy thì sẽ không cần quan tâm quá nhiều đến vấn đề quản lý. Xác suất bên bán hàng xảy ra vấn đề là không quá lớn, đương nhiên là chúng ta nhất định phải có chế độ thường phạt rõ ràng. Nghe thì có vẻ như cũng được đấy, vậy có cần lên kế hoạch trước không, Ninh Thần hỏi. Có chứ, em lo chuyện này là được, anh chỉ đưa ra đề nghị thôi, Hoắc Khải nói. Như vậy liệu có chia bất lợi nhuận của chúng ta không?" Ninh Thần vẫn hơi lo lắng. Hoa Khải lắc đầu, nói: "Em có biết một thương hiệu sợ điều gì nhất không? Không phải là sản phẩm có vấn đề, mà là thị phần sản phẩm không đủ cao. Nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh 10% thị phần thì sẽ giành được quyền thiết lập quy tắc ở một mức độ nhất định. Nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh 30%, tiếng nói của chúng ta sẽ trở nên quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta chiếm cứ từ 50% trở lên, vậy thì thị trường sẽ là do chúng ta quyết định vậy nên thứ mà chúng ta theo đuổi lúc này là thị phần thị phần tăng cao thì cũng đồng nghĩa với việc phát triển thương hiệu đến lúc đó sản phẩm sẽ bán rất chạy ngay khi tung ra thị trường hơn nữa có sự trợ giúp của những công ty liên kết ấy chúng ta có thể rút ngắn thời gian hình thành thương hiệu sự cạnh tranh trong xã hội ngày một phức tạp phải lớn mạnh nhanh hơn người khác thì chúng ta mới có cơ hội vươn xa hơn ninh thần cái hiểu cái không Hiện giờ cô vẫn còn khá mông lung với những kiến thức này, cũng không hiểu rõ lợi ích của việc đề cao thị phần cho lắm. Hoa Khải thì lại khác, anh đứng ở vị trí cao, vậy nên tầm nhìn cũng rõ ràng hơn những người khác. Anh biết khi thị phần đạt tới một mức nhất định và trở thành người thiết lập quy tắc, việc kiếm tiền sẽ trở nên đơn giản vô cùng. Ví dụ như hãng điện thoại, hoa quả, nào đó, bất kể bọn họ đưa ra điện thoại với kiểu dáng, tính năng gì, giá cả có cao hơn những hãng khác hay không thì người mua vẫn ưu tiên cân nhắc mua của bọn họ khi đi mua điện thoại, bởi vì đó là thương hiệu nổi tiếng. Sự ưu tiên này là điểm mấu chốt trên thương trường. Hoác Khải đã nghĩ kỹ rồi, anh không còn nhiều thời gian nữa, muốn đoạt lại nhà họ Hoác thì không thể tiến hành theo lối, ăn chắc mặc bền, được, nhất định phải dựa vào sức mạnh từ xã hội. Công ty liên kết chính là phương pháp tốt nhất để sự nghiệp của anh phát triển nhanh chóng. Đương nhiên, Muốn gom góp được một khoản tiền khổng lồ thì điều kiện tiên quyết là phải làm tốt công tác quảng cáo. Hiện tại Hoác Khải bắt buộc phải nghĩ cách để tiến hành một hoạt động mang tính chủ đề nữa, nhen nhóm thêm một mùi lửa cho sự nghiệp của anh, để ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội hơn. Ninh Thần là một cô gái nghe lời, trên cơ bản bảo cô làm thế nào thì cô sẽ làm thế đó. Thỉnh thoảng có nghi vấn thì cô cũng không quá mức để bụng. Xét theo góc độ này thì Ninh Thần khá là hiếu học, điều mà Hoắc Khải thích nhất chính là cô ấy đạt thành tích rất tốt trong việc thực hành, tuy rằng khả năng sáng tạo không cao. Công ty hy vọng mới phát triển lớn mạnh được như thế chính là nhờ một phần lớn vào ninh thần. Nếu cô ấy không chăm chỉ làm việc, quản lý công ty tốt như thế thì chưa chắc lợi nhuận đã cao như bây giờ. Rất nhiều người cảm thấy chỉ cần sản phẩm của công ty tốt, chiến lược phát triển tốt thì chắc chắc sẽ bán chảy. Bọn họ không hề biết rằng trong một công ty chỉ có mấy người, Việc quản lý doanh thu mấy trăm triệu mỗi năm khó khăn đến mức nào? Nói thật, Hoắc Khải thật sự rất ngạc nhiên khi Ninh Thần làm được điều đó. Dù sao trong một năm trước, cô vẫn chỉ là một nhân viên bán quần áo bình thường, thậm chí thành tích của cô trong cửa hàng quần áo ấy cũng chỉ được xếp vào bậc trung. Giờ đây, Ninh Thần đã trở thành đối tượng mà rất nhiều người hâm mộ. Tuy rằng cô không nói rõ ra, nhưng Hoắc Khải biết cô vẫn chưa cắt đứt liên lạc với người trong cửa hàng quần áo gần đây còn mới ăn cơm với bọn họ nữa. Lúc trước Ninh Thần từ chức về nhà lập nghiệp với Hoác Khải, người trong cửa hàng quần áo đều cảm thấy cô nhất định sẽ hối thận, thậm chí còn giữ lại một một vị trí cho cô. Bây giờ đã một năm trôi qua, từ một nhân viên bán hàng không có tiếng tăm gì, Ninh Thần trở thành bà chủ sở hữu khối tài sản mấy chục triệu. Cái gọi là tài sản mấy chục triệu ấy chỉ mới là tiền mặt đó thôi, nếu tính theo giá trị công ty thì ít nhất cũng phải đến mấy trăm triệu không nói đâu xa xôi, chỉ riêng hàng xóm xung quanh cửa hàng hoa quả thôi, mỗi lần nhắc tới ninh thần là bọn họ lại tỏ vẻ hâm mộ. Giờ đây Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đi đường đều được ngừng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt chỉ toàn sự tự hào. Có cô con gái thành công như vậy, bọn họ hài lòng lắm rồi. Điều quan trọng nhất là cậu con rể luôn bị người ta xem thường trước giờ cũng thay đổi hẳn, đến cả thành công của con gái cũng nhờ con rể mà có bây giờ hai vợ chồng già thư thái từ tinh thần đến thể xác, cuộc sống dễ chịu hơn trước kia nhiều. Sau đó, Hoác Khải và Ninh Thần trò chuyện đôi câu về những sự vụ trong công ty rồi không tiếp tục chủ đề này nữa. Không phải bởi vì Ninh Thần không muốn nói, mà là Hoác Khải lo cô quá mệt mỏi, bắt cô phải đi nghỉ ngơi. Phải rồi, ngày mai mình chuyển nhà đúng không anh, Ninh Thần thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh và hỏi. Em cảm thấy được là được, Hoác Khải nói nhưng chúng ta chưa sắm sửa đồ gia dụng, ninh thần khổ não nói. Bây giờ đa phần đồ gia dụng đều có sẵn mà, ngày mai chúng ta đi mua trước, Hoác Khải nói. Hệ thống vận chuyển hàng hóa trong xã hội này cực kỳ phát triển, nhất là sự phát triển nhanh chóng của kho chứa hàng trung gian, vậy nên vốn dự trữ hàng hạ thấp hơn nhiều so với trước kia. Một số sản phẩm sợ không bán ra được thì đa phần đều được cất trong kho, chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, bọn họ mới lên giường đi ngủ giờ đây chung chăn chung gối trên cơ bản giữa bọn họ chẳng còn khoảng cách gì cả bọn họ đều đã quen với sự hiện hữu của nhau cho dù không làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng hoác khải biết thực ra trong lòng ninh thần vẫn luôn canh cánh căn bệnh của anh một cuộc sống hài hòa không chỉ cần sự hòa hợp về mặt tình cảm mà còn cần sự hòa hợp về thể xác càng là vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm thì càng phải như thế Hoác Khải không phải là một tảng đá vô tri vô giác, anh cũng nghĩ tới những chuyện đó, nhưng anh không hề vội vã. Chờ nhiều ngày như thế rồi, chờ thêm một ngày nữa thì đã làm sao? Đợi đến khi chuyển sang nhà mới thì cũng đồng nghĩa với việc không còn liên quan gì đến quá khứ nữa, lúc ấy anh mới có thể làm được. Xét theo điểm ấy thì có lẽ Hoác Khải cũng mắc chức ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhẹ. Mặc dù trong lòng ninh thần cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng cô không nói ra, sợ tổn thương lòng tự trọng của chồng. Dù sao rất nhiều người đàn ông không thể chấp nhận được chuyện này, và đó cũng là điều mà bọn họ quan tâm nhất. chương 399, Cuộc sống mới Nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau hoác khải cùng ninh thần và đường đường đến cửa hàng nội thất. Có rất nhiều cửa hàng nội thất trong thành phố, từ bình dân đến cao cấp, gì cũng có. Một cái ghế sofa có giá từ 2.300 đến 2.30.000 chỉ cần bạn có tiền thì cỡ nào cũng mua được. Theo quan niệm của Hoác Khải thì đương nhiên càng đắt càng tốt. Những thứ đắt chưa chắc đã có tỷ lệ hiệu suất giá cao, có lẽ chất lượng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nó lại đắt ở từng chi tiết nhỏ. Nhưng trong mắt người bình thường thì những chi tiết đó tương đương với việc dùng tiền để đắp vào, quá là lãng phí. Mà những đồ quá đắt thường phải đặt trước, rất ít khi có hàng sẵn. Hoác Khải và Ninh Thần đang cần chuyển nhà gấp, nên sao có thể chờ hàng đặt được. Vì vậy, bọn họ vẫn chọn loại sản phẩm tầm trung và có sẵn. Thú vui của việc mua đồ chính là quá trình lựa chọn. Nhìn cái này, xem cái kia, tìm lỗi sai, nhặt khuyết điểm. Đến lúc thanh toán xong thì bắt đầu có cảm giác mong chờ khi hàng được giao về nhà và mình được sử dụng nó. Chỉ nguyên việc chọn nội thất thôi mà cũng mất đến một ngày rồi. Từ sofa cho đến bàn ăn, giường, tủ, còn cả xích đu mà đường đường yêu thích nữa sau khi giao hàng về thì căn nhà trống trải lập tức được lấp đầy. Nhìn một nhà đầy ắp những đồ đạc, Hoác Khải lắc đầu, sớm biết thế này thì đã mua nhà to hơn chút rồi, bây giờ nhìn anh lại thấy nó chật quá. Đâu có đâu, em thấy được mà, Ninh Thần vui vẻ sờ nơi này một tí, chạm chỗ kia một tẹo. Ở nhà cũ bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng được chuyển sang nhà mới, ra vào đều có thang máy. Cảm giác này khiến cô thấy thật mới mẻ đến cả đường đường cũng vui vẻ đi loanh quanh cái xích đu. Hai mẹ con nhìn có vẻ vô cùng hài lòng. Cách trang trí nhà thì hai người đã tìm một công ty trang trí tại địa phương thầu toàn bộ. Có nhiều người không thích thầu hết vì sợ công ty này sẽ ăn bớt nguyên liệu, nhưng Hoác Khải biết chỉ cần chịu chi thì sẽ không có chuyện ăn bớt xảy ra. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền cơ chứ, nếu đưa đúng số tiền thì ai sẽ đi ăn bớt chứ. Cho nên, tóm lại là công ty này trang trí cũng được, làm người ta hài lòng về cả phong cách lẫn chất lượng chuyển sang nhà mới một nhà ba người đương nhiên phải chúc mừng rồi hoác khải vốn định gọi nhà bố mẹ vợ sang ăn cùng cho vui nhưng ninh thần lại từ chối cô cho rằng đây là cuộc sống mới của gia đình của mình nên để ba người yên bình tận hưởng không muốn ai chen vào hoác khải thì sao cũng được có người đến thì đông vui hơn không ai đến thì yên tĩnh hơn một bàn đầy thức ăn ba người chắc chắn ăn không hết nhưng lần này không có ai kêu lãng phí nữa đến ninh thần cũng không nói vì cô quá là vui hơn nữa cô còn uống cả nửa chai rượu vang sắc mặt cô trở nên hồng hơn như một quả táo chín đường đường cũng đã có phòng riêng không cần ngủ chung giường với bố mẹ nữa phòng của cô bé có màu hồng công chúa nhìn thì không được đẳng cấp cho lắm nhưng cô bé thích thì cũng chẳng ai nói gì được ngủ đi con nếu sợ thì gọi bố mẹ nhé ninh thần nói đường đường nằm trên giường, ôm con gấu bông lớn vừa mới mua về, cười hì hì nói con không sợ đâu. Có gấu lớn bảo vệ con rồi. Ninh thần mỉm cười, thơm nhẹ lên chán con rồi nói, ngủ đi con. Chúc bố mẹ ngủ con, chúc gấu lớn ngủ ngon. Nhìn con gái vỗ về chú gấu bông rồi nhắm mắt ngủ, ninh thần mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Lúc về phòng ngủ, nhìn thấy hoác khải dựa vào giường, mặt cô liền đỏ lên. Cô biết rõ ràng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy cô đứng ở cạnh giường, vẻ mặt bất an, Hoắc Khải bật cười và nói, "Làm sao thế? Như kiểu anh sắp ăn thịt đến nơi ý, em sợ hả?" "Ai, ai sợ chứ?" Ninh Thần cố nói. Rồi cô lại nghĩ, đã sinh con rồi thì ngại cái gì chứ? Chỉ có thể nói là do hoàn cảnh mới lạ nên khiến người ta khó mà thích ứng kịp. Ít nhất phải ở mấy hôm thì mới quen được. Vào trong chăn nằm Hoác Khải đã chủ động vươn tay ra và nói với một giọng mong chờ, anh tắt đèn nhé. Ninh thần nhắm mắt, tiến vào lòng của Hoác Khải và nói bằng giọng bồn chồn, vâng. Giọng nói chứa đầy sự ngại ngùng, nhưng Hoác Khải cũng hiểu ý và vươn tay ra tắt đèn. Một đêm triền miên làm người ta không thể nào ngừng lại. Sáng hôm sau, Hoác Khải và Ninh thần gần như mở mắt cùng một lúc. Khi nhìn thấy đối phương, cả hai lại đồng thời chớp mắt rồi nhìn nhau cười. Anh cười gì thế? Ninh thần hỏi. Cười vì sao anh lại có phúc mà cưới được một cô vợ tốt như thế? Hoác Khải đáp. Xến qua đấy, Ninh thần nhau mắt đánh anh, nhưng lại hôn anh một cái và nói, nhưng em thích. Một ngày mới bắt đầu, hai người lại dọn dẹp nhà một lần nữa, sắp xếp những đồ vật vừa mua về hôm qua vào vị trí. Khi xong việc cũng đã đến chiều. Mặc dù là buổi chiều rồi nhưng Ninh Thần vẫn muốn đến công ty. Cô đã hình thành thói quen, ngày nào không lên công ty thì cảm thấy như cuộc sống không còn vui. Hoắc Khải không cần cô, phụ nữ có trí trong sự nghiệp cũng là chuyện tốt, chứng tỏ rằng cô có thể sống tự lập tự chủ. Cho dù có xảy ra sự cố gì thì cũng không cần lo lắng về tương lai. Bất luận là đối với Ninh Thần hay Đường Đường, Hoắc Khải chưa bao giờ muốn biến hai người thành chim trong lòng. Yêu thương và chiều chuộng bọn họ là điều cần thiết, nhưng không thể không có sự rèn luyện được người không thể tự lập thì trong tương lai sẽ khó mà tồn tại được. Bố mẹ bạn bè có thể làm chỗ dựa, nhưng không phải là mãi mãi. Sau khi ninh thần đến công ty, Hoắc Khải đang định đến công ty chi nhánh nhà họ cơ để xem cơ hương ngưng đang ra sao. Thì chưa kịp đi, đường trọng vi đã gọi tới. Tôi đến sân bay rồi, anh đâu, đường trọng vi hỏi. Hoắc Khải đập chán, sao lại quên được nhỉ, hôm qua đường trọng vi nói rằng muộn nhất là hôm nay cô ấy sẽ đến mà. Anh liền vội vàng nói, "Xin lỗi nha, tôi quên mất, giờ tôi đến đây." "Nè, anh không đáng tin chút nào cả. Đã hẹn là đi đón rồi mà sao lại quên chứ? Anh có biết có bao nhiêu người muốn mời tôi đi ăn còn không được không? Thế mà anh còn dám lơ tôi." Đường Trọng Vi nói với vẻ bất mãn, nhưng cũng là nói thật. Là viên ngọc quý của tập đoàn thương mại quốc tế Đường thị, làm gì có người đàn ông nào trên đời dám lơ cô chứ? Chương 400, cầu nối Hoắc Khải cúp điện thoại rồi đứng chờ xe taxi của hai người trên con đường gần với thành phố nhất. Kết quả chờ mãi chẳng thấy ai đâu, phải hơn nửa tiếng sau Đường Trọng Vi mới gọi lại, nói là bọn họ đã đến tiệm ăn rồi. "Đến rồi hả? Sao cô bảo là chờ ở đường gần thành phố mà?" Hoắc Khải ngơ ngác hỏi. "Sao thế, có gì bất mãn à? Tôi chờ anh ở sân bay suốt bao lâu, cho anh đi lại tí thì làm sao?" Đường Trọng Vi hừ một tiếng rồi nói dáng vẻ gây sự vô cơ của cô ấy thật sự khiến người ta tức chết, chỉ cảm thấy lớn như vậy rồi mà sao vẫn còn trẻ trâu thế kia. Với Hoắc Khải thì đường trọng vi chỉ như em gái, cho nên sẽ không giận cô ấy chỉ vì chuyện nhỏ này. Biết đường trọng vi đang khó chịu nên làm loạn một chút cũng là bình thường. Mấy chục phút sau, ba người cũng đã gặp mặt ở một nhà hàng. Đường trọng vi cố tình chọn một khách sạn cực kỳ cao cấp, đồ ăn cũng đắt, ba người ăn ít cũng phải đến 2.000 tệ mà đường trọng vi không phải là người tiết kiệm, cộng thêm việc muốn, báo thù, hoắc khải, cô ấy cố tình gọi thật nhiều món đắt. Mặc dù chẳng nhìn giá trên menu nhưng hoắc khải cũng biết ít nhất cũng phải từ 4.000 tệ trở lên. Hoặc gia Minh lại thấy bất bình thay cho Hoác Khải, cậu ta nói, ba chúng ta ăn không hết nhiều như vậy đâu mà. Chỉ riêng con tôm hùm Boston nặng 2-3kg kia, một mình đường trọng vi ăn một con còn không hết cô ấy lườm hoác gia minh và nói có bắt em trả tiền đâu mà em không ăn thì đi đi ai bảo em đến đây cùng chị đâu cho ăn rồi còn bất mãn nữa khó chiều cô ấy tuôn ra một chàng như pháo nổ làm hoác giai minh không nói được gì hoác khải bật cười qua thời gian đường trọng vi đã có chút trưởng thành không còn là cô gái chỉ biết khóc mỗi khi người ta nói gì mình nữa mặc dù có hơn nửa là cô ấy bị nhà họ hoác làm cho tức chết nhưng vậy cũng tốt không để cô ấy bị người khác dễ bắt nạt được. Nếu chỉ ăn không thôi thì cũng chán, vẫn phải nói về chủ đề nào đó mới được. Hoác Khải chủ động hỏi tình hình Hoác Giai Minh dạo này, cậu ta lại thở dài đáp, có gì mà không ổn đâu chứ, vẫn vậy à, làm việc cần làm thôi. Dù sao tôi cũng chẳng phải lo việc trong nhà, nhưng mà dạo này bố tôi bắt tôi làm mấy chuyện kinh doanh, nói là nhà họ Hoác thì không thể không biết kinh doanh được gì gì đó. Tôi đang muốn hỏi ông ấy là, rõ ràng ông ấy cũng cầm kỳ thi hỏa các thứ các thứ, không chịu kinh doanh đi mà lại bắt tôi làm thay. Thế là thế nào chứ? Hoác Khải vẫn hiểu tính cách của chú mình, nhưng dựa theo những gì anh biết thì chú không phải kiểu chỉ chơi linh tinh như Hoác Giai Minh nói đâu. Một phần trong những phi vụ làm ăn của nhà họ Hoác có liên quan đến đấu giá, mà những vật phẩm được đấu giá nhiều nhất chính là các loại đồ cổ. Mà chú ấy lại có sở trường trong lĩnh vực này, cũng yêu thích nó, cho nên chú thường đi đến khắp trời Nam đất Bắc để siêu tầm cổ vật. Hoặc dài mình không hiểu rõ về kinh doanh của nhà họ hoác mà chỉ biết mỗi lần bố mình về nhà là sẽ nói bản thân tìm được các kiệt tác về thư pháp hay hội họa gì đó, nên lầm tưởng rằng ông ấy suốt ngày đi chơi. Thực ra, chơi mà ra tiền thì cũng là một loại bản lĩnh. Hoặc dài Minh lúc này không thể hiểu được rằng không một ai trong nhà họ hoác lại có thể ngồi không mà tiêu tiền. Như vậy thì gia tộc sẽ không thể tiến bộ, và đây là điều không chấp nhận được hiện giờ mặc dù hoác khải không thể lấy thân phận là người cầm quyền để nói nhưng anh cũng không mong rằng hoác giai minh sẽ tiếp tục ăn không ngồi rồi như vậy nếu chú đã lên tiếng thì anh cũng thuận thế nói theo làm vậy cũng không có hại đâu ít nhất lúc cần tiêu tiền thì vẫn có thể thoải mái hơn chút chú bố cậu có nói là sẽ để cho cậu làm gì không hoác khải suýt nữa thì sương hô theo thói quen nhưng hoác giai minh lại không để ý chỉ có đường trọng vi thì ngẩng lên nhìn hoắc khải vẻ mặt khó hiểu hoắc khải coi như không thấy vẻ mặt đó của cô ấy mà hoắc gia minh thì khổ não nói làm gì có cái gì làm được đâu gia tộc chia gần hết các loại kinh doanh rồi tôi muốn làm cái gì thì cũng phải tranh đua với người ta chứ làm sao người ta chịu nhường thế nên tôi đang giàu hết cả ruột đây chẳng biết nên làm gì bây giờ lúc trước cậu có tham gia vào việc xây dựng công ty chi nhánh ở nước ngoài của nhà họ cơ còn gì nếu cậu tin tôi, tôi có thể gợi ý vài điều cho cậu, Hoác Khải nói. Đương nhiên là tôi tin anh rồi, anh nói đi, Hoác Gia Minh vội vàng đáp. Hoác Khải tư duy một chút rồi nói, cũng dễ thôi, nhà họ Hoác không có nhiều dự án ở nước ngoài, cậu có thể lập một công ty chi nhánh ở nước ngoài giống như nhà họ cơ, chủ yếu về các đồ vật có công nghệ cao. Nói đơn giản là trong nước thiếu cái gì thì cậu làm cái đó. Ví dụ như mấy loại có hàm lượng kỹ thuật cao như vi mạch chẳng hạn vi mạch nhưng tôi có biết mấy cái đó đâu chẳng hiểu mô tê gì hoác giai minh nói không cần cậu phải hiểu hoác khải nói khi ấy tôi sẽ giúp cậu tìm mấy người bọn họ khá giỏi trong ngành nghề này sẽ giúp được cậu đấy cậu bảo bọn họ làm mấy sản phẩm để tạo chút thanh thế thu hút đầu tư là có tiền rồi như vậy người đầu tư sẽ giúp cậu quản lý cậu không cần phải lo lắng gì hết hoác dài minh nghe thì mắt sáng lên liền vội vàng đáp lời nghe có vẻ đơn giản ghê vậy anh giới thiệu cho tôi với, làm xong tôi sẽ lì xì cho anh. Lì xì thì khỏi đi, tôi cũng coi như trả lại ân tình của cậu thôi. Nhà họ cơ mà không được cậu giúp đỡ thì có khi sẽ chẳng mở được công ty chi nhánh ấy chứ, Hoác Khải cười nói. Hoác Giai Minh vui vẻ nhìn anh, nâng cốc trà lên rồi trả lời, tôi không biết uống rượu, nên lấy trà thay rượu vậy, cảm ơn anh Lý. Không cần khách sáo, Hoác Khải cụm ly với cậu ta. Đường Trọng Vi ở bên nhìn, bất mãn lên tiếng nè hai người như đang đi nói chuyện làm ăn vậy đó tôi đến để giải sầu chứ không phải để nghe hai người nói chuyện công việc đâu muốn nói thì hai người tự tìm chỗ mà nói nói bao lâu cũng được nhưng giờ thì phải ăn hết đi cho tôi ăn 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 hoác giai minh cười hi hí cầm dao nĩa lên và xử lý đống bít tết hoác khải cũng ngoan ngoãn ăn cơm nhưng nụ cười vẫn luôn lấp ló nhìn thì có vẻ như bọn họ đang làm một việc quá nhỏ bé nhưng thực ra đây đã là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch lớn của hoác khải rồi muốn cướp lại nhà họ hoác thì phải có sự giúp đỡ của các bạn bè liên minh người nhà họ hoác sẽ không bao giờ giúp người ngoài tranh quyền dĩ nhiên thì bây giờ là một suy nghĩ sai lầm ít nhất thì phần lớn người nhà họ hoác sẽ không làm thế nếu không hung thủ phía sau chưa chắc đã có thể thay thế anh bằng một kẻ giả mạo được có một câu danh ngôn đã được lưu truyền đến tận bây giờ Muốn làm thành trì kiên cố nhất sụp đổ thì phải công phá từ bên trong. Đúng là Hoắc Khải có sức mạnh, nhưng nếu muốn đạt được mục tiêu cuối cùng thì anh phải đánh từ bên trong đánh ra. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó, bởi vì anh buộc phải tìm được một người đáng tin cậy nhưng không cần quá thông minh, đồng thời cũng phải có chút địa vị để làm trung gian. Cuối cùng thì nó lại rơi vào người Hoắc Gia Minh, cậu ta là người thích hợp nhất, tính trên mọi phương diện. Cho Hoắc Giai Minh đi làm bên công ty chi nhánh nước ngoài và tìm cho cậu ta mấy nhân tài kỹ thuật đều là do Hoác Khải cố ý. Mục đích thật sự của anh chính là để dễ dàng xây dựng thế lực bên trong nhà họ Hoác. Hoác Giai Minh không có hứng với việc làm ăn, cậu ta chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ của gia tộc. Còn có kiếm được tiền hay không, kiếm bằng cách nào, thì cậu ta không quan tâm mà cũng chẳng hiểu. Hoác Khải muốn lợi dụng suy nghĩ ngây thơ này của cậu ta và cả số tiền vốn từ bên ngoài mượn tay Hoắc Gia Minh để thâm nhập vào nhà họ Hoắc, sau đó sẽ dùng công ty chi nhánh đã bị vốn bên ngoài thâu tóm làm gốc, dần dần thôn tính cả nhà họ Hoắc. Hiện tại thì đã xong bước một. Qua một thời gian tiếp xúc, Hoắc Gia Minh đã hoàn toàn không hề nghi ngờ mục đích chính của Hoắc Khải. Cậu ta chắc chắn sẽ làm theo những gì Hoắc Khải nói và trở thành một cái cầu nối thích hợp. Chỉ cần cái cầu này đủ chắc thì mọi chuyện sẽ không còn khó nữa hoặc khải rõ như ban ngày sức mạnh của đồng tiền. Anh đã từng dùng những cách thế này để thôn tính không ít thế lực. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 400.